cái này tất cả đều sốt ruột. Các ngươi chờ, ta chờ không được. Lại là Điêu Nhi đôi mắt hồng thấu, ra tiếng hết sức liền phải xông lên đi giúp Dương Nghị Vân. Ta cũng đi. Chúng ta cùng đế tôn liều mạng. Tiểu Phượng Hoàng nghe con từ từ tất cả đều mở miệng, một đám bản thể hiện hóa, thần quang lưu chuyển, liền phải tiến lên. Chậm, các ngươi. Lại là Màu Thần nương nương vung tay lên đem đại gia ngăn lại. Kỳ thật nàng thiếu chút nữa cũng muốn nhịn không được xông lên đi. Đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Dương Nghị Vân rốt cuộc có động tĩnh. Màu Thần nương nương thấy được Dương Nghị Vân bốn phía vần quanh 10 cây thần thụ cư nhiên nháy mắt hợp nhất, tiếp theo đầy trời sao trời lộng lẫy chiếu rọi ở thật lớn thần thụ thượng, mà Dương Nghị Vân vừa động lúc sau thân ảnh dung hợp vào che trời thần thụ chung. Lại là trực tiếp hướng về đế tôn mà đi. Cứ việc ở ngàn dặm ở ngoài, nhưng Màu Thần nương nương lại là cảm nhận được một cổ cường đại thả lại quen thuộc hơi thở. Đó là thuộc về Thánh Thiên Đế độc hữu hơi thở. Màu Thần nương nương trên mặt có mỉm cười, lẩm bẩm, ngươi quả nhiên vẫn là ngươi, thiên tâm hơi thở, ngươi này cũng coi như là trọng sinh. Thân là Thánh Thiên Đế nữ nhân, Màu Thần nương nương tự nhiên đối Thánh Thiên Đế hơi thở không xa lạ, nàng cảm nhận được từ thần thụ chung hoặc là nói là từ Dương Nghị Vân trên người phát ra hơi thở, là thiên tâm hơi thở, nàng liền biết Dương Nghị Vân sẽ không có việc gì. Bởi vì nàng rõ ràng này cổ hơi thở ý nghĩa cái gì. Trên thực tế không riêng gì nàng cảm nhận được, này sợi vương giả ở thiên hơi thở, tất cả mọi người cảm nhận được. Đại gia rốt cuộc dừng lại, đôi mắt đặt ở giữa sân. Bực này thiên uy giống nhau hơi thở dưới, liền tính các nàng xông lên đi, cũng khởi không đến bao lớn tác dụng. Mỗi người đều tin tưởng Dương Nghị Vân sẽ thắng. Sở hữu trong ánh mắt, đều thấy được không ánh sáng 10 sắc vạn trượng đại thụ che trời mà đi, bên ngoài một vòng là ngân quang lộng lẫy, nội bộ còn lại là ngũ quang thập sắc, hơn nữa càng lúc càng lớn. Chỉ chớp mắt, che trời đại thụ liền cùng 9 đạo huyết sắc tia chớp va chạm ở cùng nhau. Ầm vang, răng rắc, ong, phía chân trời phía trên, bộc phát ra một đóa thật lớn mây nấm, như là toàn bộ không trung đều phá khai rồi một cái động lớn giống nhau. Vô cùng chấn cảm. Một đạo khí lãng khuếch tán mở ra. Đầy trời biển máu hỏng mất. Lộ ra thần giới không trung. Ở lúc sau còn lại là một cái thật lớn màu bạc bàn cờ lập lòe vầng sáng hiện lên, lại là tinh la bàn cờ. Này va chạm dưới, đế tôn biển máu hoàn toàn xong đời. Dương Nghị Vân tinh la bàn cờ cũng xuất hiện. Ở Màu Thần nương nương đám người trong mắt, còn lại là thấy được, Dương Nghị Vân che trời đại thụ trực tiếp va chạm đế tôn 9 đạo huyết sắc tia chớp thượng. 9 điều tia chớp còn lại là quấn quanh ở thần thụ phía trên. Trong lúc nhất thời sấm sét ầm ầm, phong vân quay cuồng, một bộ tận thế cảnh tượng. Hai bên va chạm dưới hình thành khí lãng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khuếch tán. Trong nháy mắt chính là ngàn dặm. Màu Thần nương nương đám người vội vàng phòng ngự, bảo hộ ở thiên đạo cấp thấp đệ tử, nhưng liền tính như thế bị một cổ khí lãng cũng cấp thổi đến ngã trái ngã phải. Chờ ổn định thân hình đang xem đi thời điểm. Liền thấy được chiến đấu trung tâm, 9 đạo huyết sắc tia chớp cùng đại thần thụ đều không nghĩ thấy, thay thế còn lại là một cái đường kính có mấy mươi dặm thật lớn mây nấm, lập lòe huyết quang cùng ngân quang. Có thể nhìn đến bên trong đan chéo chung, mọi người đều rõ ràng, đây là Dương Nghị Vân cùng đế tôn ở đấu. Bực này thời gian rằng có ước chừng 3 phút sau, mây nấm tựa hồ viên cầu bắt đầu co rút lại. Lấy mắt thường thấy được tốc độ ở thu nhỏ lại. Quang mang chói mắt cũng bắt đầu yếu bớt đi xuống. Không bao lâu, hoàn toàn biến mất, mà trung tâm điểm, xuất hiện 3 bóng người, vẫn không nhúc nhích đứng thẳng. Thật là Dương Nghị Vân cùng đế tôn, cái thứ 3 là Huyết Anh. Ở mọi người trong ánh mắt, Dương Nghị Vân ngón tay chỉ vào đế tôn giữa mày, mà Huyết Anh còn lại là ở đế tôn phía sau nằm bò, ghé vào đế tôn trên người tư thế. Giữa sân yên tĩnh, thỏ ra phun ra một ngụm chọc khí nói, thành, đế tôn đã chết. Đại gia nghe được thỏ ra nói chuyện đều là sửng sốt. Rõ ràng nhìn đến đế tôn còn ở. Đương nhiên cái này nghi hoặc không liên tục bao lâu, liền nhìn đến đế tôn thân ảnh một chút bắt đầu tiêu tán, cuối cùng như là hóa thành điểm điểm bụi đất biến mất ở phía chân trời. Phốc! Ngay sau đó, lại là Dương Nghị Vân thân thể chấn động, hộc ra một búng máu dịch. Tăng cường đại gia liền nhìn đến Dương Nghị Vân cùng Huyết Anh cùng nhau từ phía chân trời thẳng tắp tin tức xuống dưới. Màu Thần nương nương thân hình một thân, lại là qua đi, đem Dương Nghị Vân cùng Huyết Anh tiếp được. Đại ca, ca, Vân tử. Giờ phút này mọi người như ở trong mộng mới tỉnh,
vội vàng chạy tới nơi vây quanh ở Dương Nghị Vân bên người kêu to. Đích xác Dương Nghị Vân chém chết Đế Tôn, nhưng hiện tại xem ra, chính hắn cũng bị thương, cùng Huyết Anh cùng nhau bị thương. Rốt cuộc là như thế nào kết thúc, đại gia tuy rằng không thấy được, nhưng lại có thể tưởng tượng đến, nhất định ở mây nấm nội đã xảy ra vượt quá bọn họ hiện tượng chém giết, cuối cùng là Dương Nghị Vân cùng Huyết Anh liên thủ xử lý Đế Tôn, nhưng hắn cũng không chịu nổi, trực tiếp từ thiên rơi xuống. Đều đừng lo lắng, Vân Tử chỉ là bị thương, hắn hiện tại yêu cầu khôi phục, đại gia chờ. Mầu thần nương nương trực tiếp mở miệng nói chuyện, phất tay chi gian, thần quang đại động, rơi xuống đất lúc sau, lại là vừa đi cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo Dương Nghị Vân cùng Huyết Anh trực tiếp đi vào đại điện. Lúc này không có người để ý mầu thần nương nương trống rỗng ngưng tụ mà ra cung điện thần thông, đều lo lắng ở Dương Nghị Vân trên người, nếu nghe được mầu thần nương nương nói Dương Nghị Vân bị thương, vậy lưu tại cung điện ở ngoài chờ. Bên trong đại điện, mầu thần nương nương tiến vào sau, thỏ ra cùng Mai tỷ chờ cũng muốn vào xem. Nhưng là lại nhìn đến, mầu thần nương nương đi mà quay lại, chính mình đi ra đại điện. Không có việc gì, hắn đã tỉnh, làm ta ra tới chờ, ta chính mình chữa thương liền hảo, đại gia đừng lo lắng. Mầu thần nương nương đối mặt Mai tỷ đám người nói. Đại gia nghe được mầu thần nương nương nói chuyện, cuối cùng lại yên tâm xuống dưới, Dương Nghị Vân phía trước vẫn là hôn mê trạng thái. Hiện tại nếu tỉnh lại có thể chính mình chữa thương đã nói lên sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Nếu không có việc gì, vậy chờ đi. Bên trong đại điện, Dương Nghị Vân khoanh chân mà làm, Huyết Anh ở góc một trương giường mây phía trên, nhìn như ngủ say giống nhau. Thầy trò hai người, một cái chữa thương một cái ngủ say. Thời gian ở một chút sói mòn. Đại điện ở ngoài, thần tài nương nương đám người lặng lặng chờ. Thời gian lưu chuyển 500 năm mà đi. Ngày này, Dương Nghị Vân thu công. Hắn thương thế khôi phục. Rốt cuộc sống lại. Tự nói này một câu thời điểm, hắn nội tâm là vô cùng cảm khái. Đích xác, với hắn mà nói, giống như tái thế. Khóe mắt thấy được giường mây Huyết Anh, Dương Nghị Vân trên mặt lộ ra từ phụ giống nhau mỉm cười, đứng dậy đi vào Huyết Anh bên người, vươn tay đi, nhẹ nhàng đặt ở Huyết Anh trên người, cẩn thận kiểm tra rồi một phen Huyết Anh tình huống. Lẩm bẩm. Người cái này đứa nhỏ ngốc a, vi sư thiếu ngươi nửa cái mạng nga. Nói chuyện chung vung tay lên lại là một giọt bất lão nước suối xuất hiện, búng tay gian tiến vào Huyết Anh trong miệng. Tức khắc Huyết Anh trên người tản mát ra màu lục đậm cùng màu đỏ nhạt vầng sáng, có cường đại sinh cơ vần quanh mở ra. Thu tay lại sau, Dương Nghị Vân nhẹ nhàng thở ra, hắn biết Huyết Anh không có việc gì, thương thế tuy trọng, nhưng có hắn này một giọt bất lão nước suối chi lực, lại trọng thương thế đều có thể khôi phục lại. Chỉ là thời gian khả năng hội trưởng một chút. Huyết Anh thương thế trọng ở hai tầng, một vì thân thể, nhưng hiện tại hắn cho một giọt bất lão nước suối sau, thân thể khôi phục không thành vấn đề. Đệ nhị còn lại là thương tới rồi thần hồn, cái này hắn không giúp được, chỉ có thể dựa Huyết Anh tự mình đi trị liệu. Cũng may hắn vừa rồi kiểm tra, thời điểm phát hiện, Huyết Anh thần hồn trạng thái đang ở tự mình chữa trị chung, thời gian này muốn trường một ít. Nhưng cũng không sao cả, hiện tại chiến đấu kết thúc. Làm Huyết Anh ngủ say đi khôi phục, chung quy sẽ khỏi hẳn. Hồi tưởng lên phía trước, Dương Nghị Vân như cũ là dùng mình một cái. Hoàn toàn có thể nói, hắn từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Nguyên bản cho rằng, các phương diện đều có thể lực đè ép Đế Tôn, nhưng chân thật kết quả lại là, ra ngoài hắn đoán trước. Hắn như cũ vẫn là đối Đế Tôn thực lực coi thường. Hồi tưởng lên. Dương Nghị Vân xem như đối Đế Tôn hoặc là nói Tu La Vương cũng hoặc là nói đệ tứ giới đạo thống chi lực, rốt cuộc có một cái một lần nữa nhận thức. Thế giới to lớn, cuồn cuộn vô cùng, sinh linh chi kỳ, kinh diễm tuyệt luân. Đây là Dương Nghị Vân chiến hậu hiểu được. Hắn nội tâm càng thêm có kính sợ. Ngày đó hắn thúc giục 10 đại đạo thụ hợp nhất, mang theo tinh la bàn cờ thêm vào, một ngày tâm mà thúc giục nói thụ va chạm Đế Tôn 9 đạo huyết sắc tia chớp. Vốn tưởng rằng là nắm chắc sự, có thể đem Đế Tôn một lần là bắt được. Lại là chân chính tới rồi cuối cùng thời khắc, mới biết được, Đế Tôn không đơn giản. Ngay lúc đó sắc từ khí thế đi lên nói, hắn toàn diện áp chế Đế Tôn, nhưng chân chính kết quả lại là, va chạm lúc sau, hắn nói thụ tan đi, Đế Tôn 9 đạo huyết lôi cũng là tan thành mây khói. Rồi sau đó cường đại năng lượng hình thành một cái hỗn độn không gian, bọn họ hai cái không đúng, hơn nữa Huyết Anh ba người. Lại ở trong đó đánh nhau một hồi, mới xem như chân chính kết thúc chiến đấu. Phía trước giao phong chỉ là mặt ngoài mà thôi. Đương hắn nói thụ tan đi,
đường đế tôn chín đạo huyết lôi biến mất, đế tôn nhìn qua chỉ là khóe miệng ở lưu huyết, lại là không có hắn trong tưởng tượng tan thành mây khói. Ngược lại nhìn Dương Nghị Vân mở miệng nói, ngươi, khụ khụ, đích xác ra ngoài ta đoán trước cường đại, nhưng ngươi cho rằng cứ như vậy có thể thắng ta, đó là ngươi suy nghĩ nhiều. Dương Nghị Vân lại là đối mặt đế tôn nói chuyện, nội tâm quay cuồng, như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cường đại vô cùng nói thụ hơn nữa tinh la bàn cờ cùng thiên tâm thúc dục dưới, vẫn là không có xử lý đế tôn. Đối mặt đế tôn lúc này lời nói, Dương Nghị Vân nội tâm đích xác kinh hãi, nhưng hắn biết không đường lui, hừ lạnh một tiếng nói, một lần làm không xong ngươi, ta giết ngươi hai lần. Ha ha ha, đế tôn cuồng tiếu lên, tiểu tử ngươi thật là thiên chân, vừa rồi là ngươi cường đại nhất công kích đi. Hiện tại ngươi lại lấy cái gì giết ta? Bổn vương giờ phút này đích xác bị ngươi thương tới rồi, nhưng là... bổn vương như cũ có thể có giết ngươi thủ đoạn. Dứt lời đế tôn bỗng nhiên ra tay, một bước bước ra, lại là cả người hóa thành một bãi máu. Hóa huyết vì nói. Một tiếng âm trầm vang lên thời điểm, đế tôn cả người đều hóa thành một bãi máu, khoảnh khắc cuốn tịch Dương Nghị Vân. Đông! Dương Nghị Vân không chút do dự, thúc giục hỗn độn chung. Đem chính mình cùng huyết anh bao phủ lên. Hắn trong lòng cú sốc động, nhìn đến đế tôn hóa thành một bãi máu thời điểm, liền biết lần này là đế tôn chân chính trạng thái, là tu la vương phân thân chân thân thể. U minh biển máu cường đại tu la bổn căn chính là biển máu đại đạo. Máu trạng thái hạ đế tôn có lẽ mới là nguy hiểm nhất. Dương Nghị Vân thúc dục hỗn độn chung xuất hiện, trực tiếp thúc dục. Thịch thịch thịch. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng chuông vang lên. Bùng nổ kim quang chí dương chí cương lực lượng ngăn cản đế tôn máu. Nhưng lại là không nghĩ tới, hỗn độn chung hoàn toàn bị đế tôn máu cấp bao vây đi vào. Đang ở hỗn độn chung nội Dương Nghị Vân trong tầm mắt là đầy trời biển máu. Ong ong, hỗn độn chung run minh dựng lên, không ngừng ở chấn động. Cùng máu ở đánh giá. Dương Nghị Vân cảm nhận được vô biên vô hạn phòng ngủ, cơ hồ có hủy thiên diệt địa khả năng. Chiếu như vậy đi xuống. Hắn biết hỗn độn chung căn bản ngăn cản không chủ đế tôn hóa huyết trạng thái. Toàn lực bùng nổ dưới thúc sục hỗn độn chung. Nhưng đây là thời gian gần không đến 10 tức đã bị tan rã. Oanh! Một tiếng nặng nề lúc sau, hỗn độn chung phòng ngự bị phá khai. Một cổ máu ngay lập tức tới rồi trên người hắn. Dương Nghị Vân trong lòng đại chấn, thúc sục thần hạch đạo chủng lực lượng, nội loại 10 đại đạo thụ bản chất lực lượng hoàn toàn bùng nổ mà ra, ngăn cản đế tôn máu. Nhưng là, vượt qua hắn tưởng tượng thời gian đã xảy ra. Đế tôn hóa huyết trạng thái dưới máu, là chân chính biển máu chi lực, tiến vào thân thể hắn thời điểm, hắn căn bản là ngăn cản không được. Trong nháy mắt máu khoan dò trong thân thể hắn, trực tiếp tới rồi thần hạch đạo trùng. Một chút, Dương Nghị Vân toàn thân mất đi pháp lực vận chuyển, đế tôn máu nhập thần hạch đạo trùng, áp chế hắn toàn thân pháp lực. Thần hạch đạo trùng đây là tu vi chi căn bản. Nơi này ra vấn đề. Pháp lực liền vận chuyển không được. Một khi thần hạch đạo chủng hoàn toàn bị đế tôn máu xâm nhập, vậy cùng cấp với hắn tử vong. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng, toàn lực thúc dục thần hạch đạo chủng. Tức khắc 10 đại đạo thụ chi lực đồng thời bùng nổ, ngay sau đó bất lão suối nguồn thúc dục, cường đại sinh cơ chi lực tưới ở 10 đại đạo trên cây, lực lượng gia tăng rồi đâu chỉ gấp 10 lần. Như thế mới nhìn xem ngăn cản ở đế tôn máu, tiến thêm một bước ăn mòn hắn thần hạch đạo chủng. Nhưng là, hắn phát hiện liền tính là hắn thúc dục toàn bộ thần hạch đạo chủng lực lượng bao gồm bên trong bất lão suối nguồn chi lực, cũng vô pháp đem đế tôn máu đuổi đi. Trong lúc nhất thời thành rằng co, mà liền vào giờ phút này, càng muốn mệnh chính là, thần hải trong vòng cũng ra vấn đề. Đế tôn cường đại ý thức, thẳng đến thần hải nguyên thần mà đi. Hắn biết đế tôn đây là muốn hoàn toàn diệt sát hắn. Mắt thấy đế tôn ý thức tiến vào thần hải, tới rồi nguyên thần phía trước. Dương Nghị Vân ý thức chìm xuống nguyên thần mở hai mắt, không chút do dự thúc dục nguyên thần thiên tâm. Tức khắc nguyên thần tản mát ra vạn trượng kim quang. Mà giờ phút này một đoàn huyết phụ hóa thành bóng người, ngay sau đó chỉ là đế tôn một thân áo đen huyền phù ở hắn nguyên thần phía trước, đây là đế tôn nguyên thần ý thức. Ha ha, vô dụng, bổn vương tan công, hôm nay cũng muốn diệt sát ngươi. Đế tôn nguyên thần đang nói chuyện chung, đồng dạng lại là huyết quang vạn trượng. Từng đạo huyết quang thẳng bức Dương Nghị Vân nguyên thần. Hai bên nguyên thần chi lực so đấu bắt đầu. Chiến đấu trở thành song tuyến. Đệ nhất chiến trường ở thần hạch đạo chủng trong vòng, là đế tôn biển máu chi lực không ngừng ăn mòn thần hạch đạo chủng,
nhưng là Dương Nghị Vân có bất lão suối nguồn tồn tại, lại là chặn đế tôn máu. Nhưng cũng là rằng co, chỉ có thể xem như ngăn trở mà thôi. Đệ nhị chiến trường còn lại là thần hải nguyên thần chém giết. Thực hiển nhiên đế tôn muốn tiêu diệt giết hắn nguyên thần. Cũng may hắn nguyên thần cường đại, nội có thiên tâm tồn tại, đế tôn muốn cắn nuốt hắn nguyên thần, cũng không phải dễ dàng như vậy. Vậy thử xem. Dương Nghị Vân cũng không cam lòng yếu thế. Kỳ thật hắn là chết căng mà thôi. Đế tôn máu cùng nguyên thần đều vọt vào trong thân thể hắn, này bản thân cũng đã thuyết minh vấn đề. Thuyết minh đế tôn cường đại. Mà hắn còn lại là yếu đi một đầu. Dưới tình huống như vậy, hắn nếu không thể đem đế tôn chi lực từ trong cơ thể đuổi đi ra ngoài, sớm hay muộn bị thua sẽ là hắn, cuối cùng kết quả còn lại là hắn bị đế tôn hoàn toàn cấp cắn nuốt. Ngoài miệng kiên cường, nhưng trong lòng Dương Nghị Vân lại là ở bay nhanh vận chuyển nghĩ cách. Cục diện đối hắn bất lợi. Như vậy đi xuống, sớm hay muộn hắn muốn xong đời. Đế tôn biển máu chi đạo lực lượng, với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ, hơn nữa đế tôn này đây mệnh tới bác, ngược lại làm hắn lâm vào khốn cảnh chung. Tiểu tử bổn vương nói qua, bổn vương cái này đế tôn chỉ là 10 đại phân thân chi nhất mà thôi, cho dù chết, cũng là không quan trọng, bổn vương lấy một cái phân thân đại giới, đổi đi ngươi một mạng, này thực có lời, hơn nữa này phân thân cũng không nhất định là chết, đã chết còn có 9 đại phân thân, ha ha, nhận mệnh đi, ngươi rằng có không được bao lâu, bổn vương biển máu đại đạo, mặc kệ là huyết lực vẫn là huyết hồn, nhưng đều là chân thân căn nguyên mà đến một giọt, ngươi, ngăn không được bổn vương. Đế tôn âm chắc chắc nói chuyện. Dương Nghị Vân nội tâm trầm trọng, nhưng đồng thời một cổ không cam lòng dâng lên, chửi ầm lên, đi ngươi đại gia, ngươi gia gia không phải dọa đại. Ngoài miệng ở mắng, nhưng đồng thời hắn lại là đang liều mạng thúc giục thần hạch đạo chủng cùng nguyên thần. Thật sự không biết sống chết a, ngươi tu vi nếu là nhập thánh chi cảnh, bổn vương tự nhiên giết không được ngươi, nhưng đáng tiếc a, ngươi mới là hợp đạo 4 tầng, 5 tầng về một đều không có. Thật không biết ngươi từ đâu ra dũng khí, cư nhiên tiến đến chủ động tìm bổn vương. Đế tôn nói chuyện chi gian mang theo ý cười. Lúc này Dương Nghị Vân cũng cảm thấy không thích hợp, nghe đế tôn nói chuyện khẩu khí, quá không đúng rồi. Bỗng nhiên, một cái tia chớp ở trong óc xẹt qua, như sấm sét ở hắn trong lòng tiếng sấm. Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái chí mạng vấn đề. Cái gì vấn đề đâu? Đó chính là đế tôn thân phận căn bản vấn đề, hắn xem nhẹ một cái trọng điểm. Từ lúc bắt đầu liền tiến vào một cái lầm khu trọng điểm vấn đề này đó là, vẫn luôn gần nhất tất cả mọi người biết đế tôn tồn tại, đều có thể biết đế tôn tu vi là hợp đạo cuối cùng cảnh giới về một. Lại là quên mất, đế tôn chính là Tu La Vương phân thân căn bản thân phận. Đích xác với hắn mà nói, hắn vẫn luôn tưởng chính là muốn chiến đấu chính là đế tôn, là hợp đạo 5 tầng một cường giả. Từ đầu đến cuối hắn đều nghĩ chính là hợp đạo 5 tầng đế tôn. Nhưng lại không nghĩ rằng, đi vào nơi này lúc sau, xác định đế tôn chính là Tu La Vương phân thân chi nhất. Có biết về biết, không đi thâm tưởng. Cho nên Dương Nghị Vân biết hắn phạm sai lầm, tới rồi giờ phút này khốn cảnh chung, hắn một chút đều không oan uổng. Bởi vì đế tôn không ngừng là đế tôn, hắn càng là Tu La Vương phân thân. Đế tôn là hợp đạo cấp bậc không sai, cũng đích xác bị hắn đánh tới cửa, đánh gãy đế tôn cuối cùng hợp đạo về một, chút nào cũng chưa sai. Nhưng mà hắn quên mất Tu La Vương phân thân sự, đế tôn là hợp đạo cấp bậc, nhưng Tu La Vương chẳng lẽ cũng là hợp đạo trình tự? Đương nhiên không phải, 10 phần sai. Chẳng sợ Tu La Vương là cái phân thân, chẳng sợ không có bất luận cái gì tu vi, nhưng Tu La Vương chẳng lẽ không tầm mắt bí pháp vân vân thủ đoạn sao? Như thế Dương Nghị Vân biết chính mình sai rồi. Xem nhẹ đế tôn là Tu La Vương là đế tôn phân thân sự, thế cho nên rơi xuống cái này khốn cảnh chung. Tu La Vương muốn tính kế hắn, nhất định một cái chuẩn A. Chẳng sợ không có bất luận cái gì tu vi trong người Tu La Vương phân thân, kia cũng là Tu La Vương. Dương Nghị Vân nghĩ vậy chút mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn từ lúc bắt đầu liền đem trình tự vấn đề cấp lầm, đến cuối cùng đại ý, bị đế tôn xâm lấn trong cơ thể, thực sự cũng bình thường. Nghe đế tôn này một phen, Dương Nghị Vân rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Nhưng hiện tại cảm giác có điểm chậm A. Bất quá cứ như vậy nhận mệnh. Đó là không có khả năng, ngươi liền tính là Tu La vạn chân thân tiến đến, ta Dương Nghị Vân cũng sẽ không nhận mệnh. Hừ lạnh một tiếng nói, không bằng thánh đạo chi cảnh, lại như thế nào? Ngươi nếu không phải Tu La Vương phân thân, tiểu gia sớm giết ngươi 100 lần. Ha ha, đáng tiếc a,
bổn vương chính là Tu La Vương phân thân, cho dù là vốn dĩ khối này phân thân chỉ có thiên đạo sơ cảnh thực lực, cũng có thể bộc phát ra siêu phàm nhập thánh thủ đoạn, diệt sát người dễ như trở bàn tay, vốn dĩ bổn vương nghĩ giữ lại cái này phân thân, nhưng không nghĩ tới tiểu tử ngươi đích xác một chút tà môn, hiện giờ chỉ có thể xá đi khối này phân thân không cần, muốn cũng diệt sát ngươi không thể. Đế Tôn nhàn nhạt nói chuyện chung, nguyên thần huyết quang chi lực càng ngày càng sáng từng bước ép sát Dương Nghị Vân nguyên thần. Dương Nghị Vân ngoài miệng kiên cường, nhưng tâm lý lại là đã bắt đầu có chút nhục chí, bởi vì hắn biết Đế Tôn lời nói không giả. Hắn hiện tại đối mặt cùng cấp là Tu La Vương, một cái muốn được xưng xưng bá tam giới làm thiên thể chúa tể người. Đối mặt như thế cường địch, hắn đích xác tự tin không đủ. Đạo tâm đã chịu ảnh hưởng, này rất nguy hiểm. Ngay sau đó, Dương Nghị Vân cả người chấn động, lại là Đế Tôn máu hướng về thần hạch đạo chủng đẩy mạnh một bước. Liên quan hắn nguyên thần hơi thở đều bắt đầu không song lên. Xoát! Thần hải trong vòng, Đế Tôn nguyên thần về phía trước bước ra một bước, ngay sau đó hắn nguyên thần. Huyết quang ngăn cản Dương Nghị Vân nguyên thần kim quang, chiếm cứ thượng phong. Ha ha, xem tiểu tử ngươi chết như thế nào. Đế Tôn nguyên thần một chút tới gần. Lúc này Dương Nghị Vân ý chí lực bắt đầu dao động. Chẳng lẽ hôm nay nhất định phải vong sao? Oanh! Bất quá liền ở ngay lúc này, trong cơ thể lại là vang lên một tiếng nổ vang. Đồng thời Đế Tôn chửi ầm lên, hỗn trướng. Trong giọng nói cư nhiên có điểm hoảng loạn. Dương Nghị Vân sửng sốt, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, là huyết anh ra tay. Nói nhi! Dương Nghị Vân đôi mắt đều đỏ lên. Hắn cảm nhận được, là chính mình quan môn đệ tử huyết anh, đồng dạng hóa thành một bãi huyết, trực tiếp tiến vào trong thân thể hắn, đối với Đế Tôn máu bắt đầu rồi điên cuồng cắn nuốt. Một chút, Dương Nghị Vân cảm nhận được, thần hạch đạo chủng áp lực tan đi không ít. Dương Nghị Vân có thể cảm nhận được, huyết anh đang liều mạng, ở thiêu đốt hắn tự thân tới cắn nuốt Đế Tôn máu, hơn nữa hiệu quả không tồi, có thể làm Đế Tôn chửi ầm lên. Đủ để thuyết minh, huyết anh đối Đế Tôn tạo thành uy hát iota. Không biết sống chết hỗn trướng, mệt ngươi vẫn là nửa tu la, nếu tìm chết bổn vương liền thành toàn ngươi. Đế Tôn âm trầm mắng vang lên. A! À, huyết anh kêu thảm thiết vang lên. Dương Nghị Vân trong lòng đại chấn, nói nhi mau rời đi. Hắn tâm đang nhỏ máu. Nội coi dưới, lại là phát hiện, huyết anh hóa thành huyết lực cùng Đế Tôn máu quấn quanh ở cùng nhau, huyết anh huyết nhìn đỏ bừng. Mà Đế Tôn máu còn lại là xích màu đen. Lúc này huyết anh hóa thân máu nhẹ nhẹ chắn hắn thần hạch đạo chủng ở ngoài, chặn Đế Tôn máu, nhìn qua bị Đế Tôn máu cấp xâm nhập hơn phân nửa, đồng thời Dương Nghị Vân nhìn đến Đế Tôn máu nội có một đám khắc văn ở thoáng hiện, mỗi lóe một chút huyết anh máu liền sẽ ảm đạm một phân. Nói nhi, Dương Nghị Vân cứ việc làm huyết anh đi, nhưng hắn cảm nhận được đứa nhỏ này ý chí, cũng sẽ không đi. Lo lắng đau lòng đồng thời. Dương Nghị Vân cũng sinh ra một cổ tử không chịu thua khí thế. Đích xác huyết anh hỗ trợ, hắn áp lực một chút nhẹ nhàng không ít. Phản kích. Không phản kích, hiện tại không riêng gì hắn sẽ xong đời, huyết anh cũng sẽ. Dương Nghị Vân phát ra một tiếng giống to, a. À. Giờ khắc này hắn đem 10 đại đạo thụ cùng bất lão tuyền thúc dục tới rồi cho đến. Mà đồng thời, nguyên thần cũng vì này rung lên, thiên tâm phát ra một tiếng nặng nề. Lại là ở thời điểm này, Dương Nghị Vân phát hiện một phiến môn hộ xuất hiện. Rất quen thuộc. Đúng là nguyên thần thiên phú thần thông, đã lâu U Đều Chi Môn. Đối với U Đều Chi Môn, hắn từ xuất hiện đều không có nghiên cứu thấu, rốt cuộc là cái gì. Cho nên đều rất ít dùng qua. Theo hắn tu vi tăng lên, cũng cảm thấy không có gì dùng, theo không kịp. Nhưng là giờ khắc này, lại là ở thiên tâm chấn động dưới, U Đều Chi Môn tái hiện. Từ nguyên thần giữa mày xuất hiện. Đen nhánh, dày nặng, cổ xưa đại đại môn, càng lúc càng lớn, từ nguyên thần giữa mày xuất hiện, sau lưng là thiên tâm chi lực ở điều khiển. Lúc này đây U Đều Chi Môn xuất hiện, có điểm bất đồng. Ở Dương Nghị Vân trong mắt, hắn thấy được U Đều Chi Môn nhắm chặt hai phiến trên cửa lớn, xuất hiện từng đạo khắc văn, một tả một hữu các có nửa vòng tròn, hợp thành một cái thái cực. Giờ phút này thái cực trung âm dương cá ở lưu động sáng lên. Dương Nghị Vân trong lòng có cảm, ý thức dừng ở U Đều Chi Môn, hét lớn một tiếng, U Đều mở cửa. Oanh! Đại môn mở ra, phát ra một tiếng nổ vang. Như cũ là đen nhánh. Nhưng là môn hộ trong vòng hắc ám bùng nổ. Như là vũ trụ hắc ám từ này phiến đại môn buông xuống. Đồng thời Dương Nghị Vân cảm nhận được, có cho đến tử vong hơi thở, từ đại môn trung bùng nổ,
làm hắn đều trong lòng cú sốc. Môn hộ mở ra vô biên hắc ám nháy mắt cuốn tịch hướng Đế Tôn Nguyên Thần. Đây là, sao có thể, ngươi như thế nào sẽ, Đế Tôn hoảng sợ vô cùng thanh âm biến mất. Hoàn toàn biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Chỉ là ở hắn thần hải trong vòng, nguyên thần giữa mày hiện lên u đều chi môn. Đại môn lại lần nữa đóng lại, yên lặng vô cùng. Dương Nghị Vân ý thức vừa động, u đều chi môn, tiến vào nguyên thần giữa mày, ở nguyên thần giữa mày lưu lại một môn hộ ấn ký, đen nhánh đến tỏa sáng. Vô cùng dày nặng, làm hắn nguyên thần đều tản mát ra mất đi hơi thở. Nội coi dưới, trong cơ thể thân thần hạch đạo chủng thượng đế tôn máu biến mất sạch sẽ, trực tiếp bị bốc hơi. Huyết Anh không việc gì. Chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, lại nhìn đến hắn đứng ở đế tôn trước người, mà Huyết Anh còn lại là công kích tư thế ở đế tôn phía sau lưng. Bất quá nháy mắt, đế tôn thân thể liền tiêu tán vô ảnh, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán thiên địa. Kỳ thật hắn biết đế tôn sớm tại u đều chi cửa mở ra thời điểm, đã bị cắn nuốt không còn một mảnh, hiện tại nhìn đến chỉ là thể xác mà thôi. Đồng thời hắn cùng Huyết Anh đều trọng thương. Huyết Anh thiêu đốt tự thân lực lượng đối kháng đế tôn máu giúp hắn, mà trong thân thể hắn bị đế tôn máu một phen tàn phá, lại cũng là hỏng bét. Thầy trò hai từ phía chân trời rơi xuống, mầu thần nương nương tiếp được hắn thời điểm, Dương Nghị Vân là hư thoát trạng thái. Cũng may hết thảy đều kết thúc. Hắn hiện tại khôi phục, Huyết Anh khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Ở trong đại điện, Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, hồi tưởng xong cùng đế tôn chi gian chiến đấu. Lại cũng là nghĩ mà sợ không thôi. Nhưng là lần này u đều chi môn tái hiện, hóa giải một kiếp. Đúng là không dễ. Đối u đều chi môn, Dương Nghị Vân có đi thâm nhập nghiên cứu tâm tư. Vận mệnh chú định hắn có điều ngộ, lần này một trận chiến, ngược lại làm hắn nhìn đến cảm thấy một ít chưa từng có đồ vật, trong lòng càng có rất nhiều kính sợ, đại đạo dưới, có quá nhiều thần bí. Hắn yêu cầu một chút đi thăm dò. Phất tay đem Huyết Anh thu vào càn khôn hồ không gian, Dương Nghị Vân nhấc chân đi ra đại điện. Hắn biết mọi người còn ở lo lắng hắn. 33 thiên điện cùng đế tôn việc, xem như kết thúc, cũng ý nghĩa phi thăng nhất tộc cùng thiên tộc chi gian ân oán có rồi kết quả, nhưng hắn rõ ràng một ít việc, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tu La Vương chín đại phân thân, tất nhiên sẽ ở thần giới các nơi xuất hiện. Điểm này từ đế tôn trong lời nói, là có thể biết. Hắn diệt sát đế tôn. Khả năng chỉ là một cái bắt đầu. Đi ra đại điện một khắc, sở hữu ánh mắt đều hội tụ lại đây, Dương Nghị Vân trong lòng phát ấm, hắn cảm nhận được mỗi người quan tâm, cười cười mở miệng nói, không có việc gì, mọi người đều vất vả, chúng ta này chiến đại thắng lợi, hiện tại chiến thắng trở về. Chiến đấu kết thúc 500 năm, Dương Nghị Vân xuất quan, phản hồi Vân Môn. Này 500 năm chung, thần giới rung mạnh. 33 thiên điện diệt vong. Đế tôn chi tử tin tức truyền khắp toàn bộ thần giới. Vân Môn thần cảnh chi danh, cũng tùy theo quật khởi. Đương nhiên rất nhiều thần giới thế lực, chỉ biết chính là mặt ngoài. Nội bộ đồ vật, lại là không biết, tỉ như đế tôn là Tu La Vương phân thân sự, tuyệt nhiều bộ phận thế lực là không biết, nhưng là Dương Nghị Vân cũng không có thể đi nói. Chuyện này quá mức kinh hãi. Dù sao là hắn phi thăng nhất tộc cùng thiên tộc chi gian khí vận chi tranh. Cũng không cần thiết đi giải thích quá nhiều. Trở lại Vân Môn lúc sau, Dương Nghị Vân vốn tưởng rằng sự tình cuối cùng có thể hạ màn, lại là không nghĩ tới, chính như hắn nội tâm phỏng đoán như vậy, hết thảy mới vừa bắt đầu. Là đủ loại sống lại. Ngày này, Dương Nghị Vân cùng một chúng nữ nhân đều ở Vân Môn Dương gia thôn nội, lại là Linh Một, Thỏ gia tìm tới hắn. Lão gia Thỏ gia cùng Linh Một tiến đến. Kiều Phúc lại một lần tiến vào quản gia nhân vật. Ở Dương gia thôn đảm nhiệm Dương gia quan gia nhân vật. Dương Nghị Vân cùng Triệu Nam Mai tỷ, Thu Nhi còn có Tiểu Phượng Hoàng Điêu Nhi từ từ, cả gia đình đều ở. Đại gia nghe được Kiều Phúc hồi báo, Triệu Nam đứng dậy nói, bọn tỷ muội chúng ta đi xem ba mẹ đi. Chính cung nương nương cái nhìn đại cục như cũ khéo léo, một tiếng tiếp đón, một chúng nữ nhân rời đi. Làm cho bọn họ vào đi, Dương Nghị Vân ý bảo. Không một hồi Thỏ gia cùng Linh vừa đi tiến phòng tiếp khách. Ha ha, tiểu tử ngươi nhưng thật ra thoải mái. Thỏ gia vừa tiến đến, không chút khách khí ngồi xuống, bưng lên một ly trà chính là ngưu uống. Linh Một vẫn là lời nói thiếu trầm ổn, ở Dương Nghị Vân ý bảo ngồi xuống sau, cũng bưng lên một ly trà. Ta cũng là khó được nghỉ ngơi a,
33 thiên điện cùng đế tôn việc cuối cùng là giải quyết, trong lòng một khối to cục đá rơi xuống đất, hưởng thụ một chút thời gian không cũng khá tốt sao. Dương Nghị Vân cười cười nói. Tiêu Dao Nhật Tử sợ là muốn kết thúc thỏ ra chậm gì gì mở miệng. Nói đi, có cái gì tin tức xấu, có phải hay không Tu La Vương mặt khác phân thân xuất hiện? Lòng ta có chuẩn bị, Dương Nghị Vân nâng chung trà lên hỏi. Thỏ ra nhìn thoáng qua Linh Một đạo, vẫn là ngươi nói đi. Linh Một buông chén trà, nhìn về phía Dương Nghị Vân trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi đối thánh đạo chi cảnh như thế nào đối đãi? Dương Nghị Vân không nghĩ tới Linh Một hồi hỏi cái này sao một vấn đề, ngây người lúc sau, nói, thiên đạo tam đoạn, từ thiên đạo sơ cảnh giới bắt đầu đến thiên đạo quy tắc, ở đến cuối cùng thiên đạo hợp đạo về một, cũng chính là hợp đạo năm tầng lúc sau, đó là bước vào thánh đạo chi cảnh. Này chỉ là tiến giai bước đi, thánh đạo chi cảnh giới, lại là hoàn toàn bất đồng đại đạo chi cảnh, từ hợp đạo đến thánh đạo, trong đó khó khăn là chân chính thiên trảm, có thể nói như thế, liền tính là có một vạn cái hợp đạo năm tầng tồn tại, cũng không nhất định có thể có một cái đột phá bước vào thánh đạo. Mà đột phá thánh đạo chi cảnh, yêu cầu chính là thiên đạo cơ hội, cái này cơ hội nhưng xưng là chứng đạo, người cũng biết nếu mới có thể chứng đạo. Linh vừa hỏi nói, Dương Nghị Vân túc mục lên, buông chén trà, đứng lên trịnh trọng đối với Linh khom người nói, còn thỉnh chỉ giáo. Hắn tự nhiên là không biết, chứng đạo một từ hắn tự nhiên cũng biết, nhưng cũng là năm đó từ Linh một ngụm chung biết được, bất quá cụ thể là cái gì, hắn căn bản liền không rõ ràng lắm, hôm nay Linh một khu nhà nói, đã xem như tu luyện trung tâm vấn đề, hắn không thể không trịnh trọng thỉnh giáo. Linh vừa chậm hoãn mở miệng nói, tưởng nhập thánh nói chi cảnh, cần thiết chứng đạo quả, thiên đạo ban cho, mới có thể nhập hỗn nguyên thánh đạo, mà chứng đạo có ba điều lộ có thể đi, thứ nhất, đó là lấy lực chứng đạo, tu luyện mình thân, hấp thu thiên địa chi lực, lấy tự thân vì khí, đem thiên địa chi lực phát huy đến cho đến, như thế đó là lấy lực chứng đạo. Thiên đạo dưới, 3000 đại đạo, lực vì này nhất, con đường này mỗi người có thể đi, nhưng cũng là nhất gian nan chứng đạo chi lộ, thế gian có thể thành giả, tự cổ chí kim long phượng sừng lân, lấy lực chứng đạo vì nhất khó nhất. Thứ hai đó là trảm tam thi chứng đạo, cái gọi là trảm tam thi, kỳ thật trảm chính là thất tình lục dục hết thảy chấp niệm, cũng trở thành phá chấp, làm được thái thượng vong tình, tức vì lập trảm tam thi, chứng đạo hỗn nguyên. Nhiên, thân là có tư tưởng ý thức sinh linh, lại có mấy cái có thể chân chính làm được thái thượng vong tình. Này nói cũng là đại nạn chi đạo. Thứ ba, đó là công đức chứng đạo, tương đối tới nói, lại là rất nhiều người lựa chọn, khá vậy không phải dễ dàng như vậy. Công đức chứng đạo là phát hạ đại hoành viễn, được đến thiên đạo tán thành, chứng đạo hỗn nguyên thánh cảnh. Như ở khai thiên thời đại, có một vị đại năng giả, làm chứng công đức đại đạo, đối với thiên đạo phát hạ lục đạo luân hồi chung địa ngục giới tiểu giới công đức lời thề, được xưng địa ngục 000 chứng hỗn nguyên, từ nay về sau hắn vĩnh viễn lưu tại địa ngục giới, kia còn chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, công đức chứng đạo cũng là thiên nan vạn nan, nhưng là tương đối hai người chứng đạo phương pháp. Công đức đại hoành viễn chứng đạo phương pháp vẫn là phải có chút hy vọng. Nói đến cùng mặc kệ nào một loại chứng đạo phương thức, đều là vô biên gian khổ con đường, hợp đạo về một lúc sau hỗn nguyên thánh đạo, là đại thiên trảm, cũng là thiên đạo dưới khí vận chi đạo, thiên đạo vận chuyển tuần hoàn, vì 49 thiên đạo, khuyết điểm thứ nhất, này loại thứ nhất, đó là thiên đạo đại kiếp nạn, cho rằng vô lượng lượng kiếp, thế gian vạn vật toàn ở trong đó. Chỉ có chứng đạo hỗn nguyên, mới có cơ hội ở vô lượng đại kiếp nạn chung cầu sinh, cho nên ngươi cần thiết muốn chứng đạo mới là, nếu là không có hỗn nguyên thánh đạo tu vi, ở kế tiếp thần giới cục diện hạ, toàn bộ vân môn đệ tử đều đem sẽ chỉ là từng viên lịch sử bụi bặm, chung quy sẽ tan thành mây khói, trở thành thiên đạo đại kiếp nạn hạ vật hy sinh. Dương Nghị Vân nghe Linh vừa nói xong, hắn trong óc đều là ầm ầm vang lên, lượng tin tức quá lớn, quá mức kinh người, hắn yêu cầu thời gian tiêu hóa. Mà thỏ ra cùng Linh một cũng không có ở mở miệng, tựa hồ đối Dương Nghị Vân cái này phản ứng ở trong dự liệu. Trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh, Dương Nghị Vân ngồi ở tại chỗ trong đầu tiêu hóa giả Linh một giảng thuật. Hắn không nghĩ tới chứng đạo chi lộ, sẽ là như thế gian nan. Ba điều lộ, mỗi một cái đều khó đi. Nếu dựa theo Linh một loại này chứng đạo nói đến, hắn cảm giác thế gian liền không có vài người có thể bước vào hỗn nguyên thánh đạo chi cảnh. Nửa ngày sau Dương Nghị Vân mới mở miệng hỏi ra một vấn đề nói, tiểu phượng hoàng các nàng những cái đó thần thú chứng đạo hỗn nguyên thánh cảnh cơ hội hẳn là rất lớn đi. Linh lay động đầu nói, các nàng tuy rằng là thần thú, nhưng thiên đạo dưới hết thảy toàn bình, đều yêu cầu chứng đạo thành tài thành thánh cảnh.
các nàng kiếp trước không phải đều là đại thánh sao? Hiện tại trùng tu chẳng lẽ cũng gian nan? Dương Nghị Vân hỏi. Niết bàn trọng sinh, bản thân chính là tân sinh, này cùng tiền 10 kiếp này không quan hệ, thiên đạo dưới đều giống nhau, các nàng nếu là ở trước kia trùng tu chứng đạo có lẽ còn sẽ nhiều điểm cơ hội, nhưng là hiện tại đều giống nhau. Linh Một mở miệng. Dương Nghị Vân nghi hoặc nói, trước kia cùng hiện tại lại có cái gì bất đồng? Trước kia là bởi vì lưng dựa Thánh Thiên Đình, mà Thánh Thiên Đình còn lại là có thiên địa đạo thống khí vận tồn tại, ở trình độ nhất định thượng, chỉ cần là Thánh Thiên Đình người, đều sẽ có một ít khí vận thêm vào, như thế chứng đạo cơ hội sẽ lớn hơn nhiều. Lại là Thỏ Gia tiếp thượng lời nói. Dương Nghị Vân nghe được Thỏ Gia nói như thế, ánh mắt sáng lên nói, Thiên Đình. Nghe Thỏ Gia khẩu khí, tựa hồ Thiên Đình tồn tại là có thể gia tăng chứng đạo tỷ lệ. Lúc này Thỏ Gia tiếp thượng nói, thiên đạo có khí vận, này cũng không phải là hư ngôn, ở khai thiên thời đại thánh thiên đình, sở dĩ có thể có 10 đại thánh, 36 thiên quan từ tồn tại, kia nhưng đều là bởi vì thánh thiên đình chính là đại đạo thống có thiên đạo khí vận thêm vào, bởi vậy gia tăng rồi môn nhân đệ tử tu luyện cùng chứng đạo tỷ lệ. Cho nên đâu, Dương Nghị Vân chờ Thỏ Gia tiếp tục nói tiếp. Hắn biết Thỏ Gia nếu nói như vậy, vậy có hắn đạo lý. Quả nhiên chỉ thấy Thỏ Gia cùng Linh vừa đối diện liếc mắt một cái sau, mở miệng nói, cho nên nói, kế tiếp ngươi hẳn là khởi động lại thiên đình lập đạo chỉ huy. Ta có điểm không rõ, Dương Nghị Vân nói. Thỏ Gia tiếp tục nói như thế nào đâu, ngươi cùng đế tôn một trận chiến lúc sau, thần giới thế cục đã bắt đầu phát sinh chuyển biến, hoặc là nói thiên đạo có thay đổi, một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên đã bắt đầu. Này ý nghĩa thiên đạo biến hóa dưới, kiếp nạn cũng bắt đầu rồi. Muốn ở đại kiếp nạn dưới làm vân môn tồn tại đi xuống, nhất định phải muốn bắt đầu làm chuẩn bị, khởi động lại thiên đình lập đạo thống là tất nhiên cũng cần thiết phải làm, nếu không ngươi cùng đế tôn một trận chiến khí vận liền không có. Hiện giờ thần giới đều đã truyền khai, phi thăng nhất tộc thắng lợi, thiên tộc thống trị thời đại hạ màn, kế tiếp thời gian xem đó là phi thăng nhất tộc chủ đạo thần giới tương lai đại thế, nhưng hiện tại vân môn gần là một cái tông môn mà thôi, không có đạo thống đáng nói, bởi vậy không chiếm được thiên địa khí vận. Muốn đạt được thiên địa khí vận, liền yêu cầu khởi động lại thiên đình lập đạo thống, đạt được thiên địa khí vận, có thiên địa khí vận lúc sau, đối với chứng đạo chính là thêm vào, như thế mới có thể ở kế tiếp biến đổi thất thường thần giới dừng chân. Nếu không vân môn kết cục sẽ ở đại kiếp nạn đại thế giới tan thành mây khói, có khí vận liền có thiên đạo thêm vào, hiện tại thần giới đánh giá một ít đại đạo thống đã bắt đầu ngo ngoe dục dịch, bắt đầu nghĩ cách cướp đoạt khí vận. Ta, như thế nào càng nghe càng hồ đồ đâu? Cái gì kêu thần giới một ít đại đạo thống? Cái gì kêu cướp đoạt khí vận? Còn có người nói đại kiếp nạn, rốt cuộc cái gì là đại kiếp nạn? Dương Nghị Vân liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Thỏ Gia hít sâu một hơi nói, ta một đám cho ngươi nói đi, thế giới này kỳ thật thực to lớn, cái gì đều có, liền tính là ở khai thiên thời đại Thánh Thiên Đình cũng không phải duy nhất mạnh nhất đạo thống, trừ bỏ Thánh Thiên Đình đạo thống ở ngoài, còn có mặt khác đạo thống tồn tại, chỉ là không có Thánh Thiên Đình cường đại. Mà Thánh Thiên Đình ở lúc ấy xem như chính thống đạo thống, trên danh nghĩa là tam giới chúa tể đạo thống. Nhưng là khai thiên thời đại cùng Tu La tộc một trận chiến lúc sau, Thánh Thiên Đình tiêu vong, nhưng mặt khác đạo thống thế lực còn ở, hơn nữa kéo dài tới rồi đến nay, ở năm đó đại chiến chung, những cái đó đạo thống đều lựa chọn tự bạo ẩn độn, không có ra tới tham chiến. Ước gì Thánh Thiên Đình diệt vong, kết quả Thánh Thiên Đình thật diệt vong, chờ Thánh Thiên Đình diệt vong, bọn họ mới có cơ hội xuất đầu. Thay thế được Thánh Thiên Đình tam giới chúa tể vị trí. Hiện giờ cơ hội tới, thiên tộc đế tôn diệt vong, thiên đạo đại loạn, ngoài ý muốn giả hoàn toàn mới thời đại mở ra, thiên địa đại khí vận bắt đầu đại xuất hiện, ai trở thành tam giới chúa tể đạo thống, ai đem đạt được càng nhiều khí vận, đến lúc đó môn hạ ra đời chứng đạo cơ hội sẽ càng lớn. Đến nỗi đại kiếp nạn chính là thiên địa vận chuyển tàn khuyết bổ khuyết quá trình, điểm này kỳ thật càng nhiều thần linh đều có thể cảm nhận được. Đại kiếp nạn bắt đầu nhìn không tới sở không tới, nhưng mỗi người đều có thể cảm nhận được, nội tâm bất an áp lực từ từ dấu hiệu, đó là đại kiếp nạn bắt đầu, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được sao. Dương Nghị Vân gật gật đầu, đích xác từ ngày đó đại chiến lúc sau, ta liền cảm nhận được trong thiên địa có bất đồng, đó là một loại không song áp lực chi giác, nguyên lai chính là đại kiếp nạn bắt đầu hơi thở a. Không sai được, cái gọi là đại kiếp nạn, nói là nhìn không tới sở không tới. Là thiên đạo vận chuyển tuần hoàn biểu hiện, nhưng lại là ảnh hưởng chính là toàn bộ thần giới, như địa phương nào phát thượng đại quy mô chém giết, địa phương nào xuất hiện tà vật, cũng hoặc là nói Tu La tộc xuất hiện từ từ dấu hiệu, đều xem như đại kiếp nạn, sợ ảnh hưởng sẽ là vạn vật sinh linh,
không có ai có thể chạy thoát. Có lẽ ngươi ra cửa không thể hiểu được bị người giết, không thể hiểu được xảy ra chuyện từ từ, cũng hoặc là, tỷ như vân môn đệ tử ra cửa rèn luyện, bị cái gì tông môn đệ tử giết hại, kết quả đó là vân môn cường đại đệ tử rời núi báo thù, dẫn tới kết quả cuối cùng khả năng chính là hai bên tông môn đại chiến, thậm chí dẫn phát càng đều tông môn tham dự tiến vào. Cuối cùng đó là toàn bộ tông môn tan thành mây khói, như thế đều là đại kiếp nạn thể hiện, đại kiếp nạn đại thế giới, ở cường đại tông môn đều khó có thể may mắn thoát khỏi, chỉ có những cái đó cường đại đạo thống có thể che chở môn nhân đệ tử, bởi vì đạo thống có thiên địa khí vận bảo hộ, tưởng nhiều ảnh hưởng liền phải tiểu rất nhiều. Cho nên hiện tại vấn đề là, mau chóng khởi động lại thiên đình lập đạo thống, tranh đoạt thiên địa khí vận, như thế vân môn mấy chục vạn đệ tử môn nhân mới có thể ở đại kiếp nạn dưới càng tốt bảo toàn. Lại còn có thể gia tăng vân môn đệ tử chứng đạo cơ hội. Đối với người tới nói, càng vì quan trọng, người có đạo thống tồn tại, tu luyện thượng mới có thể hắn nhập thánh nói, nếu không cũng là vô cùng gian nan. Thỏ ra nói, Dương Nghị Vân gật gật đầu, hắn hiện tại cũng biết đạo thống khí vận việc, thoạt nhìn còn phi làm không thể. Ngẫm lại sau, hắn lại hỏi, thần giới còn có cổ xưa đạo thống tồn tại. Đều có những cái đó. Thỏ ra gật đầu nói, đương nhiên tồn tại. Ta phía trước mà liền nói quá, những cái đó đạo thống từ khai thiên khi tới rồi hiện tại, hiện giờ ngươi đại biểu phi thăng nhất tộc cùng thiên tộc đế tôn một trận chiến lúc sau, tương đương một cái hoàn toàn mới kỷ nguyên sẽ mở ra, thiên đạo khí vận tái hiện, những cái đó cổ xưa đạo thống tất nhiên sẽ ở kế tiếp thời gian tranh đoạt thiên địa khí vận, cho nên chúng ta phải nhanh một chút khởi động lại thiên đình lập đạo thống, cướp đoạt thiên địa khí vận, không thể làm những cái đó đạo thống chiếm tiện nghi đi. Đến nỗi đều có những cái đó đạo thống, nói như thế. Có cổ yêu tộc đạo thống, có cổ thần tộc đạo thống, có thần ma đạo thống, còn có hồng hoang, tứ đại đạo thống tồn tại, thần giới 10 đại gia tộc, tứ đại ngoại đạo từ từ thế lực, kỳ thật sau lưng đều là tứ đại đạo thống. Dương Nghị Vân ngẫm lại nói, này đó đạo thống trong vòng có phải hay không có thánh đạo tồn tại? Có Thỏ ra không chút do dự trả lời. Người một ý tư là, bốn đạo đạo thống đã bắt đầu xuống tay cướp đoạt thiên địa khí vận. Dương Nghị Vân hỏi lại. Thỏ ra gật đầu, đúng vậy. Thiên địa khí vận nhìn không tới sở không được, bọn họ như thế nào cướp đoạt? Dương Nghị Vân nghi hoặc. Lúc này Linh Một tiếp lời, khai đàn giảng đạo, giáo hóa vạn vật, tuyển nhận môn đồ, hành thiên đạo có đức việc từ từ, liền có thể đạt được thiên địa khí vận. Thì ra là thế, chính là làm tốt sự bái Dương Nghị Vân nói. Không phải đơn giản làm tốt sự, khí vận chi tranh cũng là phức tạp việc, cũng có thể là mang theo giết chóc. Thỏ ra cắm một câu. Các ngươi như thế nào biết bốn đạo đạo thống đã bắt đầu rồi? Dương Nghị Vân hỏi. Linh Một mở miệng nói, tiểu tám bọn họ tìm được rồi đồng bạn, từ tinh la bàn cờ đi ra 16 danh thánh yêu linh có một ít liền ở trong đó đạo thống, ta được đến tiểu tám đưa tin xác nhận. Dương Nghị Vân nghe xong, trầm mặc đi xuống, hắn trong óc nghĩ những việc này, phải hảo hảo ngẫm lại. Sự tình rất lớn. Trước nay không nghĩ tới, cư nhiên còn có đạo thống loại này tổ chức tồn tại. Siêu nhiên cùng tông môn phía trên chính là đạo thống, mà đạo thống trong vòng có thánh đạo cường giả, nói cách khác đương kim đích xác có thánh nhân, đây chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Đối với Thỏ ra cùng Linh một ngụm trung tứ đại đạo thống, Dương Nghị Vân là lần đầu tiên nghe nói, nhưng chỉ cần liền một câu có thánh đạo cường giả tồn tại, cũng đã thuyết minh rất nhiều vấn đề, hắn không thể không coi trọng. Dựa theo hiện tại vấn đề, Dương Nghị Vân có thể lý giải vì... là tứ đại đạo thống muốn cướp đoạt thuộc về hắn kia một phần thiên địa khí vận. Đối này, Dương Nghị Vân hỏi, tứ đại đạo thống có phải hay không cướp đoạt chính là thuộc về chúng ta kia một phần khí vận? Thỏ ra gật đầu nói, là, ở tiêu diệt 33 thiên điện kia một khắc bắt đầu, thuộc về 33 thiên điện khí vận kỳ thật cũng đã xem như dừng ở phi thăng nhất tộc trên đầu, nhưng hiện tại vấn đề là, không có đạo thống tồn tại, này phân khí vận là tụ không được, tứ đại đạo thống gia nhập tiến vào lúc sau. Sớm hay muộn sẽ cướp sạch. Này sao lại có thể, tất nhiên không thể làm cho bọn họ thực hiện được, chúng ta đây liền khởi động lại thiên đình lập đạo thống, lập thuộc về phi thân nhất tộc đạo thống khí vận. Dương Nghị Vân trầm giọng nói. Có một chút người cần thiết phải biết rằng mới là, Thỏ ra đột nhiên có điểm lúng túng nói. Cái gì, Dương Nghị Vân hỏi. Thỏ ra nói, nếu khởi động lại thiên đình lập đạo thống, người liền phải làm tốt bị tứ đại đạo thống chèn ép trong lòng chuẩn bị. Dương Nghị Vân sửng sốt nói, ta lập đạo quản lý bọn họ chuyện gì? Linh Một mở miệng nói, thần giới tứ đại đạo thống, tọa lạc ở Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương, nhưng đều không phải chính thống. Chính thống vẫn luôn là tọa lạc ở thần giới Trung ương Thánh Thiên Đình,
khai thiên thời đại đại chiến, thánh thiên đình thật vất vả diệt vong, bọn họ là sẽ không nhìn đến chính thống thiên đình lại lần nữa xuất hiện, cùng bọn họ phân thiên địa khí vận, đến lúc đó tất nhiên sẽ làm khó dễ. Này lại là cái gì logic? Dương Nghị Vân khí cười. Chính thống chiếm cứ thiên địa khí vận nhiều nhất, sinh ra thánh đạo cường giả nhiều nhất, mặt khác bốn đạo tất nhiên cũng sẽ tranh đoạt chính thống, cho nên bọn họ tất nhiên sẽ làm khó dễ. Thỏ ra giải thích nói. Ha ha, thật đúng là, bất quá dựa theo các ngươi nói, chúng ta không lập đạo thống, ở đại kiếp nạn chung cũng rất khó sống sót, lại nói có điều kiện vì cái gì không làm. Bọn họ nếu là thật dám đến làm khó dễ, ta đây liền tiếp theo đó là, ta có thể đi bước một đi đến hôm nay, chính là ở chém giết chung trưởng thành lên, nếu thật muốn tất yếu, vậy diệt đạo thống đó là. Dương Nghị Vân đằng đằng sát khí nói. Hảo, không lỗ là thánh chủ, đích xác thoạt nhìn khó nghe lên, nhưng nói đến cùng chúng ta không có đường lui, tả hữu đều giống nhau, lại nói chúng ta là chính thống thiên đình, khí vận ở chúng ta bên này, thật muốn đại sát, kia cũng không cần sợ bọn họ, thánh nhân muốn ra mặt, tin tưởng bọn họ sẽ không biết xấu hổ, nhiều nhất là phái người tới làm khó dễ, hợp đạo giai đoạn chúng ta thật đúng là không sợ bất luận cái gì một phương đạo thống. Thỏ ra nheo lại mắt nói. Vậy khởi động lại thiên đình đi, Dương Nghị Vân nói. Đối với chuyện này, Dương Nghị Vân biết cũng là xu thế tất yếu, không thể không làm. Vốn dĩ hắn là không sốt ruột, bảy đại thánh địa cùng thánh thiên điện đều phóng, nghĩ chờ về sau lại nói, dù sao ở trong lòng hắn chính là một phương tu luyện thánh địa mà thôi, nhưng hiện tại lại là trở thành cần thiết phải làm sự. Chỉ là không nghĩ tới, khởi động lại thiên đình, liền ý nghĩa một cái đạo thống thành lập. Đương nhiên hắn xử lý giải thiên đình đơn giản chính là bảy đại thánh địa cùng thánh thiên điện hợp nhất, trở thành một phương tu luyện thánh địa, sau đó đại gia ở trong đó tu luyện đó là một phương đạo thống. Chính là nghĩ lại không phải là đơn giản như vậy. Vì thế hắn hỏi, rốt cuộc cái gì là đạo thống tồn tại? Linh Một mở miệng giải thích nói, đạo thống nơi đó là thánh thiên đình giống nhau thánh địa nơi, chính như thánh thiên đình có được bảy đại thánh địa tạo thành, mỗi một phương thánh địa đều tương đương với một cái vân môn thần cảnh. Mặt khác, đạo thống không đơn giản là một phương tu luyện thánh địa, càng là đã chịu thiên địa khí vận che chở nơi, mỗi một phương đạo thống đều có khí vận trụ trời hiện hóa, bốn đạo đạo thống khí vận trụ trời kỳ thật đều là có thể nhìn đến. Có thể nhìn đến, thấy thế nào? Dương Nghị Vân trong lòng vừa động hỏi. Như đi vào cõi thần tiên cửu thiên đi xem, đông nam tây bạch tứ phương đều có thể nhìn đến bốn đạo phóng lên cao khí vận trụ trời càng lớn, đã nói lên cái này đạo thống khí vận càng hưng thịnh. Linh vừa nói. Dương Nghị Vân tới hứng thú nói, mang ta đánh giá. Nói xong hắn nhắm mắt lại thần thức phía trên cửu thiên mà đi. Quả nhiên ở hắn thần thức bay vọt cửu thiên chỗ sâu trong thời điểm, cẩn thận đi cảm ứng, cường đại thần thức chung, lấy thiên tâm đi cảm quan thời điểm, thấy được ở đông nam tây bắc tứ phương nơi, có xanh trắng hồng lục tứ đại cột sáng, đột ngột từ mặt đất mọc lên nối thẳng cửu thiên, khí thế to lớn. Ngay sau đó thần thức trở về. Dương Nghị Vân mở hai mắt cảm thán nói, quả nhiên có bốn đạo trụ trời xỏ xuyên qua phía chân trời, rất có khí thế, bất quá bốn đạo trụ trời thoạt nhìn lớn nhỏ đều không sai biệt nhiều. Linh Một Con là mở miệng nói, ở khai thiên thời đại, thánh thiên đình hưng thịnh thời kỳ khí vận trụ trời, là tứ đại đạo thống tổng hợp còn đại, đáng tiếc thánh thiên đình diệt vong, hiện giờ liền tính là muốn khởi động lại thiên đình, một lần nữa ngưng tụ khí vận trụ trời, đến lúc đó sợ là bất luận cái gì một phương đều không bằng. Kia đảo không sao cả, khí vận trụ trời bản thân thiên đạo dưới khí vận, xét đến cùng vẫn là muốn xem một phương đạo thống hành sự thoải mái, hết thảy nếu là phù hợp thiên đạo chi ý, nói không chừng khí vận trụ trời sẽ càng cường đại. Tuy rằng muốn khởi động lại thiên đình lập đạo thống, nhưng bọn họ ở thần giới trung tâm, đại biểu chính là phi thăng nhất tộc, mà phi thăng nhất tộc còn lại là chủ đạo sinh linh, hơn nữa thay thế được thiên tộc địa vị, khí vận trụ trời không nhất định nhược, tóm lại còn muốn xem thánh chủ đến lúc đó lập cái gì nói. Cái này mới là mấu chốt. Thỏ ra nói. Lập cái gì nói, có ý tứ gì, Dương Nghị Vân nghi hoặc. Thỏ ra mở miệng giải thích nói, lập đạo thống có thể là đối thiên đạo phát hạ đại hoành viễn một loại lời thề, biểu đạt chính là ngươi chí hướng, ngươi đối đại đạo nói rõ, ngươi thành lập cái này đạo thống ý nghĩa ở đâu. Ngươi sẽ làm ra cái gì cống hiến từ, đây là lập đạo thống trung tâm, nếu ngươi lập hạ đạo thống chi ngôn, phù hợp thiên đạo chi ý, lợi cho vạn vật sinh linh. Hơn nữa về sau có thể làm được, làm tốt, làm xong mỹ, như vậy sở hình thành thiên đạo khí vận liền sẽ càng cường đại hơn, có thể nói đến thời điểm mỗi một cái đệ tử môn nhân đều sẽ được đến đạo thống khí vận thêm vào. Cái này Dương Nghị Vân minh bạch, đây cũng là một loại đại chí nguyện to lớn,
cũng là có điểm chứng đạo ý tứ, sở bất đồng chính là căn cơ là một phương đạo thống thế lực. Có rất nhiều sự Dương Nghị Vân đều là một lần nghe nói, nhưng cũng may có Thỏ Ra cùng Linh một lóng tay giáo, ba người gõ định rồi khởi động lại thiên đình, lập đạo thống việc. Ước chừng nửa tháng sau mới kết thúc. Thỏ Ra cùng Linh vừa ly khai. Nhưng là Dương Nghị Vân theo sau phát ra một đạo mệnh lệnh, sốt ruột sở hữu Vân Môn ra ngoài đệ tử toàn bộ trở về, trăm năm sau Vân Môn sẽ lập đạo thống. Đến nỗi khởi động lại thiên đình việc, hắn chưa nói đi ra ngoài, bởi vì quá mức kinh người. Lập đạo thống việc, kỳ thật có rất nhiều cách nói, liền tính là một ít tiểu tông môn đều sẽ có cùng loại hoạt động, như tế thiên gì đó cũng xưng là lập đạo thống, đại gia không cho là đúng. Nhưng Dương Nghị Vân nơi này lập đạo thống, chính là đại sự. Trăm năm sau sở hữu môn nhân đệ tử trở về đến đông đủ, hắn tự nhiên sẽ tuyên bố cái này kinh thiên kế hoạch lớn. Dư lại này trăm năm thời gian, là hắn để lại cho chính mình tự hỏi như thế nào phát đại chí nguyện to lớn, cấp Vân Môn đạo thống một cái trung tâm ra tới, đây là chân chính đại sự, hắn biết đây là quyết định Vân Môn sinh tử tồn vong, thậm chí cũng có thể nói là quyết định Vân Môn về sau đứng lên tới tam giới đỉnh, có thể hay không ra thánh nhân thiên đại việc, hắn yêu cầu thời gian đi tự hỏi cái này nói ngôn. Vì thế Dương Nghị Vân ngày này, một người đi ra Vân Môn thần cảnh, hắn ra cửa du lịch mà đi. Đến nỗi mặt khác chuẩn bị sự tình, tất cả đều giao cho Thỏ Ra cùng Linh một. Trăm năm sau, hắn sẽ trở về, khởi động lại thiên đình lập đạo thống. Dù sao bảy đại thánh địa cùng thánh thiên điện liền ở trên người hắn, thả ra hợp ở bên nhau, đó là hoàn toàn mới thiên đình, trọng điểm là hắn yêu cầu một cái nói ngôn, hoặc là nói một cái xí nghiệp văn hóa phát triển trung tâm. Mới có thể quyết định về sau phát triển, hắn hiện tại đi ra ngoài du lịch chính là đi tự hỏi vấn đề này. Dương Nghị Vân một người đi ra Vân Môn thần cảnh, ai cũng không mang theo trên người, hắn lần này là trực tiếp thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, phất tay chi gian tùy ý mở ra một cái không gian môn hộ, hoàn toàn không có bất luận cái gì mục đích địa, chính là ngay sau đó đi ra ngoài. Ở xuất hiện thời điểm, phát hiện tới rồi một chỗ tiểu thành bên cạnh. Có điểm cùng loại cao nguyên hoàng thổ địa mạo. Hoàn cảnh thực ác liệt, treo gió to. Trong tầm mắt mấy ngàn mét ở ngoài, thấy được một tòa rách nát thành trì, ở bụi đất chung như ẩn như hiện. Tòa thành trì này cấp Dương Nghị Vân cảm giác thực bình thường, hắn không có cố tình đi xem xét, chậm gì gì đi bước một hướng về thành trì đi đến. Hô hô, bên tai không ngừng vang lên gào thét gió to. Dương Nghị Vân tới rồi cửa thành trước. Rách nát, chính là ấn tượng đầu tiên. Đống đất trụ cửa, cánh cửa đều không có. Đương nhiên cũng không có gì người gác. Không có gì sinh cơ, cái này làm cho Dương Nghị Vân nghĩ, tòa thành trì này nội có hay không sinh linh tồn tại đều là không biết bao nhiêu. Hắn là nhắm mắt lại mở ra không gian thông đạo trực tiếp tới rồi nơi này, cũng không biết ở thần giới địa phương nào, nhưng là đại thể phương hướng là ở thần giới tây bắc phương hướng, hơn nữa thực xa xôi, ít nhất khoảng cách Vân Môn có trăm vạn là có. Hắn đem Vân Môn đặt ở thần giới Phi Thăng Sơn phương đông. Tính lên là toàn bộ thần giới trung tâm, hiện tại còn lại là tới rồi nơi này, hắn cũng không biết đây là địa phương nào. Có điểm kỳ quái, thần giới cư nhiên vẫn là như thế hoang vắng địa phương. Đương nhiên cuồn cuộn thần giới, địa lý hoàn cảnh liền tính là ở đặc thù, cũng là bình thường. Kỳ thật nhìn gió cắt đầy trời cảnh tượng, hắn trong lòng còn có như vậy một chút thân thiết. Bởi vì cực kỳ giống địa cầu Tây Bắc cao nguyên hoàng thổ địa lý hoàn cảnh, Đại Tây Bắc cũng là hắn quê nhà. Cho nên Dương Nghị Vân tới rồi nơi này sau, trong lòng nói cũng yên lặng, cảm giác thực thoải mái. Đi vào thành trì lúc sau, Dương Nghị Vân nhíu mày, đống đất cỏ tranh kiến trúc là chủ lưu, nhìn qua hoàn toàn là bình thường phàm nhân kiệt tác, rách nát, cổ xưa, dơ loạn chính là thuyết minh. Nhìn đến này đó sau Dương Nghị Vân nghĩ đến, nơi này hẳn là vừa đi phàm nhân thành trì, nếu là thần linh nơi ở, chỉ cần kiến trúc đều không phải là như thế. Ở thần giới xuất hiện phàm nhân là có chút kỳ quái, phàm là sự không có tuyệt đối, cuồn cuộn thần giới việc lạ gì cũng có phàm nhân tồn tại một chút đều không kỳ quái. Như thế rách nát cảnh tượng làm hắn cho rằng đây là một tòa không thành. Gió to gào thét, đầy trời đều là bụi đất phi dương, toàn bộ không trung đều là tối tăm, thường thường còn có gió lốc quải quá. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì như thế rách nát bất kham, bực này gió to dưới, không có thần lực trận pháp thêm vào. Bất luận cái gì thành trì đều phải rách nát, tòa thành trì này còn có thể giữ lại cơ sở, đã xem như không tồi. Tòa thành trì này nhưng thật ra rất lớn, Dương Nghị Vân không cố tình đi xem xét, đi rồi một cái đường cái xuống dưới, hắn trong lòng tính ra một chút,
đây là một tòa ít nhất cất chứa trăm vạn dân cư thành trì. Đáng tiếc một người cũng chưa nhìn đến. Hơn nữa hắn còn phát hiện một vấn đề. Đó chính là từ vào thành đến bây giờ, cơ hồ không có nhìn đến một cây đại thụ. Đây là thực không bình thường, cho dù là hoàn cảnh lại quá ác liệt, cỏ cây hẳn là vẫn là phải có, nhưng nơi này không có, cỏ dại đều không có. Hết thảy đều thuyết minh, nơi này không bình thường. Muốn người không thấy được, muốn cỏ cây không có, thủy liền càng đã không có. Thôi, rời đi đi. Hắn tự nói một tiếng liền phải rời đi, vốn dĩ chính là ra tới đi một chút, tưởng vấn đề. Không phải tiến đến mạo hiểm rèn luyện, khắp nơi đi một chút nhìn xem, lẳng lặng tâm, suy nghĩ một chút đến lúc đó lập đạo thống nếu muốn thiên đạo phát một cái gì chí nguyện to lớn, xác định vân môn đạo thống căn bản trung tâm, mới là mục đích của hắn. Hắn cũng không biết vì cái gì, như thế nào tùy ý đi lại liền đến nơi này, nếu hiện tại không phát hiện cái gì có thể làm hắn cảm thấy có ý tứ sự, vậy rời đi. Nhưng mà liền ở hắn vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là mà xuôi tai tới rồi một tiếng ho khan. Khụ khụ, như là một cái tiểu hài tử thanh âm, có điểm bị gió cắt sặc đến ho khan thanh. Như thế có ý tứ. Vốn tưởng rằng đây là một tòa khô thành, phải đi thời điểm lại là nghe được có người ho khan. Dương Nghị Vân không đi rồi, hắn nội tâm biết, chính mình liền tính là tùy ý mở ra không gian thông đạo, đi tới nơi này, kia ở vận mệnh chú định liền không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện ở chỗ này, nếu xuất hiện ở chỗ này, vậy có nhất định đạo lý. Thân hình chợt lóe mà đi. Ngay sau đó Dương Nghị Vân xuất hiện ở một chỗ sụp xuống thổ trong phòng. Chỉ có ba mặt tường đất trong kiến trúc, ở góc Dương Nghị Vân phát hiện một người thiếu niên, cuốn xúc ở góc tường, cuồng phong gào thét dưới, đánh sâu vào thân thể hắn. Đứa nhỏ này đang ở ba mặt tường đất đầu gió thượng. Trong lòng buồn cười, đứa nhỏ này tránh né gió to, cũng không biết tránh ở địa phương khác, cố tình muốn ở đầu gió thượng. Nhưng mà hắn cái này ý tưởng vừa ra, ngay sau đó liền cười không nổi. Thậm chí có thể nói nội tâm chấn động. Có chút chấn động. Bởi vì hắn phát hiện, ở cái này hài tử dưới thân, có một gốc cây xanh biếc cỏ dại. Không phải cái gì thần thảo tiên mộc, chính là tầm thường một gốc cây cỏ dại. Còn muốn ở địa phương khác hoàn cảnh chung, như vậy cỏ dại cái gì đều không phải, nhưng nơi này không giống nhau, đầy trời gió cát, bụi đất phi dương, mênh mông vô bờ hoàng thổ cao tấp thảo không thấy, có thể xuất hiện như vậy một mạt màu xanh lục, kia chính là hiếm thấy thả quý trọng. Hắn đột nhiên cười không nổi. Cũng hiểu không là đứa nhỏ này ngốc, một hai phải ở đầu gió thượng, mà là hắn vì bảo vệ dưới thân này một gốc cây cỏ dại. Ác liệt hoàn cảnh chung, thảm thực vật quan trọng, Dương Nghị Vân thân là người địa cầu, so với ai khác đều rõ ràng. Ngay sau đó hắn vung tay lên, gió to đình chỉ. Rồi sau đó đối với hài tử kêu một tiếng, hài tử. Khụ khụ. Một trận ho khan sau, đứa nhỏ này tựa hồ nghe tới rồi có người ở kêu hắn, cũng cảm nhận được gió to sau khi đi qua, hắn chậm rãi đứng dậy, hơn nữa là đôi tay trống mà thật cẩn thận né tránh dưới thân tiểu thảo. Lúc này mới lên, quay người lại liền thấy được Dương Nghị Vân. Ngươi là ai? Tiểu hài tử ước chừng 14-15 tuổi, là cái tiểu thiếu niên, trên người ăn mặc đều là gia thú, nhìn như thực nguyên thủy phong mạo, bất quá Dương Nghị Vân trong mắt đứa nhỏ này lại là cùng chính mình giống nhau, đều là da vàng mắt đen tóc đen, đương nhiên hắn hiện tại như cũ là đầy đầu đầu bạc. Đừng khẩn trương, ta không phải người xấu. Dương mẫu nhân gian đứa nhỏ này vẻ mặt cảnh giác bộ dáng. Lộ ra tự nhận là thực hòa ái mỉm cười, về phía trước đi rồi một bước. Nhưng tính tiểu hài tử, theo bản năng đem kia một gốc cây tiểu thảo bảo hộ ở sau người nói, ngươi. Ngươi đừng tới đây. Dương Nghị Vân vô ngữ, đứa nhỏ này, thoạt nhìn vô pháp giao lưu. Cười khổ nói, ngươi yên tâm, ta bất hòa ngươi cướp đoạt cỏ dại. Tiểu hài tử vừa nghe Dương Nghị Vân nói như vậy, rõ ràng tặng một hơi, môi khô khốc có nhẹ nhẹ vết máu, thoạt nhìn thật lâu không uống qua thủy giống nhau. Rồi sau đó nói sửa đúng nói, cái này kêu hy vọng thảo, không phải cỏ dại. Dương Nghị Vân nhìn đứa nhỏ này chính là một cái thân thể phàm thai, chỉ là thân thể tố chất phi thường cường đại, so với địa cầu phàm nhân cường đại gấp 10 lần không ngừng, nhưng tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ, hắn như cũ là môi khô nứt bộ dáng, vung tay lên xuất hiện một cái thủy hồ lô đưa qua đi nói, tới, uống trước nước miếng đang nói chuyện. Nói chuyện chung Dương Nghị Vân lột ra hồ lô đưa qua đi. Lại là không nghĩ tới, tiểu hài tử đôi mắt tức khắc tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Dương Nghị Vân đưa qua thủy hồ lô, hai tròng mắt chung như lộng lẫy sao trời, đều bắt đầu nuốt nước miếng nói, thủy. Đúng vậy,
Là thủy, làm sao vậy? Dương Nghị Vân sửng sốt nói. Tiểu hài tử bởi vì như vậy một giây, ngay sau đó lại là cơ hồ cướp đoạt giống nhau từ Dương Nghị Vân trong tay tránh thoát đi thủy hồ lô. Vốn dĩ Dương Nghị Vân cho rằng hắn trước tiên sẽ là uống nước. Nhưng là, lại một lần làm hắn nội tâm chấn động một phen. Tiểu hài tử tránh thoát đi thủy hồ lô trước tiên không phải chính mình uống nước, mà là ôm thủy hồ lô đối với phía sau cỏ dại tưới nước. Tuy là Dương Nghị Vân hiện giờ tu vi cảnh giới, đều bị đứa nhỏ này chấn động hai lần. Một cái hợp đạo bốn tầng thần linh, một cái phổ phổ thông thông phàm nhân tiểu hài tử. Lại là phàm nhân chấn động thần linh. Chính mình đều khát nước đến môi vỡ ra, lại là không ở trước tiên đi uống nước, ngược lại là đem đệ nhất nước miếng cho một gốc cây cỏ dại. Đến sương gió to hạ, tình nguyện chính mình chịu khổ, cũng muốn lấy thân thể bảo hộ một gốc cây cỏ dại. Đây là, cái gì nguyên nhân? Hoàn toàn có thể nói đứa nhỏ này yêu quý một gốc cây cỏ dại vượt qua chính mình mạng nhỏ, điểm này hiện tại xem ra, chút nào không khoa trương. Các loại nguyên nhân đến tột cùng là chuyện như thế nào, Dương Nghị Vân nghĩ, chính mình có lẽ có thể lưu lại hiểu biết hiểu biết. Nơi này, cái này tiểu hài tử, này một gốc cây cỏ dại, này một tòa thành trì, này một mảnh đại địa có chuyện xưa. Mà hắn đạo tâm hai lần dao động, lại là có một cổ vô pháp nói rõ hiểu được. Tổng giác có cái gì đạo lý hắn sắp phải có sở ngộ. Hiện tại càng là minh bạch, vô duyên vô cớ tới rồi nơi này, chính là vận mệnh chú định ý trời. Tiểu hài tử thật cẩn thận cấp cỏ dại tưới thủy lúc sau, mới bưng lên thủy hồ lô chính mình từng ngụm uống lên lên. Nôn. Hung hăng nhiều uống xong, đánh ra một cái thiếu chút nữa nôn mửa ra tới no cách, lúc này mới có điểm không tha đem thủy hồ lô cấp Dương Nghị Vân đưa qua nói, cảm ơn đại ca ca. Thực lễ phép nói lời cảm tạ khom lưng. Sau khi nói xong, lại là lại nhỏ giọng hỏi một câu, ngài là bên ngoài tới thượng thần sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Dương Nghị Vân tò mò, nhưng là không đi tiếp thủy hồ lô, mà là cười nói, cái này thủy hồ lô đưa ngươi, về sau ngươi tưởng uống nhiều ít liền có bao nhiêu thủy, thoải mái hảo phóng uống, tưới cỏ dại cũng có thể. Nói chuyện bên trong Dương Nghị Vân vung tay lên ở thủy hồ lô trên có khắc vẽ ra một cái tụ thủy trận. Như thế là có thể ngưng tụ trong thiên địa thủy thuộc tính lực lượng chuyển hóa thành thủy chứa đựng ở thủy hồ lô chung, lý luận thượng chỉ cần tụ thủy trận không xấu, thủy hồ lô nội thủy liền sẽ không làm. Bực này thủ đoạn, đối hiện tại hắn tới nói kỳ thật đều là tùy tay mà làm thủ đoạn nhỏ, nhưng hắn biết đối cái này tiểu hài tử tới nói này một hồ lô thủy ý nghĩa cái gì. Có thể gặp phải cái này tiểu hài tử cũng là cùng hắn chi gian cơ duyên, giúp một chút không ảnh hưởng toàn cục. Đứa nhỏ này bảo hộ cỏ dại hành động cho hắn nội tâm rất lớn xúc động. Cũng có thể nhìn ra được tới, nơi này thực thiếu thủy. Bởi vì Gia Gia nói qua, chúng ta nơi này hoàn cảnh quá ác liệt, không phải thượng thần người thường vào không được, người không phải chúng ta người ở đây, ăn mặc đẹp đẽ quý giá, trên quần áo một hạt bụi trần đều không có, người thường tại đây chờ bụi đất phi dương hoàn cảnh chung nhưng làm không được quần áo không dính nửa điểm cho bụi, cho nên ta đoán ngài là bên ngoài tới thượng thần. Tiểu hài tử nói chuyện đọc từng chữ rõ ràng, có lý do đều, quan sát tinh tế, có logic có tư tưởng. Dương Nghị Vân có điểm giật mình, đứa nhỏ này nhìn cũng 14-15 tuổi mà thôi, không nghĩ tới tư duy như thế rõ ràng. Cười cười gật đầu nói, ngươi coi như ta là bên ngoài tới thượng thần đi. À, ngài thật là thượng thần. Được đến Dương Nghị Vân thừa nhận, cái này ngược lại đến phiên tiểu hài tử giật mình, trong mắt hạt châu trừng lớn không thể tin tưởng xác định. Xem như đi Dương mẫu nhân cười gật gật đầu. Ta, ngươi, trong lúc nhất thời tiểu hài tử nói lắp lên. Dương Nghị Vân nhìn ra được tới, hắn thực kích động. Nhưng lại không nghĩ rằng tại hạ một khắc, tiểu hài tử nhanh chân liền chạy, chỉ chớp mắt biến mất ở Dương Nghị Vân trong tầm mắt. Bất quá trong gió truyền đến từng tiếng kêu to. Ra ra, ra ra có thượng thần tới. Dương Nghị Vân cười khổ, nhưng cũng không để ý, bởi vì hắn đã đoán được, tiểu hài tử đi kêu đại nhân. Đào cũng không nóng nảy, tiểu hài tử kêu to rời đi, thuyết minh nơi này còn có những người khác ở, một khi đã như vậy vậy chờ đó là. Dương Nghị Vân cũng không nóng nảy rời đi, từ cái này tiểu hài tử bảo hộ một gốc cây cỏ dại hành động, làm hắn nội tâm có dao động, liền cảm giác nơi này là có chuyện xưa địa phương, hắn nhưng thật ra có hứng thú hiểu biết một chút. Quả nhiên ước chừng 10 phút sau, Dương Nghị Vân nghe được tiếng bước chân. Hơn nữa rất nhiều, tựa hồ có mấy trăm người bộ dáng. Không bao lâu phía trước bụi đất chung liền thấy được bóng người xuất hiện. Càng ngày càng gần thời điểm, Dương Nghị Vân thấy được, đi mà quay lại tiểu hài tử đang ở trong đó,
ở phía trước là một người tóc trắng xóa lão giả, xem sắc mạo Điệt Chi Năm, run run rẩy rẩy ở hai gã trung niên tráng hán nâng hạ vội vàng mà đến. Không đợi đến Dương Nghị Vân trước người, mười mấy mét ở ngoài thời điểm, liền thấy lão giả mở miệng nói, Lục Mộc Thành tiểu lão nhân Quách Vạn Cương xuất lĩnh thành dân bái kiến thượng thần Vạn Cương. Đều là một đám phàm nhân, Dương Nghị Vân đảo qua liền thấy được, bọn họ không có bất luận cái gì tu vi trong người, chỉ là thân thể tố chất rất mạnh. Vung tay lên một cổ pháp lực đưa bọn họ tất cả đều nâng khởi nói, lão trượng không cần đa lễ, ta là du lịch mà đến, nhưng thật ra quấy rầy các ngươi. Thượng thần khách khí, ngài đánh bại lâm chúng ta Lục Mộc Thành là chúng ta vinh hạnh. Tự xưng là Lục Mộc Thành Quách Vạn Cương lão giả nói chuyện mang theo vài phần kích động, tựa hồ thực chờ đợi tới một vị thượng thần. Ngay sau đó còn nói thêm, còn muốn đa tạ thượng thần ban thủy cho ta tôn nhi. Nói xong đối với bên người tiểu hài tử nói, Quách Dực mau cấp thượng thần dập đầu. Dương Nghị Vân dừng tay nói, ta cùng đứa nhỏ này đã thấy đó là duyên pháp, đưa cái tiểu lễ vật không đáng nhắc đến, liền không cần khách sáo. Thượng thần Vạn Cương, Quách Vạn Cương nói lời cảm tạ, mặt đất bụi đất quá lớn, còn thỉnh thượng thần rời bước nhập ta Lục Mộc nội thành làm khách. Vậy làm phiền Dương Nghị Vân đảo cũng không khách khí, tưởng cùng những người này tiếp xúc một chút. Lúc sau ở Quách Vạn Cương dẫn dắt hạ, đoàn người đi tới một chỗ thật lớn kiến trúc trước, nhìn qua như là một cái gì đại điện, cũng may còn tính hoàn hảo, nhìn có thể che mưa chắn gió. Đi vào đi lúc sau, Dương Nghị Vân lại là phát hiện ở cái này bên trong đại điện có một đạo đại môn, trực tiếp thông hướng về phía ngầm mà đi. Dương Nghị Vân kinh ngạc, chẳng lẽ những người này đều ở tại ngầm? Quách Vạn Cương tựa hồ biết Dương Nghị Vân suy nghĩ cái gì, vừa đi vừa nói chuyện nói, thật lâu trước kia chúng ta là ở tại trên mặt đất thành trì, chính là theo hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, cuồng phong cắt đá đều có thể thổi chạy lấy người, hơn nữa mặt đất đã không có thủy, bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể dưới mặt đất kiến thành, tất cả đều dọn tới rồi ngầm cư trú. Ngầm có thủy, Dương Nghị Vân hỏi. Quách Vạn Cương khóc cười nói, ngay từ đầu thời điểm, nước trên mặt đất nguyên khô kiệt sau, chúng ta tới rồi ngầm, ngầm còn có một cái sông ngầm, chính là trăm năm tới, ngầm sông ngầm cũng bắt đầu chậm rãi khô héo lên, hiện tại chúng ta mỗi ngày nước uống chỉ đủ hàng ngày mạng sống dùng. Liền không nghĩ tới rời đi nơi này đi địa phương khác sao? Dương Nghị Vân hỏi. Quách Vạn Cương cười khổ nói, thượng thần có điều không biết, chúng ta Lục Mộc Thành vì Trung Quốc và phương Tây, phạm vi tứ phương 8.000 dặm tất cả đều là gió cắt hoàng thổ khô hạt, gió lốc tùy ý, hoàn cảnh so với Lục Mộc Thành còn muốn ác liệt gấp trăm lần, căn bản là đi không ra đi, lưu lại nơi này còn có thể bảo mệnh, đi ra ngoài. Đều là phàm thai thân thể, đừng nói 8.000 dặm, chính là 800 dặm đều có thể muốn mệnh a. Dương Nghị Vân vừa nghe, đây cũng là a. Ác liệt hoàn cảnh hạ, thân thể phàm thai, thật đúng là đi không ra đi 8.000 dặm. Hắn ngẫm lại hỏi, các ngươi, nơi này liền không ra quá thần linh tu luyện giả sao? Mới vừa nói chuyện hết sức, Dương Nghị Vân trong tầm mắt đột nhiên sáng lên, lại là phát tiếp theo cái thật lớn ngầm không gian xuất hiện. Nơi này tựa hồ là một cái thiên nhiên đại hang động đá vôi giống nhau, liếc mắt một cái nhìn lại rất lớn, ít nhất 3.000 mét đường kính hẳn là có. Thượng thần chúng ta tới rồi, phía trước chính là tiểu lão nhân gia, đi trước trong nhà, có một số việc ta tưởng thỉnh giáo thượng thần, chúng ta chậm rãi lưu nhưng hảo. Quách Vạn Cương nói. Hảo, Dương Nghị Vân gật đầu. Một đường đi tới, mặt đất là một loại màu vàng ánh sáng cục đá cắt thành, nơi xa đại không gian nội từng tòa kiến trúc, đều là thổ hoàng sắc mang theo vầng sáng tài chất kiến tạo mà thành, cho nên cứ việc dưới mặt đất, nhưng là cũng không tối tăm, thực sáng ngời. Một tòa thành phố ngầm xuất hiện. Vào thành sau, có rất nhiều địa phương, Dương Nghị Vân thấy được có phía trước Quách Vạn Cương tôn tử Quách Dực trên mặt đất bảo hộ quá cái loại này cỏ dại tồn tại, hơn nữa bị chuyên môn kiến tạo hoa viên trồng trọt ở trong đó. Trừ cái này ra, đảo cũng không có gì đồ vật. Mà ở trong thành có một cái con sông, nhưng là nhìn qua, này con sông khô khốc. Dương Nghị Vân không nghĩ ra những người này là như thế nào sinh hoạt. Nếu là phàm nhân, ăn chính là một vấn đề, liền tính là Quách Vạn Cương lời nói sông ngầm chi thủy hiện tại chỉ đủ mạng sống, thủy vẫn là có điểm, như vậy ăn cái gì? Đây là cái vấn đề. Đi theo Quách Vạn Cương, Dương Nghị Vân đi tới trong thành một tòa đại điện. Nơi này đó là Quách Vạn Cương gia, hắn cũng là tòa thành trì này thành chủ. Đi vào đại điện, Quách Vạn Cương thỉnh Dương Nghị Vân thượng làm, hơn nữa có một ít người hầu bộ dáng nữ tử, bưng lên một ít thức ăn, có một loại cùng loại khoai lang giống nhau đồ ăn, tản ra chân chính hương khí, còn khá tốt nghe. Còn có tam đại bàn ăn thịt,
Dương Nghị Vân cũng không biết là cái gì ăn thịt, không đủ không có chút nào linh khí dao động ở bên trong, liền biết là tầm thường tẩu thú chi thịt. Này đó thượng bàn sau, bên ngoài lại vào được 8 đầu tóc hoa dâm lão nhân, nhìn qua cùng Quách Vạn Cương tuổi tương tự, đều run run rẩy rẩy mà đến. Chờ này đó tiến vào sau, Quách Vạn Cương lại là mang theo 8 lão nhân đối với Dương Nghị Vân quỳ xuống khẩu hô, còn thỉnh thượng thần từ bi cứu cứu ta Lục Mộc Thành thành dân. Thỉnh thượng thần từ bi cứu cứu ta Lục Mộc Thành thành danh. Phía sau 8 lão nhân tất cả đều quỳ xuống dập đầu. Dương Nghị Vân cười khổ nói, các ngươi này không đầu không đuôi, làm ta cứu cái gì? Đều đứng lên đi, một đám nhìn tuổi đều so với ta đại, đừng động một chút quỳ xuống, có chuyện gì chậm rãi nói tới, ta nếu có thể làm được sẽ vì các ngươi tận lực làm được. Đa tạ thượng thần, đa tạ thượng thần. Quách Vạn Cương đại hỉ, lúc này mới cùng mặt khác lão nhân đứng dậy. Bọn họ nghe được Dương Nghị Vân đáp lời, trong lòng đều cao hứng, ở bọn họ nghĩ đến, bọn họ vấn đề ở thần linh trong mắt liền không phải vấn đề. Đều ngồi xuống nói chuyện, có chuyện gì chậm rãi nói, ta kỳ thật đối với các ngươi nơi này cũng khá tò mò. Dương Nghị Vân cười cười nói. 9 lão nhân nhập tòa sau, cầm đầu Quách Vạn Cương, đối với bên người tiểu tôn tử Quách Dực nói, Dực nhi qua đi cấp thượng thần đổ nước. Là ra ra. Quách Dực thực hiểu chuyện, đi vào Dương Nghị Vân bên người, lại là lấy ra Dương Nghị Vân cấp thủy hồ lô, cấp Dương Nghị Vân đổ một chén nước. Dương Nghị Vân sờ sờ Quách Dực đầu nhỏ, nhìn về phía Quách Vạn Cương nói đi, các ngươi sở cầu chuyện gì? Quách Vạn Cương do dự một chút đứng dậy nói, chúng ta tưởng thỉnh thượng thần cứu trợ một gốc cây thần thụ. Dương Nghị Vân nghe được Quách Vạn Cương cư nhiên nói cứu trợ một gốc cây thần thụ, cái này làm cho hắn tức khắc sửng sốt, vốn đang cho rằng hắn sẽ nói hỗ trợ giải quyết nguồn nước vấn đề từ từ, rốt cuộc việc này quan bọn họ sinh hoạt, không nghĩ tới sẽ làm hắn cứu trợ một gốc cây thần thụ. Lời này nói như thế nào? Cái dạng gì thần thụ? Dương Nghị Vân không sốt ruột đáp ứng, hắn yêu cầu hiểu biết tình huống. Quách Vạn Cương thở dài một tiếng từ từ kể ra. Ai lời này còn phải từ chúng ta Lục Mộc Thành căn nguyên nói lên. Như thế Quách Vạn Cương giảng thuật nổi lên bọn họ Lục Mộc Thành việc. Ở Quách Vạn Cương giảng thuật chung, Dương Nghị Vân mới biết được, nguyên lai Lục Mộc Thành tồn tại đã có trăm vạn năm lịch sử, trước kia Lục Mộc Thành là có thần linh tồn tại, hơn nữa cũng có tu luyện công pháp từ từ. Hơn nữa ở trước kia Lục Mộc Thành là một phương tu luyện thần cảnh, thần nguyên lực sung túc, Lục Mộc Thành ấm, là đại ốc đảo. Đương nhiên này hết thảy căn cơ, chính là bởi vì nhất định Lục Mộc Thần Thụ tồn tại, bọn họ sở tu luyện lực lượng chủ yếu là dựa Lục Mộc Thần Thụ đạt được, Lục Mộc Thần Thụ cũng phóng xạ phạm vi 8.000 dặm, làm Lục Mộc Thành vì trung tâm 8.000 dặm trở thành tu luyện thần cảnh. Nhưng có một ngày bọn họ phát hiện, bọn họ thần thụ xuất hiện vấn đề, rốt cuộc phát ra không ra có trợ giúp tu luyện Lục Mộc Thần khí, bọn họ phát hiện Lục Mộc Thần Thụ bắt đầu khô héo lên. Lục Mộc Thần Thụ khô héo, đối toàn bộ Lục Mộc Thành phạm vi 8.000 dặm tới nói, đều là dắt một phát nhi toàn thân động, theo thời gian trôi qua, Lục Mộc Thần Thụ hoàn toàn điêu tàn khô khốc, mà Lục Mộc Thành phạm vi 8.000 dặm hoàn cảnh cũng tùy theo ác liệt, dần già phong hóa lên. Hết thảy thảm thực vật bắt đầu tuyệt tích, toàn bộ Lục Mộc Thành phạm vi 8.000 dặm đều hóa thành cát bụi hoàn cảnh, nguồn nước càng ngày càng ít, đến cuối cùng bọn họ cận tồn một cái sông ngầm cũng khô héo. Hơn nữa đáng sợ chính là, bọn họ nhiều thế hệ hậu bối chung không còn có sinh ra có thể tu luyện người, nhiều thế hệ tới rồi mặt sau tất cả đều thành người thường, không có biện pháp tu luyện. Đương nhiên mới đầu cũng có những cái đó cận tồn thần linh tiền bối, nghĩ tới biện pháp cứu trị Lục Mộc Thần Thụ, nhưng lại không có bất luận cái gì tác dụng, cuối cùng một đám tu luyện thần linh rời đi nơi này, nói là đi ngoại giới tìm kiếm cứu trị Lục Mộc Thần Thụ biện pháp, nhưng không có người lại trở về quá. Thế cho nên tới rồi hiện tại Lục Mộc Thành thành dân tử số lấy trăm vạn kế, đến bây giờ dư lại không đến 3.000 người. Ác liệt hoàn cảnh hạ, sinh tồn đều thành vấn đề, bọn họ này một thế hệ người, cũng rất khó đi ra 8.000 dặm bão cát mảnh đất. Bất quá Quách Vạn Cương này một thế hệ lại là làm rất nhiều nỗ lực, hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là tận khả năng giữ lại một ít thảm thực vật, sông ngầm chi thủy khô héo tốc độ sẽ giảm bớt. Cho nên Quách Vạn Cương cấp tất cả mọi người lập hạ quy củ. Muốn sống liền phải bảo hộ cận tồn thảm thực vật, kỳ thật cũng không có gì thảm thực vật, tới rồi hiện tại trên mặt đất còn có thể tìm đánh đó là hắn tôn tử Quách Dực dùng thân thể bảo hộ quá cái loại này cỏ dại. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài trên mặt đất rất xa địa phương tìm cái loại này cỏ dại, nhưng mà mang về tới trồng trọt tại thành phố ngầm, mỗi nhiều một gốc cây cỏ dại, ngầm sông ngầm khô cạn còn giảm bớt một ít,
thậm chí bọn họ phát hiện này đó thảo trồng trọt dưới mặt đất bọn họ sinh hoạt địa phương, đối với bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh đều có rất lớn cải thiện. Đối với bọn họ tới nói, bọn họ mệnh cùng này đó cỏ dại cùng một nhịp thở, một ngày kia nếu là này đó cỏ dại cũng biến mất ở trên mảnh đất này, vậy ý nghĩa bọn họ những người này cũng đem biến mất. Cho nên cỏ dại là bọn họ sống sót hy vọng, vì thế đặt tên kêu hy vọng thảo. Bọn họ cơ hồ là dùng sinh mệnh ở bảo hộ này hy vọng thảo, mỗi ngày công tác, trừ bỏ ra ngoài đi săn thú ở ngoài, chính là đi rất xa địa phương tìm hy vọng thảo mang về tới, trồng trọt ở bọn họ sinh hoạt thành phố ngầm. Quách Vạn Cương phát hiện, trồng trọt hy vọng thảo càng nhiều, bọn họ dân cư tỷ lệ sinh đẻ cùng tỷ lệ tử vong đều sẽ có thực ổn định xác suất, đây cũng là không cá nhân bất luận đại nhân tiểu hài tử đều sẽ dùng mệnh đi bảo hộ hy vọng thảo nguyên nhân. Đương Dương Nghị vân vấn để hắn sinh cơ thời điểm, Quách Vạn Cương nói chính là trên bàn nhìn như là khoai lang đỏ giống nhau lương thực, đây cũng là bọn họ Lục Mộc Thành từ cổ chí kim còn có thể lưu lại đồ vật, dưới mặt đất âm u hoàn cảnh, chỉ cần có bùn đất là có thể sinh trưởng ra tới, là bọn họ chủ yếu lương thực, ngoài ra chính là đi ngoại giới săn thú. Cứ việc Lục Mộc Thành phạm vi 8.000 dặm đều là phong hóa bụi đất hoàn cảnh, nhưng như cũng có một ít tẩu thú tồn tại, ngày thường bọn họ sẽ đi ra ngoài săn thú, đương nhiên thương vong cũng là thật lớn. Dùng Quách Vạn Cương nói, bọn họ hết thảy nơi phát ra với Lục Mộc Thần Thụ, chỉ cần Lục Mộc Thần Thụ có thể sống lại, bọn họ cũng trung tướng sẽ trở lại đỉnh. Chính là Lục Mộc Thần Thụ khô héo, không có thần linh thủ đoạn, khó có thể cứu sống. Hy vọng Dương Nghị Vân có thể giúp bọn hắn. Sau khi nghe xong, Dương Nghị Vân cười khổ nói, dựa theo ngươi như vậy cách nói, các ngươi nhất tộc ở thật lâu trước kia liền có thần linh tồn tại, các ngươi thần linh cũng chưa biện pháp cứu sống Lục Mộc Thần Thụ, ta đây cũng sợ là không có biện pháp đi. Hơn nữa thời gian trôi qua lâu như vậy, các ngươi nơi này liền không có tiến vào quá mặt khác thần linh sao? Quách Vạn Cương chua xót nói, bất mãn thượng thần, đã tới, có một ít ngoại giới thần linh như ngài giống nhau bơi tới chúng ta Lục Mộc Thành, chúng ta cũng thỉnh bọn họ ra tay, nhưng đều không có cách nào đã cứu Lục Mộc Thần Thụ, thật không dám giấu giếm tiểu lão nhân cũng là không nghĩ buông tha bất luận cái gì hy vọng, cho nên còn thỉnh thượng thần từ bi. Mặc kệ có được hay không, tiểu lão nhân đều đem đại biểu Lục Mộc Thành sở hữu thành danh cảm ơn thượng thần. Dương Nghị Vân lúc này mới minh bạch, Quách Vạn Cương đây là ngựa chết trở thành ngựa sống y. Lại là gật đầu nói, hành, ta sẽ tận lực thử xem, bất quá ta có cái nghi vấn, nếu trước kia cũng đã tới bên ngoài thần linh, liền không giúp các ngươi giải quyết một chút nguồn nước vấn đề. Có cũng đủ nguồn nước, tin tưởng cải thiện các ngươi sinh hoạt cư trú hoàn cảnh là không thành vấn đề đi. Quách Vạn Cương chua xót nói, cải thiện quá, sớm ước chừng vạn năm trước, Lục Mộc Thành trong lịch sử, ghi lại đã tới một vị cường đại thần linh, tuy rằng không có cứu trị được Lục Mộc Thần Thụ, nhưng là giúp nhóm đưa tới nguồn nước, cũng bày ra kết giới, cải thiện hoàn cảnh, chính là cũng không có duy trì bao lâu thời gian, lúc sau nguồn nước lần thứ hai khô khốc, kết giới cũng không thể hiểu được biến mất, vẫn là biến thành trước kia bộ dáng. Điểm này vị kia thần linh cũng lưu lại quá ngôn ngữ. Nói là Lục Mộc Thành căn bản vẫn là Lục Mộc Thần Thụ không sống lại, liền tính là thần linh lấy đại pháp lực đưa tới nguồn nước cải thiện hoàn cảnh, chung quy vẫn là sẽ biến mất, chỉ có Lục Mộc trọng sinh, Lục Mộc Thành mới có thể lần thứ hai khôi phục. Dương Nghị Vân nghe xong lâm vào trầm tư, dựa theo Quách Vạn Cương cái này cách nói, hắn suy đoán, nơi này nhất định là có cái gì biến cố tồn tại. Nhắm mắt cảm thụ một chút, trong không khí cơ hồ không tồn tại bất luận cái gì thần nguyên lực. Hết thảy đều là suy bại dấu hiệu, như thế tình huống đại sự kỳ quái, theo lý thuyết nơi này chính là thần giới A, liền tính là thần nguyên lực thưa thớt, cũng không có khả năng một chút đều không có, nhưng nơi này đích xác một chút ít thần nguyên lực không có. Đây là phi thường kỳ quái hiện tượng. Hắn cảm ứng một chút, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Đương nhiên sự ra khác thường tất có yêu, này trong đó nhất định có cái gì nhân tố tồn tại. Nếu thực sự có nói. Dương Nghị Vân nghĩ đến nhất định là Lục Mộc Thần Thụ. Như thế làm hắn có điểm cảm thấy hứng thú, đi xem rốt cuộc là một gốc cây cái dạng gì thần thụ. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem các ngươi thần thụ. Dương Nghị Vân đứng dậy nói. Quách Vạn Cương đại hỉ, vội vàng đứng dậy dẫn đường, với hắn mà nói, đây là hy vọng cuối cùng, trên thực tế mấy năm nay trong thành nhân số càng ngày càng ít, mà sông ngầm Trung Thủy lại có mười mấy năm, sợ là muốn toàn bộ khô khốc. Một khi sông ngầm hoàn toàn khô khốc, chính là diệt tộc là lúc. Bọn họ nhiều thế hệ người nỗ lực trồng hy vọng thảo liều mạng ở bảo hộ sông ngầm không khô, nhưng chung quy không nhiều lắm dùng. Đối Quách Vạn Cương tổ tôn đám người trồng hy vọng thảo thời cơ, làm Dương Nghị Vân nghĩ tới địa cầu Đại Tây Bắc trị xa người,
đây là hoàn cảnh địa điểm bất đồng, nhưng là tinh thần đều khả kính, đều là vì tộc nhân. Cho nên hắn trong lòng nghĩ nếu là có thể giúp, nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp bọn hắn. Cứ việc bọn họ là phàm nhân, nhưng đều là sinh linh, bọn họ chỉ là tưởng ở ác liệt hoàn cảnh chung sống sót mà thôi, ở thật lớn thần giới bọn họ là tầng chót nhất, cũng là nhất khổ người, nhưng bọn họ đồng dạng đáng giá kính sợ. Lấy sinh mệnh vì đại giới người thủ hộ bọn họ gia viên, lấy sinh mệnh đi bảo hộ bọn họ sinh tồn hoàn cảnh, đây là bọn họ cấp Dương Nghị Vân nội tâm dao động. Cũng làm Dương Nghị Vân nội tâm có điều hiểu ra, hắn đối lập đạo thống chi ngôn trung tâm vấn đề, mơ hồ chung có một phương hướng. Đi theo Quách Vạn Cương đi ra đại điện, lại là hướng về thành phố ngầm chỗ sâu trong đi đến, mười mấy lúc sau, xuyên qua một cái hang động đá vôi, ánh sáng sáng ngời lên, Dương Nghị Vân lại là phát hiện, tựa hồ tới rồi một cái trong hạp cốc, trên đỉnh nối thẳng mặt đất, có thể nhìn đến đầy trời bụi đất phía chân trời, nơi này có mấy ngàn bình phương không gian, một gốc cây che trời khô thụ, nhìn như hắc thiết giống nhau, xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Mà liền tại đây một khắc, hắn trong óc đột nhiên vang lên một thanh âm, là khí linh tinh la thanh âm kinh hô, là hỗn độn chung ra đời 10 đại tiên thiên linh căn liễu xanh. Khí linh tinh la lời này Dương Nghị Vân nghe quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, địa cầu thần thoại trong truyền thuyết, đã có thể có ra đời hỗn độn bẩm sinh 10 đại linh căn việc, chủ yếu có hai cái ghi lại, đệ nhất là Phong Thần Bảng, đệ nhị là Tây Du, đều ghi lại một bộ phận bẩm sinh linh căn nói đến. Nhưng là cụ thể là cái dạng gì nhưng hắn lại quên mất. Vì thế ở trong lòng hỏi khí linh tinh la nói, cái gì là bẩm sinh linh căn? Chỉ nghe khí linh tinh la nói, trước mắt này một gốc cây khô thụ, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là chính là ra đời với hỗn độn chung chính là đại tiên thiên linh căn chi nhất liễu xanh linh căn. Cái gọi là hỗn độn chính là khai thiên phía trước thang trời trạng thái, hỗn độn chưa khai nói đến sớm hơn khai thiên, ngươi có thể tưởng tượng một chút, bực này bẩm sinh linh căn cấp bậc, thiên địa chưa khai hỗn độn chung dựng dục 10 đại tiên thiên linh căn. Mỗi một loại linh căn đều là thế gian đứng đầu chí bảo tồn tại, không thể tưởng được ở chỗ này cư nhiên thấy được liễu xanh. Mặt khác linh căn đại bộ phận ở khai thiên lúc sau, bị vô thượng đại thánh người đến đi, này liễu xanh lại là trong đó thần bí nhất một cái, tựa hồ cũng không có nghe đồn có chủ. Ở khai thiên thời đại về liễu xanh, có một cái phi thường nổi danh nghe đồn, oanh động tam giới, tương truyền liễu xanh được đến hóa hình, đạo tổ Hồng Quân cùng chi đấu pháp, được xưng liễu xanh nói thánh liễu xanh. Thu hết Hồng Quân pháp bảo, lúc này mới đối Hồng Quân nói, Ngô nãi ra đời hỗn độn giống ruột Dương Liễu, đến sớm hơn ngươi Hồng Quân, chỉ là không mừng tranh đấu danh lợi, cho nên vô danh, nhưng lại không đại biểu ta Liễu xanh sợ ngươi Hồng Quân. T. Dương Nghị Vân nghe đến đó nhịn không được hít hà một hơi. Không đơn thuần chỉ là nghe được Liễu xanh nghe đồn, càng là nghe được Hồng Quân chi danh. Đạo tổ Hồng Quân chi danh, cho dù là ở địa cầu thần thoại cổ sự chung, kia cũng là vang dội tồn tại, nguyên bản hắn cho rằng Hồng Quân nói đến cũng chỉ là địa cầu thần thoại chuyện xưa mà thôi. Không thể tưởng được ở tinh tay áo chung, cư nhiên cũng tồn tại Hồng Quân. Đây chính là đại tin tức a. Lại nói Liễu Xanh, ở tinh la trong miệng, Liễu Xanh được xưng Liễu Xanh nói thánh, cư nhiên đắc đạo sớm hơn Hồng Quân, hơn nữa còn cùng đạo tổ Hồng Quân từng đánh nhau, nghe tới, Liễu Xanh cùng Hồng Quân đánh nhau, còn thắng. Dương Nghị Vân nuốt khẩu nước miếng nói. Đạo tổ Hồng Quân a, người nói chính là hợp đạo lúc sau hóa thân thiên đạo Hồng Quân. Là hắn, chúng ta hiện tại thiên thể thế giới, chính là phụ thần bàn cổ khai thiên tích địa diễn biến mà đến, mà Hồng Quân còn lại là nhặt tiện nghi hóa thân vì thiên đạo, xưng là thiên đạo khống chế giả. Khí linh tinh la sâu kín nói. Dương Nghị Vân trong óc oanh một chút, lại nghe được bàn cổ chi danh, cái này hắn có thể khẳng định, địa cầu những cái đó thần thoại hệ thống nghe đồn không phải nghe đồn mà là chân thật. Trước kia hắn cũng chưa nghĩ tới thế giới này khởi nguyên vấn đề, hiện tại lại là đã biết, cùng địa cầu nghe đồn giống nhau, bàn cổ khai thiên tích địa ra đời này một phương thế giới, sau có Hồng Quân hợp đạo trưởng quản thiên đạo vận chuyển, kể từ đó, chẳng phải là nói, những cái đó thánh nhân, cũng là có khả năng tồn tại. Chẳng qua là cùng hắn ở địa cầu biết đến những cái đó thần thoại chuyện xưa hệ thống khả năng nhiều ít có chút lệch lạc, nhưng là đại phương hướng xem ra là không thay đổi. Chỉ là bàn cổ khai thiên. Hồng Quân hợp đạo khống chế thiên đạo vận chuyển chính là tồn tại. Nghĩ đến đây, Dương Nghị Vân hỏi, thế giới này nhưng có tam thanh thánh nhân. Nhưng có nữ oa, nhưng có phương Tây nhị thánh. Chưa từng nghe nói, tinh la trả lời. Ách, ta ý tứ là nhưng có khai thiên lúc sau chứng đạo nhóm đầu tiên thánh nhân, là cái loại này tu vi thực lực chỉ ở sau Hồng Quân cái loại này thánh nhân tồn tại. Dương Nghị Vân lại hỏi.
Lần này khí linh tinh la nói, người nói hẳn là bẩm sinh thánh nhân, đích xác ở Hồng Quân lúc sau trong thiên địa ra đời vài vị bẩm sinh thánh nhân, thực lực của bọn họ chỉ ở sau Hồng Quân tồn tại, dựng lên bọn họ mới là đương kim tứ đại đạo thống sau lưng người, đương kim tứ đại đạo thống tổ sư ra chính là những cái đó bẩm sinh thánh nhân, chẳng qua bẩm sinh thánh nhân đã sớm không hề thần giới trong vòng. Không còn nữa, đi bằng chỗ nào rồi? Dương Nghị Vân sửng sốt hỏi. Tinh La nói, không biết, có lẽ ở hỗn độn chung đi, dù sao bẩm sinh thánh nhân là tồn tại, nhưng là không hề thần giới, bọn họ lưu lại đạo thống đó là lập tức tứ đại đạo thống, đương nhiên chính thống đạo thống chính là thần giới trung tâm đạo thống, cũng chính là thánh thiên đế năm đó đạo thống. Dương Nghị Vân biết, có lẽ địa cầu thần thoại hệ thống là có chút xuất nhập, chỉ thiếu Tinh La chưa từng nghe qua nữ oa cùng tam thanh từ từ, nhưng là lại nói có bẩm sinh thánh nhân, nói cách khác, vô cùng có khả năng, là tồn tại cùng nữ oa tam thanh cùng loại hoặc là ngang nhau tồn tại thánh nhân cường giả, bọn họ xưng là bẩm sinh thánh nhân. Hắn đối thế giới này lại có một phần nhận thức. Nếu không phải Tinh La hôm nay nói lên, hắn còn không biết thế giới này quả nhiên là bàn cổ thế giới. Có bàn cổ có Hồng Quân. Chẳng qua vừa rồi nghe Tinh La ngữ khí, tựa hồ đối Hồng Quân cũng không cảm mạo, hơn nữa trước mắt xuất hiện khô thụ chính là Liễu Xanh, là ra đời hỗn độn bẩm sinh linh căn chi nhất, thậm chí còn cùng Hồng Quân đều trải qua giá, này cũng quá điên cuồng. Có lẽ thế giới này còn muốn vượt qua hắn tưởng tượng quá nhiều quá nhiều. Hít sâu một hơi, Dương Nghị Vân tiếp tục nói trước mắt Liễu Xanh đi, này rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Nếu là ra đời hỗn độn bẩm sinh linh căn, thậm chí cùng Hồng Quân đều đấu quá pháp, này chờ cường giả như thế nào sẽ hóa thành khô mộc. Chỉ nghe Tinh La cười lạnh nói, còn có thể có cái gì nguyên nhân, Liễu Xanh nói thánh kiểu gì cường đại, có thể làm nàng hóa thành khô mộc, trừ bỏ so nàng cường đại tồn tại, ta có thể tưởng tượng không ra, mặt khác nguyên nhân tới. Dương Nghị Vân một trận kinh ngạc, trừng lớn tròng mắt nói, ngươi ý tứ không phải là nói, là đạo tổ Hồng Quân diệt sát Liễu Xanh đi. Này không nên a. Đạo tổ A, đó là hóa thân thiên đạo trưởng quản thiên đạo vận chuyển tồn tại, như thế nào sẽ đi nhằm vào một gốc cây bẩm sinh linh căn? Tinh La hừ lạnh nói, hừ, có cái gì không có khả năng? Đạo tổ lại như thế nào? Ha ha, nguyên nhân chính là vì trưởng quản thiên đạo, hắn. Thậm chí so người khác càng vô sỉ, phụ thần bàn cổ khai thiên tích địa, hắn Hồng Quân ngồi mắt ăn bát vàng trích quả đào, Liễu Xanh không tốt danh lợi, như cũ đi tìm Liễu Xanh đánh nhau. Kết quả còn bị Liễu Xanh rơi xuống ra mặt, không trả thù Liễu Xanh mới là việc lạ. Hắn Hồng Quân hợp thiên đạo, trưởng quản thiên đạo hành vi, nói tốt nghe, là hóa thân thiên đạo quên mình vì người, nói khó nghe chính là trích quả đào mà thôi, không phải hắn thiên đạo, hắn đi trưởng quản, cho nên thiên đạo 50 chi số, vĩnh viễn lại thứ nhất, mà 49, Mỹ rằng kỳ danh 49 vì nói, ta phi, những lời này lừa thế gian vạn vật mà thôi. Lại như thế nào gạt được những cái đó ra đời hỗn độn đại năng giả. Hắn Hồng Quân trưởng quản thiên đạo vĩnh viễn tàn khuyết thứ nhất, cũng đúng là lại thứ nhất, cho nên thiên đạo vận chuyển không bình thường, vì củng cố hắn thiên đạo vận chuyển khống chế thiên chi đạo, mỗi cái một đoạn thời gian hoặc là kỷ nguyên, hắn sẽ phát động một lần vô lượng đại kiếp nạn, hạo kiếp cuốn tịch vạn vật đàn tộc, lấy sinh mệnh vì đại giới ứng kiếp, do đó thiên đạo vận chuyển thu hoạch thiên địa chi gian tinh khí thần, tới đền bù thiên đạo thiếu hụt, giữ gìn thiên đạo vận chuyển. Ngồi ổn hắn thiên đạo khống chế giả chức vị mà thôi. Oanh! Dương Nghị Vân nghe được Tinh La những lời này, trong óc oanh một chút trống rỗng, này quả thực là kinh thiên bí văn a. Hoàn toàn điên đảo hắn tưởng tượng. Trước nay không nghĩ tới đạo tổ Hồng Quân sẽ là cái dạng này đạo tổ Hồng Quân. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là hắn biết Tinh La sẽ không lừa hắn, bởi vì hắn là Tinh La bàn cờ chủ nhân, hơn nữa hắn cũng cảm thấy Tinh La theo như lời, có logic có đạo lý. Thượng thần, a, à, cùng Tinh La ở trong óc đối thoại, Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ ngây người, tiêu hóa Tinh La theo như lời. Lại là bị Quách Vạn Cương cấp đánh gãy. Thượng thần đây là chúng ta lục mộc thành thần thụ, còn thỉnh thượng thần nhìn xem, có không có thể cứu chữa. Quách Vạn Cương nói, các ngươi lùi ra phía sau đi, ta yêu cầu một ít thời gian quan sát. Dương Nghị Vân đối Quách Vạn Cương nói chuyện, hắn trong lòng còn lại là ở cười khổ. Đây chính là bẩm sinh linh căn Liễu Xanh, cũng không phải là cái gì các ngươi thần thụ a. Quách Vạn Cương nghe Dương Nghị Vân nói muốn quan sát, tự nhiên không dám ở quấy rầy, mang theo người lui về phía sau tới rồi bên cạnh. Giờ phút này Dương Nghị Vân lại là nội tâm ở quay cuồng, dựa theo Tinh La cách nói, thế giới này hết thảy kiếp nạn chẳng phải là đều là đạo tổ Hồng Quân làm ra tới.
mục đích là vì củng cố hắn thiên đạo chúa tể giả địa vị. Dựa theo khí linh tinh la cách nói, đạo tổ Hồng Quân trưởng quản thiên đạo vận chuyển, cũng không phải chân chính công chính. Thiên đạo đến tột cùng hẳn là cái dạng gì? Dương Nghị Vân thực nghi hoặc. Đạo tổ Hồng Quân chính là thiên đạo, đây là công nhận. Nhưng hiện tại xem ra chưa chắc là như thế này. Nghĩ nghĩ Dương Nghị Vân hỏi khí linh tinh la nói, thiên đạo không nên là bị người trưởng quản sao? Hoặc là nói theo ta hiểu biết, đạo tổ hóa thân thiên đạo vốn dĩ chính là một loại giữ gìn thiên đạo vận chuyển đại ái, thiên đạo chính là Hồng Quân vốn chính là thiên đạo a. Khí linh tinh la chửi ầm lên, chó má, đều nói hắn Hồng Quân hóa thân thiên đạo là trích quả đào mà thôi, chân chính thiên đạo vận chuyển là không cần bất luận kẻ nào vì quấy nhiễu, viên mãn thiên đạo sẽ tự chủ vận chuyển, sẽ không yêu cầu người đi khống chế, viên mãn thiên đạo càng sẽ không có đại kiếp nạn. Dương Nghị Vân cười khổ nói, hảo đi, hôm nay ngươi nói này đó, nhưng xem như điên đảo ta dĩ vãng thế giới quan, chúng ta nói hồi liễu xanh đi. Đến nỗi Hồng Quân nói đến, kia không phải hắn muốn suy xét, khoảng cách hắn quá mức xa xôi. Liền tính là hắn biết đại kiếp nạn là Hồng Quân dẫn phát, hắn cũng không thể nề hà, cũng không như vậy năng lực đi quản, thử hỏi ai có thể quản được thiên đạo. Thánh nhân đều không được. Huống chi hắn. Ha ha, ngươi có phải hay không cho rằng Hồng Quân cùng ngươi không quan hệ? Khí linh tinh là đột nhiên cười tới như vậy một câu. Dương Nghị Vân sửng sốt, là không quan hệ a, ta một cái thánh đạo đều không phải tiểu nhân vật, có thể cùng đạo tổ nhắc lên cái gì quan hệ. Ngay sau đó chỉ nghe khí linh tinh là buồn bã nói, thánh thiên đế từng hướng thiên rút kiếm. Dương Nghị Vân nội tâm chấn động. Những lời này, lượng tin tức quá lớn quá lớn. Thánh thiên đế là ai? Phụ thảo. Hắn là ai? Hắn mẹ nó là thánh thiên đế chuyển thế, cứ việc hắn chưa bao giờ thừa nhận, nhưng linh một, thỏ ra, khí linh tinh la đều nói hắn là thánh thiên đế trên đời. Tìm đường chết a. Hiện tại khí linh tinh lạc cư nhiên nói, thánh thiên đế từng hướng thiên rút kiếm. Thiên là ai? Còn dùng hỏi sao? Khí linh tinh tay áo trung thiên, không hề nghi ngờ chỉ chính là đạo tổ Hồng Quân, hướng thiên rút kiếm, chính là hướng đạo tổ Hồng Quân rút kiếm. T. Dương Nghị Vân giờ phút này cảm giác linh hồn của chính mình hàm răng đều đau. Hướng thiên rút kiếm. Người mẹ nó đầu óc có hố đi. Kia mẹ nó có như vậy hố người. Thiên là thiên đạo a, toàn bộ thiên thể thế giới vận chuyển, vạn vật sinh linh sinh trưởng tu luyện vân vân, tất cả đều ở thiên đạo vận chuyển quy luật dưới. Người mẹ nó lại hướng thiên rút kiếm. Này không phải tìm chết là cái gì. Dương Nghị Vân nội tâm ở mắng thánh thiên đế, hoặc là nói chính hắn đi. Một cái nghi hoặc chậm rãi ở trong đầu mở ra, nhưng đồng thời một loại sợ hãi tại nội tâm dâng lên. Quả nhiên, khí linh tinh la kế tiếp lời nói, xác minh hắn suy nghĩ. Chỉ nghe khí linh tinh la nói, kỳ thật thế gian đứng đầu những cái đó cường giả, đều biết Hồng Quân hóa thân thiên đạo trích quả đào, dẫn tới thiên đạo tàn khuyết, yêu cầu không ngừng phát động vô lượng kiếp nạn đi duy trì thiên đạo vận chuyển sự. Nhưng, không có người dám ngôn ngữ, bởi vì không ai có thể đấu đến quá Hồng Quân. Hoặc là nói thiên đạo, rất nhiều thần linh lựa chọn chính là một câu Hồng Quân định ra đạo lý lớn thuận theo thiên đạo. Nói cách khác mọi người đều khuất phục. Chỉ có bẩm sinh thánh nhân, xem như miễn cưỡng nhảy ra thiên đạo ở ngoài, không cần lo lắng vô lượng kiếp nạn. Nhưng thế gian có thể có mấy cái bẩm sinh thánh nhân. Tâm sự mấy người mà thôi. Nhưng là, thánh thiên đế phát hiện thiên đạo có thiếu sau, đối Hồng Quân đạo tổ rút kiếm. Kết quả, nhằm vào thánh thiên đình đại kiếp nạn bắt đầu rồi. Lục đạo luân hồi mở rộng ra, U Minh biển máu Tu La nhất tộc ở biển máu thiên tổ dẫn dắt hạ xâm lấn thần giới, cùng thánh thiên đế nơi thiên đình một hồi đại chiến dưới, thánh thiên đình tan biến, thánh thiên đế chuyển sinh rơi xuống không rõ. Thần giới năm đại đạo thống, mặt khác tứ đại đạo thống bình yên vô sự, duy độc thánh thiên đình cái này đạo thống tan biến, lại nói tiếp là biển máu thiên tộc kiệt tác, nhưng trên thực tế đâu? Không có hắn Hồng Quân khai lục đạo luân hồi. Biển máu thiên tổ có thể mang theo Tu La nhất tộc xông tới. Một cái nho nhỏ biển máu thiên tổ lại há có thể là thánh thiên đế đối thủ, liền tính là bẩm sinh thánh nhân muốn giết thánh thiên đế, cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi biển máu thiên tổ còn không phải cái gì bẩm sinh thánh nhân, này sau lưng không có hắn Hồng Quân ngầm nhúng tay mới là việc lạ. Cho nên nói a, ngươi cho rằng ngươi xuất hiện hắn thiên đạo Hồng Quân phát hiện không được sao? Vẫn là ngươi sẽ thiên chân cho rằng hắn Hồng Quân sẽ bỏ qua ngươi cái này nghịch thiên giả. Dương Nghị Vân nuốt khẩu nước miếng nói, hắn, chẳng lẽ hắn đường đường thiên đạo Hồng Quân sẽ tự mình giết ta không thành?
Khí linh tinh la ha hả mà cười nói, ha hả, hắn tự xưng là thiên đạo, tự nhiên sẽ không tự mình động thủ, cũng không có khả năng hoặc là nói có hạn chế, hắn là không thể tự mình động thủ, nhưng là thiên đạo dưới, hắn ý chí ảnh hưởng vạn tộc, tỉ như nói biển máu tu la nhất tộc, lại tỉ như mặt khác tứ đại đạo thống, lại tỉ như những cái đó thánh đạo cường giả, chỉ cần một cái thiên đạo ý chí, sẽ có vô số cường giả làm ngươi hôi phi yên diệt, sẽ tìm đến ngươi. Cho nên ngươi không có bất luận cái gì đường lui, chuẩn bị sẵn sàng ứng đối càng thêm mãnh liệt địch nhân cùng đại kiếp nạn đi, ngươi tìm phiền toái sẽ tự tìm ngươi. Tu La Vương lưu tại thần giới phân thần, lưu tại thần giới Tu La tộc, những cái đó đoạt xá Tu La, chính là thiên đạo ý chí, chính là kéo động đại kiếp nạn ngòi nổ, đã bắt đầu rồi. Dương Nghị Vân giờ phút này sắc mặt xanh mét, mắng chửi người đều mắng không ra. Nói nửa ngày, địch nhân lớn nhất là mẹ nó thiên đạo. Hơn nữa vẫn là thánh thiên đế đời trước chọc hạ phiền toái. Đối thiên rút kiếm, đại bất kính, thiên đạo bất diệt ngươi diệt ai. Vốn dĩ thiên đạo liền không được đầy đủ, yêu cầu lần lượt vô lượng kiếp tới duy trì thiên đạo vận chuyển, nhưng là hắn Hồng Quân đạo tổ cũng không có khả năng vô duyên vô cớ liền phát động đại kiếp nạn. Mà thánh thiên đế khen ngược, chủ động đi tặng người đầu, hướng thiên rút kiếm, chính mình tìm đường chết, cho thiên đạo Hồng Quân một cái hoàn mỹ lấy cớ. Càng chứng đau chính là lấy cớ này còn để lại phục bút, cho chính mình chuyển thế đều để lại lấy cớ, hiện giờ tân một vòng đại kiếp nạn lấy cớ đều là có sẵn. Hắn cái này thánh thiên đế chuyển thế giả xuất hiện, đối thượng Tu La Vương phân thân, hoàn mỹ kéo thù hận thành công, vô phùng nối tiếp, mở ra tân một vòng đại kiếp nạn. Lúc này đây chủ đề là phi thăng nhất tộc cùng Tu La tộc ân oán. Là hắn cùng đế tôn hoặc là nói Tu La Vương phân thân ân oán, hiện tại hắn diệt sát đế tôn cái này Tu La Vương phân thân. Kế tiếp còn có 9 đại Tu La Vương phân thân tất nhiên sẽ tìm hắn phiền toái. Đến lúc đó sẽ là phi thăng nhất tộc mọi người kiếp nạn, có thể tưởng tượng đến lúc đó chiến hỏa sẽ cuốn tịch toàn bộ thần giới. Thật đúng là tàn nhẫn a. Này mẹ nó cùng ta có dám quan hệ a, cuối cùng Dương Nghị Vân mắng lên. Khí linh tinh la còn lại là ra tiếng an ủi nói, ngươi cũng không cần quá mức bi quan, có lẽ sự tình không có ngươi tưởng tượng như vậy không xong, không điều Hồng Quân giả. Cũng không phải không có, tỉ như trước mắt bẩm sinh linh căn liễu xanh chính là một trong số đó. Ý của ngươi là, thế giới này vẫn là có mặt khác sinh linh dám đi phản kháng thiên đạo, không ủng hộ thiên đạo phát động vô lượng kiếp. Dương Nghị Vân hỏi. Khí linh tinh la nói, tự nhiên, sớm nhất cường đại chi thần ra đời với hỗn độn, như cha thần bàn cổ, như Hồng Quân, lại tỉ như bẩm sinh 10 đại linh căn, còn có rất nhiều là chúng ta sợ không biết, thậm chí còn có một ít sớm hơn hắn Hồng Quân đạo tổ. Sớm hơn bàn cổ đại thần, ngươi nói bọn họ sẽ sợ Hồng Quân sao? Dương Nghị Vân tưởng tượng, dựa theo cái này cách nói. Kia thật đúng là không sợ đi. Hắn cũng không xác định, rốt cuộc Hồng Quân hóa thân thành thiên đạo, trưởng thiên đạo quy tắc, thực sự là tối cao tồn tại. Nhưng là cụ thể ra đời hỗn độn sinh linh đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, hắn là không biết. Cho nên nói, ngươi cũng không cần lo lắng cái gì, nếu đều đi tới này một bước. Vậy tiếp tục đi phía trước đi đó là, ngày sau nhiều tìm kiếm một ít minh hiếu, cũng hoặc là nói cường đại bẩm sinh sinh linh trí bảo vì giúp đỡ, nghịch thiên mà đi, đối kháng hắn Hồng Quân vô lượng kiếp, cũng không phải không có khả năng. Tỷ như trước mắt liễu xanh, còn không phải là một cái cường đại bẩm sinh linh căn sao, hôm nay ngươi có thể gặp được bẩm sinh 10 đại linh căn trung thần bí nhất liễu xanh, hơn nữa là một tôn cùng Hồng Quân từng đánh nhau cường đại linh căn. Này bản thân đã nói lên vấn đề, đại đạo khí vận chỉ là ngươi là chiếm cứ. Thiên đạo thật là tối cao, nhưng đại đạo càng là bao hàm toàn diệt, thiên thể ở ngoài có hỗn độn, phụ thần bàn cổ sáng lập hỗn độn mới có tam giới, cho nên nói, này thuyết minh rất nhiều vấn đề, trước mắt ngươi hẳn là từ này liễu xanh bắt đầu tiếp xúc mới là lẽ phải. Khí linh tinh la cấp Dương Nghị Vân phân tích một phen, cũng giải thích một phen thế giới này đạo lý lớn. Dương Nghị Vân nghe xong. Nhưng thật ra cảm thấy có điểm đạo lý. Ít nhất trước mắt mới thôi, hắn đảo cũng không cần lo lắng cái gì. Hắn thiên đạo Hồng Quân cũng không thể tự mình đối hắn ra tay, nhiều nhất liền như tinh la lời nói, dùng thiên đạo ý chí đi ảnh hưởng như Tu La tộc vi cường giả tới đối phó hắn sở đại biểu phi thăng nhất tộc. Mặt khác, chỉ cần thiên đạo không phạt hắn, những người khác tới, có lẽ đích xác sẽ rất cường đại, nhưng hắn cũng không phải không có sức phản kháng. Nghĩ đến đây sau, Dương Nghị Vân ngược lại là trong lòng nhẹ nhàng không ít, nhìn trước mắt khô thụ, Dương Nghị Vân cười khổ nói, này, này một tôn liền tính là ngươi trong miệng bẩm sinh 10 đại linh căn chi nhất liễu xanh, nhưng hiện tại,
Hiện tại không phải cũng là một gốc cây khô thụ, này đều khô chết, có thể có cái gì đâu. Ngươi cũng quá coi thường ra đời hỗn độn bẩm sinh 10 đại linh căn, chúng nó là siêu thoát ở thiên đạo ở ngoài tồn tại, há có thể chết. Có lẽ Liễu Xanh bị người tính kế là thật, nhưng là muốn giết chết Liễu Xanh lại là không dễ dàng, người thả tiến lên cẩn thận quan sát một chút nhìn kỹ hãng nói. Khí linh tinh la làm Dương Nghị Vân tiến lên tiếp xúc Liễu Xanh. Nghe vậy Dương Nghị Vân đi lên đi, đi vào thô tráng vô cùng Liễu Xanh trước người, chậm rãi vươn tay đặt ở thân cây phía trên, rồi sau đó vận chuyển pháp lực cẩn thận đi kiểm tra Liễu Xanh tình huống. Coi trọng thật là một gốc cây khô thụ, cũng thật nếu là bẩm sinh linh căn nói, vậy sẽ không dễ dàng chết như vậy. Quả nhiên cẩn thận đi cảm thụ thời điểm, phát hiện một tia sinh cơ tồn tại. Có thể nói là hơi thở mong manh. Nếu quả không phải hắn có thiên tâm tồn tại nói, căn bản liền phát hiện không được tại đây cây mà khô thụ trong vòng phi thường mỏng manh một tia sinh cơ chi lực. Còn có một cái phát hiện là, Dương Nghị Vân từ khô thụ trong vòng này một tia mỏng manh sinh cơ thượng cảm nhận được như vậy một chút quen thuộc hơi thở, hắn trong óc suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mở hai mắt nói, lão cây liễu hơi thở. Đúng vậy hắn cảm nhận được lão cây liễu liễu thần nương nương hơi thở, quả thực là cùng căn cùng nguyên, tuy rằng hơi thở phi thường mỏng manh, nhưng là hắn phi thường khả năng cùng liễu thần nương nương hơi thở giống nhau như đúc. Ai là lão cây liễu? Khí linh tinh la hỏi. Là ta ở tiên giới thời điểm nhận thức một vị cố nhân, nàng đồng dạng là cây liễu, nhưng hiện tại ta lại là từ này cây khô thụ chung cảm nhận được ta vị nào cố nhân hơi thở. Đáng tiếc chính là nàng từ hạ giới phi thăng đến thần giới lúc sau không còn có tin tức, ta đến nay cũng chưa tìm được, nếu không phải thân cây bất đồng, ta đều sẽ cho rằng này cây khô thụ sẽ là lão cây liễu. Dương Nghị Vân nói lên lão cây liễu thời điểm có chút cảm khái. Nhưng mà khí linh tinh la kế tiếp một câu, lại làm hắn trong lòng nhảy dựng. Chỉ nghe khí linh tinh la nói, có lẽ ngươi cảm giác không sai, trước mắt liễu xanh cùng ngươi trong miệng lão cây liễu là nhất thể tồn tại. Lời này nói như thế nào? Dương Nghị Vân trong lòng đại động. Nếu ta không đoán sai, liễu xanh phỏng chừng là bị Hồng Quân theo dõi sau, lấy bí pháp kim thiền thoát xác hạ giới trùng tu, thân là bẩm sinh linh căn. Phân chi tu luyện tránh né thiên cơ, cũng không phải cái gì việc khó, này một gốc cây khô thụ liễu xanh có lẽ là phân thân chi nhất, mà ngươi trong miệng lão cây liễu còn lại là chủ thể. Khí linh tinh la nói. Dương Nghị Vân nhìn không được gật đầu, dựa theo ngươi cái này cách nói, có lẽ còn thật có khả năng, chỉ là trước mắt khô thụ đã khô khốc, còn có hay không cứu. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy hắn liền tính là liễu xanh, với ta mà nói có ích lợi gì. Người khác có lẽ không có biện pháp. Nhưng là ngươi lại là có, trên người của ngươi có bất lão suối nguồn, chẳng sợ chính là khô mộc cũng là có thể phùng xuân tái sinh, đối với ngươi mà nói, có được một gốc cây bẩm sinh linh căn liễu xanh, tự nhiên là thật lớn trợ lực, chẳng sợ trước mắt liễu xanh đã không có chủ ý thức tồn tại, nàng cũng là bẩm sinh linh căn liễu xanh, là thế gian đứng đầu chí bảo tồn tại, ngươi trở thành pháp khí sử dụng, liền tính đối thượng thánh đạo tồn tại cũng đem có một trận chiến chi lực. Khí linh tinh la giải thích nói. Dương Nghị Vân nghe khí linh tinh la nói như vậy lời nói, tức khắc trong lòng nắm chắc, này cây liễu xanh hắn muốn. Nhưng ngay sau đó một cái khác vấn đề có bãi ở trước mặt hắn. Liền đối với khí linh tinh la nói, ta nếu lấy bất lão nước suối cứu sống này cây liễu xanh, đến lúc đó Quách Vạn Cương nơi nào như thế nào công đạo, này một gốc cây liễu xanh bọn họ tuy rằng không quen biết là cái gì bẩm sinh linh căn, nhưng là nhân gia thời đại bảo hộ thánh vật a, như thế nào không biết xấu hổ lấy đi. Nếu Quách Vạn Cương bọn họ là thần linh đảo cũng dễ làm, cướp đoạt ta cũng cướp đoạt, nhưng nhẹ nhàng bọn họ là phàm nhân, ta tổng không thể cướp đoạt phàm nhân đồ vật đi. Không nghĩ tới khí linh tinh la mở miệng mắng, ngu xuẩn, bọn họ yêu cầu chính là nguồn nước, là có thể một lần nữa tu luyện hoàn cảnh, người có bất lão tuyền trong người, một giọt bất lão tuyền rơi xuống, đó là một cái sông lớn, là một cái nguồn nước mắt, ngoài ra 8.000 dặm gió cát, ha ha, không có gì bất ngờ xảy ra. Nơi này hoàn cảnh đều là bởi vì liễu xanh tồn tại hấp thu phạm vi 8.000 dặm năng lượng, dẫn tới phong hóa hoàn cảnh ác liệt, người đem liễu xanh thu đi, hoặc là cái này một chi nhánh. Trùng tu làm bọn họ tinh thần tượng trưng, vấn đề cũng liền không có, lấy thần lực cải tạo một lần nữa bày ra tụ linh trận, lục mộc thành nhiều thế hệ nan để tự nhiên giải quyết dễ dàng. Ách thật muốn là cái dạng này lời nói, thật cũng không phải không thể. Dương Nghị Vân xấu hổ mà cười, hắn vừa rồi là không nghĩ tới nhiều như vậy. Nhưng là khí linh tinh la cái này chủ ý đích xác được không? Thử xem đi, có lẽ người được đến sẽ là liễu xanh chân chính chủ thể chi thụ, mà không phải phân thân đâu. Khí linh tinh la sâu kín nói. Người không phải nói là phân thân sao,
như thế nào hiện tại thành công chủ thể? Dương Nghị Vân khó hiểu nói. Nhìn lầm rồi không được a? Khí linh Tinh La đúng lý hợp tình. Ách ngươi thắng, Dương Nghị Vân không dám ở cùng Tinh La dỗi đi xuống, đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, vị này ra cũng không phải đơn giản hạng người, có lẽ cũng là rất có địa vị tồn tại đâu, hắn không thể trêu vào. Bắt đầu đi, đừng cọ sát, lão phu thực trước nhìn xem, trong truyền thuyết bẩm sinh linh căn đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Khí linh Tinh La thúc giục, ngữ khí có vài phần kích động. Dương Nghị Vân thẳng trợn trắng mắt nói, này không phải ở chỗ này sao, còn có thể là cái dạng gì? Tiểu tử ngươi biết cái gì, này khô mộc trạng thái, căn bản không phải bẩm sinh linh căn chân chính hình thái, trong truyền thuyết bẩm sinh linh căn nhưng đều có thiên địa đại đạo diễn biến dị tượng cùng với. Khí linh Tinh La nói. Dương Nghị Vân lại là tò mò hỏi, Tinh La ngươi đối hỗn độn ra đời bẩm sinh linh căn đều như vậy quen thuộc, ngươi. Ngươi có phải hay không cũng ra đời hỗn độn? Hoặc là nói ngươi cũng là bẩm sinh linh căn cấp bậc tồn tại. Dương Nghị Vân hỏi khí linh Tinh La có phải hay không bẩm sinh linh căn cấp bậc, cái này làm cho khí linh Tinh La nửa ngày không nói chuyện. Vì thế Dương Mỗ Nhân lại hỏi một câu, có phải hay không? Khụ khụ, lão phu khoảng cách bẩm sinh linh căn chỉ là kém như vậy một chút mà thôi. Khí linh Tinh La nói chuyện thời điểm có như vậy điểm xấu hổ. Dương Nghị Vân cái này có điểm nhạc, nguyên lai khí linh Tinh La cũng có xấu hổ thời điểm. Hắn rất tò mò, khí linh Tinh La là cái gì cấp bậc, lại cũng không cười, mà là truy vấn nói, ngài lão đến tột cùng là cái gì cấp bậc, so bẩm sinh linh căn thiếu chút nữa điểm là kém nhiều ít. Đối với đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế Dương Mỗ Nhân, khí linh Tinh La là hận ngứa răng, bất quá như cũ vẫn là thỏa mãn Dương Mỗ Nhân lòng hiếu kỳ, mở miệng nói, thế gian tối cao cấp bậc sinh linh theo ta được biết đó là ra đời hỗn độn bẩm sinh sinh linh, bọn họ có thể là bẩm sinh linh căn. Có thể là thần linh, có thể là pháp bảo từ từ, tóm lại bẩm sinh cấp bậc tối cao. Tiếp theo chỉ là khai thiên cấp bậc, xem tên đoán nghĩa, ra đời với khai thiên tích địa, bàn cổ khai thiên lúc sau, thiên địa sơ khai, trong tam giới ra đời nhóm đầu tiên sinh linh, liền xưng là khai thiên sinh linh, ta thuộc về khai thiên lúc sau ra đời với thánh thiên đình chủ sơn bất chu sơn Tinh La bàn cờ, đáng tiếc a bất chu sơn không có. Khai thiên cấp bậc lúc sau, đó là hồng hoang cấp bậc sinh linh. Nhiều dựng dục ở hồng hoang lúc đầu sơn xuyên thiên địa chi gian, thiên địa dựng dục mà thành, ở lúc sau còn lại là thánh đạo cấp bậc, thuộc về thánh nhân tay luyện chế mà thành pháp khí, cũng hoặc là trải qua thánh nhân điểm hóa đắc đạo sinh linh từ từ, xuống chút nữa sao chính là các loại thần khí, ngươi cũng nên biết, ta liền không nói. Dương Nghị Vân cái này cuối cùng là rõ ràng pháp khí cấp bậc, đương nhiên không chỉ có là pháp bảo, bao vây rất nhiều ở bên trong, ở hắn biết xem như hiểu biết pháp khí cấp bậc. Dựa theo khí linh Tinh La nói, từ tối cao hỗn độn bẩm sinh bắt đầu, xuống dưới là khai thiên cấp bậc, hồng hoang cấp bậc, thánh đạo cấp bậc, lại đến thần khí cấp bậc, năm đại loại, nhưng này trong đó nhưng tế phân vài chờ. Khí linh Tinh La là đệ nhị đẳng khai thiên cấp bậc, cũng coi như là phi thường cao tồn tại, hắn lại hỏi, hỗn độn chung xem như cái gì cấp bậc? Này không phải vô nghĩa sao, hỗn độn chung xem tên đoán nghĩa hỗn độn, tự nhiên là hỗn độn bẩm sinh linh bảo. Khí linh Tinh Lạc nói. Dương Nghị Vân nghe xong hắc hắc cười, đó chính là tối cao cấp bậc, ra đời với hỗn độn chí bảo. Nhưng ta như thế nào cảm giác hỗn độn chung cũng không có như vậy cường đại đâu. Dương Nghị Vân còn nói thêm. Tiểu tử ngươi tưởng cái gì đâu. Hỗn độn bẩm sinh linh bảo, ngươi nhược nhược tu vi trăm triệu phần có một uy lực đều phát huy không ra, chờ ngươi bước vào thánh đạo, lĩnh ngộ 3000 đại đạo trong đó một đạo thời điểm, ngươi ở đi thử thử hỗn độn chung uy lực. Nói thật cho ngươi biết hỗn độn chung cấp bậc liền tính là đặt ở hỗn độn bẩm sinh linh bảo chung đều là cầm cờ đi trước chí bảo. Khí linh Tinh La nói. Nguyên lai như vậy a Dương Mỗ Nhân có chút huệ oải, thánh đạo a, thỏ ra cùng linh một đều nói qua, kia yêu cầu chứng đạo mới nhưng nhập thánh nói, mà chứng đạo ba điều lộ, mỗi một cái đều không dễ đi, hắn đến bây giờ mới thôi hợp đạo năm tầng về một đều không đến đâu, khi nào mới có thể chứng đạo chính hắn cũng chưa tin tưởng. Khí linh Tinh La nói. Được rồi, đừng nhớ thương này đó, ngươi hiện tại mục tiêu là khởi động lại thiên đình lập đạo thống, ngươi mới có cơ hội chứng đạo nhập thánh, chỉ có bước vào thánh đạo, ngươi mới có tư cách vấn đỉnh thế giới này cường giả chi môn. Trước mắt ngươi cường giả chi lộ, liền từ trước mắt liễu xanh bắt đầu đi, có này cây liễu xanh trong người, chẳng sợ có thánh đạo tìm ngươi phiền toái, ngươi có sẽ có bảo mệnh tư bản. Hảo đi, nghe ngài lão, đối khí linh Tinh La Dương Nghị Vân vẫn là mang theo tôn kính. Rốt cuộc mầu thần nương nương đều mang theo kính ý, hơn nữa khí linh Tinh La đều không phải là chủ động nhận chủ,
là thân phận của hắn cùng Thánh Thiên Đế lưu lại thiên tâm mới làm Tinh Lạc Bàn Cờ người chủ. Còn nữa, vị này ra đích xác kiến thức bất phàm, cấp bậc cũng cao dọa người, khai thiên cấp bậc ra đời tồn tại, không nhiều lắm thấy. Đến nỗi hỗn độn bẩm sinh cấp bậc, nào đều thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Hôm nay có thể gặp được Liễu Xanh, cũng coi như là vận mệnh chú định thuộc về hắn tạo hóa đi. Liền nghĩ ra cửa suy nghĩ một chút lực đạo thời điểm trung tâm phát triển ý nghĩ, tùy ý mở ra không gian thông đạo, hắn liền đến Lục Mộc Thành, ai có thể nghĩ vậy Lục Mộc Thành cư nhiên có một gốc cây bẩm sinh linh căn tồn tại. Không thể không nói Dương Mỗ Nhân vận khí thật là hảo đến nổ mạnh. Đương nhiên nếu không phải khí linh tinh la ở, liền tính là hắn tới rồi nơi này, cũng chưa chắc có thể nhận ra này một gốc cây khô thụ chính là ra đời với hỗn độn bẩm sinh 10 đại linh căn chi nhất Liễu Xanh. Hơn nữa vẫn là khí linh tinh tay áo chung, 10 đại tiên thiên linh căn chung thần bí nhất một tôn. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi, ngay sau đó vung tay lên, một cái kết giới sinh thành. Tức khắc đem Liễu Xanh bao phủ ở trong đó, cũng đem bên ngoài Quách Vạn Cương ngăn cách bên ngoài, nếu muốn giành Liễu Xanh, vậy không thể làm Quách Vạn Cương nhìn đến. Đương nhiên hắn sẽ dựa theo khí linh tinh la biện pháp, lưu lại Liễu Xanh một chi nhánh như cũ làm Lục Mộc Thành tinh thần tượng trưng, hơn nữa cấp Lục Mộc Thành người lưu lại một cái hà, hoàn toàn cải thiện bọn họ hoàn cảnh. Tận lực trợ giúp bọn họ làm được tốt nhất, cũng coi như là báo đáp bọn họ. Kết giới ở ngoài Quách Vạn Cương cùng một loại trưởng lão, trước mắt chợt lóe, nhìn không tới thần thụ cùng Dương Nghị Vân, trong tầm mắt xuất hiện một cái lưu quang quầng sáng. Thành chủ đây là... Một vị trưởng lão có chút lo lắng. Quách Vạn Cương cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, nhưng là hắn biết Dương Nghị Vân là thượng thần, nếu nhân gia đáp ứng rồi cứu trị thần thụ, vậy nhất định sẽ làm, một màn này có lẽ chính là thượng thần bắt đầu thi pháp, cũng là chuyện tốt. Mở miệng nói, đừng lo, chúng ta tình huống đã như thế, có thể không xong đến địa phương nào đi. Này đến cũng là, ta cảm thấy hy vọng không lớn. Có thượng thần ra tay hỗ trợ, tổng so không hy vọng cường. Đại gia chờ đó là, chúng ta tình huống lại có thể hư đi nơi nào. Quách Vạn Cương cùng một chúng trưởng lão nghị luận. Kết giới trong vòng, Dương Nghị Vân đứng ở Liễu Xanh thần thụ trước, trong lòng vừa động một giọt bất lão nước suối xuất hiện, búng tay vung lên, bay về phía Liễu Xanh thần thụ mà đi. Tinh La người xác định bất lão nước suối hữu dụng, Dương Nghị Vân hỏi khí linh Tinh La. Khí linh Tinh La nói, trong thiên hạ, bất lão tuyền nhất sinh cơ bừng bừng. Trừ bỏ số ít vài loại cùng cấp bậc sinh cơ trí bảo, không còn có bất luận cái gì trí bảo có thể cứu Liễu Xanh. Này bất lão nước suối tuy nói không phải hỗn độn bẩm sinh cấp bậc, nhưng cũng là khai thiên cấp bậc bảo vật, đó là thiên hà suối nguồn, há có thể không tác dụng, chờ xem đi. Chỉ mong hiệu quả, Dương Nghị Vân nói chuyện chung, đôi mắt nhìn chằm chằm Liễu Xanh, bất lão nước suối nhỏ giọt ở Liễu Xanh thân cây lúc sau, ngay sau đó ong một thanh âm vang lên khởi. Toàn bộ Liễu Xanh thần thụ đều vì này chấn động. Tức khắc lục quang đại tác phẩm. Hơn nữa là càng ngày càng sáng. Răng rắc. Từng tiếng như là pha lê vỡ ra thanh âm vang lên. Dương Nghị Vân định nhãn vừa thấy, lại là phát hiện, nguyên bản đen nhánh như thiết thân cây bắt đầu chóc ra, vỏ cây một chút bóc ra. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều vỏ cây bóc ra, tảng lớn bóc ra mà xuống. Lại là ở vỏ cây bóc ra lúc sau, lộ ra xanh biếc vô cùng nhan sắc. Như là lưu ly giống nhau. Quang thải chiếu nhân, hơn nữa Dương Nghị Vân thấy được ở thân cây trong vòng xuất hiện từng điều giống như mạch máu giống nhau đường cong, bên trong như là có máu ở lưu động giống nhau, bay nhanh mà động. Xôn xao. Đại diện tích màu đen vỏ cây như là hạ mưa to giống nhau đi xuống lạc, thực mau dưới tảng cây trồng chất như núi. Thậm chí còn, thật lớn Liễu Xanh thần thụ đều biến mất. Nếu không phải còn có xanh biếc quang mang phát ra mà ra, Dương Nghị Vân đều còn tưởng rằng Liễu Xanh thần thụ biến mất rớt. Hắn biết kỳ thật là Liễu Xanh thần thụ ở đại lượng chóc ra lúc sau thu nhỏ. Giờ phút này hắn trước mắt còn lại là xuất hiện một tòa màu đen vỏ cây sơn. Cao ước gần 100 mét. Dương Nghị Vân vung tay lên. Ngay sau đó vỏ cây tiêu tán. Lục quang chói mắt. Trong tầm mắt xuất hiện một gốc cây 30 mét cao, như thông phỉ thúy giống nhau cây xanh. Sinh cơ bừng bừng phát ra. Hơi thở cường đại bức người. Toàn thân tinh oánh dịch thấu. Từ chủ thân cây đến mỗi một cái chi nhánh, ở đến mỗi một mảnh lá cây, đều có cùng loại mạch máu giống nhau đường cong ở lưu động. Ở Liễu Xanh thần thụ bên ngoài thân nhất bên ngoài là 7 màu tường vân, từ rễ cây khởi có tường vân vần quanh, tới rồi ngọn cây thời điểm, còn lại là xuất hiện một mảnh nồng đậm 7 màu màu tím mây mù, nội loại nhìn kỹ đi, lại là đầy trời sao trời, đại khí hào hùng.
này có lẽ chính là khí linh tinh la theo như lời thiên địa dị tượng đi. Thật sự lại là thần thụ. Đây mới là liễu xanh thần thụ vốn dĩ diện mạo đi. Sống lại, quả nhiên ta đoán không sai, đây là liễu xanh bản thể, nhưng lại là dùng kim thiền thoát xác, chủ ý thức hẳn là rời đi trùng tu đi, ha ha, liễu xanh chân thân vỏ rỗng vô chủ, tiểu tử ngươi vận khí xác không kém. Khí linh tinh la cười nói. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động nói, liễu xanh chân thân vỏ rỗng vô chủ. Chỉ giáo cho. Lão Phu nghĩ đến, liễu xanh hẳn là vì tránh né thiên đạo, đem bản thể lưu tại nơi này, mà chủ ý thức còn lại là rời đi trùng tu đi. Như thế liền có thể thoát khỏi thiên đạo kiểm tra, hiện giờ này liễu xanh không có ý thức tồn tại, lại là chỉ có thể vì đỉnh cấp pháp khí sử dụng, nhưng thật ra tiện nghi tiểu tử ngươi, mau mau thu đi, có liễu xanh trong người liền tính là có thánh đạo cường giả tìm ngươi phiền toái ngươi cũng có thể bảo mệnh. Khí linh tinh la nói. Dương Nghị Vân vẫn là có điểm buồn bực nói, chủ ý thức có thể rời đi bản thể. Chẳng lẽ liền sẽ không có cái gì ảnh hưởng, ngươi không phải nói đây là phân thân sao? Khí linh tinh la trầm ngâm nói, liễu xanh kia chờ bẩm sinh linh căn tồn tại, chủ ý thức rời đi bản thể có thể có cái gì ảnh hưởng, nhân ra là chân chính thế gian đỉnh cấp cường giả, kẻ hèn kim thiền thoát xác thủ đoạn mà thôi, đối liễu xanh tới nói không phải cái gì vấn đề lớn, bất quá từ bỏ bản thể điểm này, thật đúng là đại quyết đoán, giống nhau sinh linh là làm không được. Đương nhiên người cũng có thể xem thành là phân thân, dù sao đều là liễu xanh, không chừng ngày sau chủ ý thức sẽ tìm tới, cũng là nói không chừng. Hảo đi, kịp thời liễu thần nương nương bản thể, ta cũng sẽ không khách khí, ngày sau đụng tới nàng, ta còn cho nàng đó là, này cũng coi như là duyên phận. Dương Nghị Vân nói, hắn một giọt bất lão nước suối đi xuống, hoàn toàn đem liễu xanh kích hoạt, lúc này sở tản mát ra hơi thở càng thêm mãnh liệt, cùng liễu thần nương nương hơi thở giống nhau như đúc. Dương mẫu nhân nghĩ có liễu xanh bản thể, nói không chừng về sau tìm kiếm liễu thần nương nương sẽ càng thêm phương tiện. Lại hoặc là liễu xanh nương nương cảm ứng được nàng bản thể lúc sau, sẽ tự tới tìm hắn, đảo cũng bất việc. Thu! Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, vung tay lên cường đại pháp lực hướng về liễu xanh mà đi. Tức khắc liễu xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thân một đạo xanh sẫm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong, hóa thành một gốc cây thu nhỏ lại liễu xanh thần thụ. Ngay sau đó Dương Nghị Vân đối với liễu xanh thần thụ một cành vung tay lên, tức khắc một cái tiểu phân chi từ chủ trên cây rơi xuống. Lại phất tay này chỉ cành, cắm ở tại chỗ. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, xuất hiện hai giọt bất lão nước suối, một phần vì nhị, một giọt rừng ở cành thượng, một giọt rừng ở đại địa. Ngay sau đó chi nhánh xanh sẫm quang mang đại tác, cành bắt đầu sinh trưởng, trong nháy mắt tăng trưởng tới rồi mấy chục mét, hóa thành một gốc cây liễu xanh cây nhỏ. Này cũng coi như là cho Quách Vạn Cương một công đạo, trên thực tế chính là một cái tinh thần tượng trưng, cũng coi như là liễu xanh một cái tiểu phân thân. Ngày sau nói không chừng cũng có thể trưởng thành đắc đạo, tóm lại cái này tiểu chi nhánh liễu xanh sẽ cho lục mục đích thành mang đến vận may chính là. Đệ nhị tích bất lão nước suối rừng ở đại địa lúc sau, tức khắc trên mặt đất rầm đông bắt đầu mạo thủy. Thiên địa đại động, một cái hoàn toàn mới suối nguồn xuất hiện, dòng nước càng lúc càng lớn, chảy xuôi mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn sông ngầm dòng nước tăng nhiều, chảy về phía mặt đất mà đi. Ngoại giới lục mộc thành khô cạn vô số năm tháng thành trì con sông hoa hoa mạo thủy dựng lên. Một cái sông lớn hình thành, chảy về phía ngoài thành nơi xa mà đi. Trong thiên địa phong vân đại biến. Ở Dương Nghị Vân thu liễu xanh lúc sau, một đạo vô hình lực lượng phóng lên cao. Vô hình bên trong ở lục mộc thành trên không oanh một chút chấn động. Như là có cái gì kết giới bị phá tan. Vô thành vô tức chi gian, 8.000 dặm lục mộc thành hoàn cảnh đã xảy ra thay đổi. Dương Nghị Vân đứng ở tại chỗ nhắm mắt cảm ứng được, lấy Lục Mộc Thành vì trung tâm phạm vi 8.000 dặm bắt đầu khôi phục thần nguyên năng lượng, hắn biết Lục Mộc Thành vấn đề xem như giải quyết. Về sau nơi này dần dần sẽ khôi phục nguyên khí, một lần nữa trở thành ốc đảo. Khí linh tinh la nói không sai, Lục Mộc Thành vấn đề chính là liễu xanh, sở dĩ khô khốc hoàn cảnh ác liệt là bị liễu xanh cấp chân áp trong thiên địa năng lượng. Nếu hắn đem liễu xanh thu đi, hơn nữa hai giọt bất lão nước suối rơi xuống. Một giọt cho chi nhánh liễu xanh, khôi phục sinh cơ, một giọt rơi xuống đất thành suối nguồn, nguồn nước vấn đề giải quyết. Hết thảy đều khôi phục lại đây. Về sau lục mộc thành người, có thể tại đây cây liễu xanh chi nhánh dưới tàng cây tu luyện, sẽ có việc lần công bại chi hiệu quả, không phải liễu xanh bản thể trấn áp. Này cây chi nhánh liễu xanh không chỉ có sẽ không cướp lấy nơi đây năng lượng trái lại còn có thể làm nhân tu luyện cải thiện hoàn cảnh. Không thể không nói, khí linh tinh la biện pháp này không tồi.
Làm xong này hết thảy, Dương Nghị Vân triệt rớt kết giới, đi ra ngoài. Quách Vạn Cương cùng vài tên trưởng lão, nhìn đến Dương Nghị Vân ra tới sau, một đám quỳ xuống đất dập đầu nói lời cảm tạ. Chẳng sợ bọn họ là phàm nhân, cũng cảm nhận được thiên địa biến hóa, thấy được sông ngầm thủy mãn, thấy được nơi xa xuất hiện một gốc cây tinh oánh dịch thấu lục mộc thần thụ, tuy rằng thu nhỏ, nhưng bọn hắn nhận được đó chính là bọn họ thời đại bảo hộ lục mộc thần thụ. Dương Nghị Vân vui vẻ tiếp nhận rồi bọn họ cảm tạ. Từ nay về sau một tháng thời gian, Dương Nghị Vân lưu tại lục mộc thành. Vốn dĩ muốn chạy, nhưng lại là không chịu nổi Quách Vạn Cương khẩn cầu, muốn cho hắn thu tôn tử Quách Dực vì đồ đệ. Dương Nghị Vân có huyết anh cái kia quan môn đệ tử, tự nhiên là sẽ không ở thu đồ đệ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn lưu lại chỉ điểm Quách Dực một tháng tu luyện, nếu được nhân ra bảo hộ liễu xanh, điểm này sự hắn vẫn là sẽ làm. Kỳ thật hắn biết lục mộc thành người cuối cùng mục đích, vẫn là có thể trở về tu luyện chi đạo, như thế bọn họ mới có thể càng tốt sinh tồn đi xuống, rốt cuộc đây là thần giới. Cho dù là thấp nhất giai thần nhân, cũng đều muốn so với người bình thường cường, có thể càng tốt sống sót. Đối này Dương Nghị Vân sẽ tận lực trợ giúp bọn họ. Một tháng thời gian Dương Nghị Vân này giáo Quách Dực, làm Quách Dực từ phàm nhân nhập tiên, ở xưng là sơ cấp thần nhân, để lại một ít tu luyện công pháp từ từ sau, Dương Nghị Vân mới rời đi lục mộc thành. Toàn thành cung tiễn. Sư phụ. Đừng, ta không đáp ứng ngài làm sư phụ ngươi, hảo hảo tu luyện. Về sau lục mộc thành có thể phát triển trở thành cái dạng gì, toàn giữa ngươi, nếu là có duyên, ngươi nhưng cầm này lệnh bài tới, người ta có duyên sẽ tự gặp nhau, đi rồi. Dương Nghị Vân không cho Quách Dực kêu sư phụ. Nói xong chợt lóe biến mất lục mộc thành. Hắn tương lai đối mặt địch nhân chính hắn cũng không biết sẽ là cái dạng gì, không nghĩ liên lụy Quách Dực cùng lục mộc thành. Đến nỗi Quách Dực tuy rằng tịch thu đồ, không có thầy trò danh phận, chỉ là dạy dỗ một tháng, nhưng lại xem như thầy trò chi thật. Ở Dương Nghị Vân nội tâm xem như cam chịu vì một cái đệ tử ký danh, nếu không cũng sẽ không đem vân môn lệnh bài cấp Quách Dực. Đối với Quách Dực cái này tiểu gia hỏa, hắn vẫn là rất thích, lần đầu tiên liền thấy được Quách Dực lấy thân thể cấp một gốc cây cỏ dại che mưa chắn gió, có bảo hộ hoàn cảnh ý thức, điểm này ở Dương Nghị Vân trong lòng thực không tồi. Cũng đúng là như vậy, hắn mới lựa chọn ở lâu một tháng, dạy dỗ đứa nhỏ này. Quách Dực nhìn Dương Nghị Vân biến mất địa phương. Trong tay nhéo Dương Nghị Vân cấp vân môn lệnh bài, quỳ xuống trân trọng dập đầu nói, mặc kệ ngài có nhận biết hay không, lòng ta đều đương ngài là sư phụ ta. Đứa nhỏ ngốc, sư phụ ngươi tự nhiên là thừa nhận ngươi thân phận, nếu không sẽ không cho ngươi lệnh bài. Quách Vạn Cương đi tới vuốt Quách Dực đầu nói. Lời này làm Quách Dực mắt sáng rực lên, trong lòng âm thầm thề nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, chờ ngày sau tu vi thành công, liền đi tìm sư phụ. Lục mộc thành Quách Dực, ở bao nhiêu năm sau? Lại là trở thành vân môn một cái cường đại chi nhánh. Chờ ngày sau thầy trò hai gặp lại, Dương Mỗ Nhân đã trở thành thần giới đỉnh cấp cường giả. Dương Nghị Vân rời đi lục mộc thành trì sau, hắn cũng không có sốt ruột trở về, khoảng cách ra tới nói trăm năm thời gian, còn kém rất xa đâu, lần này ra tới ở lục mộc thành trước sau cũng chính là không đến một năm mà thôi. Hắn chuẩn bị lại đi thần giới địa phương khác nhìn xem. Mục đích là tự hỏi vân môn lập đạo thống trung tâm ý nghĩ. Tuy rằng ở lục mộc thành có điều dẫn dắt, nhưng là còn chưa đủ. Cho nên Dương Nghị Vân chuẩn bị tiếp tục du tẩu khắp nơi nhìn xem. Lần này hắn nhìn đến chính là thần giới phàm nhân, như vậy tiếp được hắn sẽ nhìn đến cái gì, lòng dạ vẫn là thực chờ mong, trên đường hết thảy gặp được, với hắn mà nói đều là phong cảnh. Tiếp được đi chỗ nào? Dương Nghị Vân như cũ sẽ không đi có thể lựa chọn. Lần này hắn đồng dạng là chợt lóe rồi biến mất. Phất tay chi gian mở ra không gian thông đạo, đi nào tính nào. Lần này Dương Nghị Vân ở không gian đãi thời gian có điểm trường, hắn nghĩ có thể ở chạy xa một chút. Ở không gian thông đạo nửa canh giờ lúc sau, hắn mới vung tay lên, từ giữa đi ra ngoài. Ngay sau đó hắn từ không gian thông đạo đi ra ngoài, lại là phát hiện xuất hiện ở mênh mông vô bờ núi lớn trên không. Chợt lóe thân trực tiếp rơi xuống đi, lại là xuất hiện ở một mảnh nguyên thủy trong rừng rậm. Tuy rằng nhìn không có bóng người, nhưng với hắn mà nói đảo cũng không cái gọi là. Chủ yếu mục đích chính là nơi nơi nhìn xem mà thôi, ở cái gì hoàn cảnh đều có thể. So sánh với phía trước ở lục mộc thành, kia chờ hoang vắng hoàn cảnh, lúc này xuất hiện ở mênh mông vô bờ nguyên thủy rừng rậm, sai biệt dưới, Dương Nghị Vân vẫn là cảm giác không tồi. Hắn nội liếm chính mình sở hữu hơi thở, không có có thể đi phát ra, chính là sợ dọa đến nơi đây sinh linh. Thần giới nguyên thủy rừng rậm.
cùng dĩ vãng tại hạ giới thời điểm, vẫn là có bất đồng, nơi này vạn vật đều có cường đại sinh cơ, tản ra thần quang thần vận hơi thở. Hắn biết giống như vậy địa phương thông thường sẽ có tu luyện sinh linh tồn tại, chẳng qua cũng có thể không phải là quá cường đại sinh linh. Yêu tộc Sơn Tinh sẽ chiếm đa số. Đương nhiên cũng có cường đại tồn tại, cũng không biết hắn có thể hay không gặp phải, nói trở về liền tính là hắn đụng phải, lấy hắn hiện giờ tu vi, cũng là không có bất luận cái gì cố kỵ. Hắn tuy rằng tu vi còn ở hợp đạo 4 tầng, nhưng chân chính thực lực đã vô hạn tiếp cận hợp đạo 5 tầng cấp bậc, chỉ cần không phải thánh đạo tiến đến, hắn đều có thể ứng phó. Đến nỗi chân chính thánh đạo cường giả, kia cũng không phải cải trắng, thuộc về thần bí quý trọng giống loài. Đến nay mới thôi, dù sao hắn không có chân chính ý nghĩa thượng gặp qua đụng tới quá, đương nhiên linh một kia chờ không tính. Đi ở cổ xưa nguyên thủy trong rừng rậm, che trời đại thúc che trời, có vẻ có chút âm trầm tối tăm. Dương Nghị Vân sân vắng xoải bước, ngẫu nhiên sẽ có một ít có linh tính tiểu động vật bị hắn kinh hách đến, nhanh chóng đi xa. Đương nhiên cũng có một ít mở ra linh trí, có đạo hạnh tồn tại, đem Dương Nghị Vân trở thành con mồi. Tỷ như nói hiện tại. Dương Nghị Vân đi chưa được mấy bước, liền phát hiện một người bao sâu bụi cỏ trung toa toa vang lên. Cỏ dại như là bị gió to treo lên giống nhau tả hữu mà động. Thực hiển nhiên là có cái gì đại gia hỏa tới gần. Dương Mỗ Nhân khóe miệng lộ ra ý cười, lẩm bẩm, vật nhỏ, thiên thần cảnh tu vi, trách không được dám tới gần. Hắn biết là chính mình nội liếm hơi thở lúc sau, hoàn toàn như là người thường, dẫn tới tại đây phiến nguyên thủy trong rừng rậm. Bị rất nhiều có linh tính sinh linh trở thành con mồi. Yêu tộc mặc kệ là chim bay cá nhảy, cũng hoặc là sơn cảnh quỷ quái, đều là vật cạnh thiên trẻ cách sinh tồn. Có địa vực địa bàn ý thức, chỉ cần tuân thủ địa bàn quy tắc, tương đối tới nói liền sẽ không có việc gì, nhưng là một khi xâm phạm địa bàn, liền sẽ lọt vào công kích. Hắn hiện tại chạy loạn hành vi, thực hiển nhiên là xâm nhập nào đó yêu thú địa bàn, đối phương thực mau tưởng hắn mà đến. Hơn nữa tới chính là một cái thô tráng đại trùng. Có 5 màu cánh hoa, thùng nước thô tráng, chiều cao 30 mét có thừa. Còn đừng nói, ở Dương Mỗ Nhân trong mắt này đại trùng nghe đẹp. Đương nhiên đây là hắn lần đầu tiên đối loài rắn có loại suy nghĩ này, trước kia nhìn đến loài rắn đều là theo bản năng không mừng. Nhưng là hôm nay này xà, lại là không có như vậy chán ghét, có thể là bởi vì này thân rắn thượng có 5 màu lấm tấm, chỉnh thể màu trắng, nhìn đẹp. Kỳ thật càng có rất nhiều hắn tu vi cảnh giới cao thâm nguyên nhân, căn bản là không có đương hồi sự. Một cái trong mắt hắn chỉ có thiên thần tu vi xà, chính là một cái đại trùng mà thôi. Hắn dừng lại, rất có hứng thú nhìn phía trước phiên động cỏ dại, chờ hoa đốm đại trùng xuất hiện, trong lòng lại là nổi lên đồng thú. Tưởng cùng này đại sung chơi chơi. Một chút giây. Xuất hiện. Tê. Một tiếng hí vang chung, thật lớn xà đầu từ bụi cỏ chung ra tới. Đối với Dương Nghị Vân phát ra một tiếng gào giống. Bơi lội chi gian cơ hồ tới rồi Dương Nghị Vân trên đầu không, mở ra bồn máu miệng rộng nhìn như muốn đem Dương Nghị Vân một ngụm nuốt vào. Nhưng là, Dương Mỗ Nhân cười khanh khách đứng ở vừa động cũng chưa động, kỳ thật hắn chờ, nếu là này đại hoa xà, thật sự động sát nghiệp, như vậy liền chứng minh này nhiệt xúc là ăn người, hắn không ngại tùy tay chém giết. Nhưng hắn chờ, nửa ngày đại hoa xà không nhúc nhích miệng. Nguyên lai chỉ là hù dọa hắn mà thôi, mục đích là đuổi đi chính mình rời đi nó địa bàn. Trong mắt hắn này đại hoa xà cũng không phải cái loại này kịch độc loài rắn, chính là tầm thường hoa đốm xà, thiên phú giống nhau cái loại này. Có thể thu đến thiên thần cấp bậc hiển nhiên là có linh trí. TT, hướng về phía Dương Nghị Vân giống giận, tựa hồ lại nói ngươi nhanh lên rời đi, nếu không ta ăn ngươi. Dương Nghị Vân chút nào không để ý, đối mặt hùng hổ đại hoa xà. Dương Mỗ Nhân ngay sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía nó, rồi sau đó trên người tán phát như vậy một chút uy áp. Thình thịch. Giây tiếp theo, đại hoa xà thực rõ ràng trong đôi mắt giận xúc kinh sợ, khổng lồ thân mình trực tiếp liền sụi lơ ở trên mặt đất. Tê tê. Trong miệng phát ra đáng thương hề hề rên rỉ thanh. Một chút bị Dương Mỗ Nhân tản mát ra hơi thở dọa choáng váng. Ha ha, như vậy túng a, không thú vị, được rồi, tiểu gia hỏa đi thôi đi thôi. Niệm ở ngươi không nhúc nhích sát niệm phân thượng, ta không thương ngươi, đi thôi, hảo hảo tu hành, chung quy một ngày ngươi có thể hóa hình. Dương Mỗ Nhân thu hồi chính mình hơi thở, đối với đại hoa xà vẫy vẫy tay ý bảo nó rời đi. Tê, vèo, đại hoa xà phiên lên liền chạy, như được đại xá, tốc độ cực nhanh làm Dương Mỗ Nhân kinh ngạc, thực mau liền biến mất vô tung vô ảnh.
ta này cũng coi như là khi dễ xả đi. Dương Mẫu Nhân cười to, lại là tiếp tục về phía trước đi đến, tại đây phiến nguyên thủy trong rừng rậm hắn xem như tính trẻ con đại động, cảm giác như vậy chơi một chút tâm tình đều thoải mái không ít. Dương Mẫu Nhân ở trong rừng rậm đi đi rừng rừng chuyển động một ngày lúc sau, rốt cuộc cảm giác có điểm lôi, vừa lúc trong tai nghe được dòng nước thanh, hắn đi qua đi, đi tới một cái hồ nước bên cạnh. Không có thật lớn che trời đại thụ che đậy, có thủy có cây cối có hoa cỏ, bốn phía nơi cư nhiên còn có một ít quả dại thụ, xem phẩm tướng đều không tồi. Đạo lý đều có. Thanh triệt hồ nước phía trên còn có mấy trăm mễ cao thác nước. Đảo thật là một chỗ hảo địa phương. Lập tức Dương Nghị Vân quyết định ở chỗ này nghỉ chân một chút. Trụ thượng mấy ngày, cùng tự nhiên thân cận, tâm tình cũng hảo. Toàn thân tâm phóng không chính mình, là cái không tồi lựa chọn. Dương Nghị Vân tìm một khối hồ nước biên đại thạch đầu nằm ở mặt trên, đại nhân liệt dương chiếu lên trên người, thật là thoải mái, hắn cảm giác loại trạng thái này thực hảo. Cái gì đều không đi tưởng, cái gì đều không làm, không cần suy nghĩ tương lai địch nhân, không cần suy nghĩ phía sau cả gia đình môn nhân. Cứ như vậy thoải mái dễ chịu nằm, thời gian đều hy vọng tại đây một khắc yên lặng. Trên người có ấm dương, bên tai có tiếng nước, dung với thiên nhiên, tâm linh phòng khống ở trong thiên địa, thực nhẹ nhàng. Hắn thực hưởng thụ loại cảm giác này. Như thế Dương Nghị Vân nửa ngủ nửa tỉnh. Lại là bất trí bất giác trung càn khôn đạo chủng công tự chủ vận chuyển lên. Ở hoàn toàn thả lỏng lại thời điểm, Dương Nghị Vân quanh thân thiên địa thần nguyên lực lớn động, trong thiên địa bốn phương tám hướng có thần nguyên lực không ngừng hội tụ mà đến. Mỗi một khắc, hắn bốn phía ngũ quang thập sắc thoáng hiện, lại là hắn 10 đại đạo thụ tự chủ hiện lên ra tới, từng cây tản ra nhàn nhạt thần quang lập lòe không ngừng. Ngay sau đó một gốc cây xanh biếc vô cùng cây cối cũng hiện lên ở hắn trên đỉnh đầu không, lại là phía trước thu vào trong cơ thể hỗn độn bẩm sinh linh căn lục mộc. Này cây linh căn lục mộc hiện lên ở Dương Nghị Vân trên đỉnh đầu không, có điểm điểm tinh quang một nửa quang mang không ngừng phát ra, giống như giọt mưa giống nhau rơi rụng mà xuống, lại là tưới ở Dương Nghị Vân bốn phía 10 đại đạo trên cây, làm 10 đại đạo thụ càng thêm thần bí. Ngay sau đó Dương Nghị Vân giữa mày một chút xanh sẫm hiện lên. Bất lão suối nguồn cũng tự chủ hiện lên mà ra, một tia xanh sẫm phát ra mở ra, tẩm bổ đỉnh đầu liễu xanh thần thụ cùng bốn phía 10 đại đạo thụ. Như thế, Dương Nghị Vân vì trung tâm điểm, liễu xanh thần thụ, 10 đại đạo thụ, bất lão suối nguồn, bốn giả chi gian lẫn nhau vòng cổ, hình thành một cái thực phù hợp tuần hoàn trạng thái, nhìn như không có quan hệ, kỳ thật lại là lẫn nhau chi gian cùng một nhịp thở. Bên ngoài nhìn lại, lấy Dương Nghị Vân vì trung tâm điểm, xuất hiện một cái càng có 30 mét đường kính quầng sáng, đây là 10 đại đạo thụ cùng liễu xanh, bất lão suối nguồn tự chủ hình thành kết giới quầng sáng. Nếu có người ngoài ở đây tất nhiên sẽ phát hạ. Ở Dương Nghị Vân bốn phía 10 đại đạo thụ ở chậm rãi sinh trưởng, này cũng biểu thị Dương Nghị Vân tu vi ở tăng lên. 10 đại đạo thụ tuy rằng là hư ảnh hiện ra, nhưng lại phản ứng chính là Dương Nghị Vân tu vi cảnh giới. Tăng trưởng tuy rằng thong thả, nhưng lại thật thật tại tại ở trưởng thành. 3.000 dư mễ 10 đại đạo thụ một chút ở tăng trưởng mà đi. 4.000, 5.000. Không ngừng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dương Nghị Vân trên người phát ra hơi thở cũng là càng ngày càng cường đại. Đương nhiên này hết thảy đều chỉ là hiện ra ở tiểu trong phạm vi, ở tự nhiên hình thành 30 mét đường kính quầng sáng kết giới trong vòng, cũng không có ảnh hưởng ngoại giới quá lớn. Bất quá mặc dù là như thế, theo thời gian trôi qua, nơi đây Dương Nghị Vân dẫn phát dị tượng, vẫn là hấp dẫn không ít chim bay cá nhảy mà đến. Một ít khai linh trí tiểu yêu tu trước hết cảm giác tới rồi thiên địa chi gian biến hóa, chậm rãi đến gần rồi Dương Nghị Vân nơi hồ nước bên cạnh. Lại là phát hiện tới rồi nơi này lúc sau, cự thạch phía trên có nhân loại, nhưng lại quanh thân có thiên địa dị tượng hiện ra, lấy này nhân loại vì trung tâm, bốn phía vài trăm thước trong vòng thần nguyên lực nồng hậu vô cùng, càng là tới gần nơi này liền càng là cảm thấy một mảnh tường hòa yên lặng. Cứ việc này đó tiểu yêu tu không quá minh bạch trong đó mấu chốt, chính là thực có thể lại là nói cho bọn họ, đây là một tôn đại thần ở tu luyện, mà bọn họ có thể dính điểm quang. Lại lần nữa phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh khí, có thể làm chúng nó tu vi tăng nhiều. Như thế này đó tiểu yêu tu lại là quay chung quanh ở Dương Nghị Vân nơi hồ nước bốn phía, bắt đầu tu luyện dựng lên. Đương nhiên ban đầu tới, còn có thể là Dương Nghị Vân quen thuộc tiểu yêu, cái kia hoa đốm xà. Dương Nghị Vân buông tha hoa đốm xà, này xà kỳ thật đối nhân loại là rất tò mò, vẫn luôn đều ở núi lớn tu luyện hoa đốm xà, chưa thấy qua nhân loại. Đối với Dương Nghị Vân này nhân loại tràn ngập tò mò,
lúc ấy chạy trốn lúc sau, quay đầu, lại là đánh bạo muốn nhìn một chút Dương Nghị Vân. Không nghĩ tới cảm nhận được trong thiên địa biến hóa, vì thế hoa đốm xà trở thành cái thứ nhất ở Dương Nghị Vân bên người thơm lây tu luyện tiểu yêu tu. Lúc sau, tới hồ ly, dã lang, lợn rừng, con tê tê, phi ưng, linh điểu. Càng ngày càng nhiều sơn tinh quỷ quái đã đến. Đều cảm nhận được cường đại năng lượng, tới rồi hồ nước bên cạnh sau, ở vào bản năng đều tiến vào phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh khí trạng thái. Như lúc này gian đi qua 3 năm. Càng ngày càng nhiều chim bay cá nhảy hội tụ ở nơi này, phạm vi vạn mét trong vòng, rậm rạp, lang trùng hổ báo, tay sai linh vật, sơn cảnh quỷ quái bao hàm toàn diện, mặc kệ là khai linh trí cũng hoặc là bình thường chim bay cá nhảy ở vào bản năng đều hội tụ ở nơi này. Phạm vi vạn mét lúc sau, hình thành một vòng tròn, hồ nước biên, tảng đá lớn thượng, bụi cỏ chung, trên đại thụ tất cả đều là. Đương nhiên chỉ có một ít tu vi so cao quay chung quanh ở Dương Nghị Vân kết giới 30 mét bốn phía. Liền tỉ như cái kia hoa đốm xả tới sớm cũng coi như là có điểm tiểu tu vi, nhất tới gần Dương Nghị Vân. Lúc sau là tu vi lại lần nữa chi, mãi cho đến nhất bên ngoài là không có mở ra linh trí tiểu động vật. Trình tự rõ ràng vô cùng, lại là thực hiếm thấy không có phát sinh rối loạn thậm chí là ầm ĩ đều không có. Bước vào cái này vòng đều có bản năng cảm giác, cứ việc là chim bay cá nhảy, nhưng lại cũng minh bạch đây là bọn họ cơ duyên. Càng là không dám quấy rầy đến cự thạch thượng vị nào một tôn đại thần. Còn có cường đại đại yêu tồn tại, ở thiên nhiên thượng liền có uy hát yêu ta lực, mặt khác cấp thấp tiểu yêu từ từ liền càng không dám làm càn. Đương nhiên chủ yếu nguyên nhân là, ở chỗ này lúc sau, có một loại vô hình yên lặng tồn tại ước thúc. Càng có thật lớn chỗ tốt, tự nhiên cũng liền sẽ không có rối loạn phát sinh, đại gia phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh hoa còn không kịp, sao có thể đi rối loạn. Cũng đích xác. Ở Dương Nghị Vân 10 đại đạo thụ, liễu xanh thần thụ cùng bất lão suối nguồn hình thành hơi thở dưới, nơi đây phạm vi vạn mét trong vòng đều thu được tầm bổ, đối với này đó chim bay cá nhảy tới nói, chính là thiên đại chỗ tốt. Như hoa đốm xà ở chỗ này tu luyện dưới, cư nhiên tu vi tăng lên một cảnh, bước vào thiên thần cảnh đại viên mãn. Cho dù là những cái đó không có mở ra linh trí chim bay cá nhảy, 3 năm trong vòng ở chỗ này thiên địa chi tinh tầm bổ hạ, cư nhiên sôi nổi mở ra linh trí. Có phun ra nuốt vào thiên địa chi tinh năng lực, từ đây bắt đầu thoát ly sơ cấp nhất thú giai đoạn, bước vào linh giai đoạn, từ đây lúc sau, có tu luyện thiên phú, xem như hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Như lúc này gian tiếp tục. 3 năm lại 3 năm. Dương Nghị Vân như thế trạng thái liên tục tới rồi đệ thập năm thời điểm, rốt cuộc kết thúc. Vì cái gì kết thúc? Bởi vì hắn đột phá tu vi. Bước vào hợp đạo 5 tầng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ong. Một tiếng nổ vang lúc sau, Dương Nghị Vân quanh thân 10 đại đạo thụ, liễu xanh thần thụ cùng bất lão tuyền tất cả đều về tới trong cơ thể. Hắn cũng tùy theo thức tỉnh lại đây. Lại là trên mặt mang theo ý cười lẩm bẩm, không nghĩ tới cứ như vậy đột phá tới rồi hợp đạo 5 tầng, bất chi bất giác chung tới một lần ngộ đạo, xem ra lần này ra tới nhưng thật ra tới đúng rồi. Bất quá ngay sau đó hắn nhìn đến rậm rạp chim bay cá nhảy lại là ngây người, ngay sau đó lại là minh bạch lại đây. Hắn phía trước ngộ đạo trạng thái, lúc này tự nhiên cũng là biết như thế nào sẽ là, 10 đại đạo thụ cùng liễu xanh thần thụ hơn nữa bất lão nước suối hình thành tu luyện sinh thái, ở nào đó trình độ cải thiện nơi đây tu luyện hoàn cảnh, này đó chim bay cá nhảy tất cả đều hội tụ mà đến, cũng coi như là thơm lây. Cười cười nói, các ngươi này đó tiểu gia hỏa nhưng thật ra thông minh. Tu luyện trạng thái kết thúc, trong thiên địa thần nguyên lực năng lượng cũng ngay sau đó tiêu tán, này đó tiểu yêu tu cũng từ tu luyện trạng thái thức tỉnh lại đây. Nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, ở hoảng sợ rất nhiều, lại là một đám hoặc là nằm bò, hoặc là hai chân uốn lượn ở địa phương, đối với Dương Nghị Vân quỳ lạy, xem như cảm ơn. Khai linh trí lúc sau sinh linh tự nhiên là thông nhân tính, hiểu cảm ơn. Đối mặt Dương Nghị Vân như vậy một tôn đại thần, bọn họ là tràn ngập kính sợ. Một đám đều có chút phát run. Dương Nghị Vân nhìn xem cũng là cảm khái, lẩm bẩm, thông nhân tính hiểu cảm ơn, cũng đều là linh tính hạng người. Được rồi, đều đứng lên đi, ta không có trách các ngươi ý tứ, có thể tại đây loại trạng thái hạ tu luyện, lại cũng là ngươi chờ tạo hóa, ngày sau hảo hảo tu hành, chớ nên hành ác sự, cũng không uổng công hôm nay chi tạo hóa, chung quy một ngày ngươi chờ cũng có thể nghênh ngang vào nhà. Tê tê, giống giống, chi chi, ô ô, ngao ngao, pi pi, Dương Nghị Vân dứt lời, lại là quỳ gối đầy đất chim bay cá nhảy một đám phát ra thanh âm, tuy không phải nhân ngôn.
nhưng Dương Nghị Vân nghe hiểu được bọn họ là ở cảm tạ chính mình. Ha ha ha! Dương Nghị Vân thoải mái cười to, có thể ở vô hình bên trong ảnh hưởng mấy vạn chim bay cá nhảy bước vào tu hành chi đạo, lại cũng là đại công đức. Hắn vào giờ phút này lòng có hiểu ra. Hiểu được, chính mình có thể bước vào hợp đạo 5 tầng, có lẽ cũng với này đó chim bay cá nhảy có quan hệ, tính lên cũng coi như là giáo hóa chi công. Tới gần hình ảnh chính là mấy vạn sinh linh. Phàm là khai linh trí chim bay cá nhảy, tự nhiên liền sẽ cảm ứng thiên đạo tự nhiên, ở giết chóc chi đạo thiếu chút nhân quả, như thế cũng coi như là công đức. Trời cao có cảm, cho hắn tu hành chi tiện, cũng ở tình lý bên trong. Tại đây một khắc, hắn là trong lòng có một ít hiểu ra. Tâm cảnh thượng cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn vẫn luôn đang tìm cầu lập đạo chi ngôn trung tâm, lúc này nhìn này đó chim bay cá nhảy cảm ơn, trong đầu xẹt qua một đạo tia chớp, nhưng lại rất mau biến mất, muốn đi bắt lấy, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn bắt không được. Bất quá, nhìn này đó sinh linh, hắn lại có một phương hướng. Này đó chim bay cá nhảy, mặc kệ là có tu vi vẫn là vừa mới mở ra linh trí, ở bản chất ở thần giới núi lớn chung, kỳ thật đều là thuộc về tầng chót nhất sinh linh, chúng nó sinh tồn lại nói tiếp mới là nhất gian nan. Có lẽ hôm nay còn có thể tồn tại, ngày mai có lẽ cũng đã chết. Đều là thiên địa chi gian sinh linh, đều là có máu có thịt tồn tại, hiểu cảm ơn, biết tốt xấu, nhưng chúng nó xác thật là nhất khổ. Dương Nghị Vân nhìn chúng nó, thở dài một tiếng nói, cũng thế, nếu ngươi chờ cùng ta có duyên, ta liền ở chợ các ngươi giúp một tay, đơn giản liền lại lần nữa giảng đạo cùng ngươi chờ nghe một chút, có thể nghe nhiều ít xem ngươi chờ từng người tạo hóa, có thể tu vi tăng trưởng một ít, ngày sau cũng có thể thiếu điểm tai nạn. Dứt lời vô số chim bay cá nhảy lại là một trận cảm kích phát ra tiếng. Đương nhiên là thú ngữ. Cứ việc trong đó có chút thiên thần cấp bậc tồn tại, nhưng nói đến cùng đều là thiên tư huyết thống tầm thường chim bay cá nhảy, đều không phải là thiên phú dị bẩm thần thú dị thú, thế gian thần thú dị thú giả chung quy là số ít, cùng nhân tộc giống nhau phần lớn vẫn là tầm thường hạng người. Này đó tu hành sinh linh, muốn hóa hình làm người, còn chờ ở tiến thêm một bước mới được. Hắn rõ ràng chính mình có thể thuận lợi đột phá, là tự thân tạo hóa, cũng là vì được liễu sanh thần thụ, đương nhiên đây là nội tại nguyên nhân, ngoại tại cũng là này đó sinh linh xuất hiện, này đó sinh linh đã chịu hắn tu luyện hoàn cảnh ảnh hưởng được chỗ tốt, trái lại cũng là hắn đối này đó sinh linh có giáo hóa chi công, như thế mới có thể thuận lợi đột phá đến hợp đạo 3 tầng. Thiên địa chi gian Internet of Everything, hỗ trợ lẫn nhau, đạo lý này cũng là hắn vừa mới hiểu ra lại đây. Nghĩ như thế, hắn đơn giản liền ở giúp một tay này đó sinh linh. Đem một ít chính hắn lý giải tu luyện chi đạo, hy vọng có thể giúp được này đó sinh linh, cũng coi như là một kiện việc thiện. Bàn làm với cự thạch thượng, Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, lại là 10 đại đạo thụ cùng bất lão tuyển hơn nữa liễu xanh thần thụ lần thứ 2 hiện lên ở quanh thân. Nếu muốn giúp, hắn sẽ không buồn xỉn, có tự thân này đó chưa bảo thêm vào, sẽ đối này đó sinh linh khởi đến tu luyện thượng làm ít công to hiệu quả. Dương Nghị Vân hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói, tu hành chi đạo, ở chỗ thiên địa chi gian năng lượng cảm, đây là âm dương ngũ hành, vì đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Một hồi từ thiền nhập thâm giảng đạo ở thần giới nào đó đại sơn mạch trung hồ nước bên cạnh bắt đầu rồi, mà nghe đạo giả còn lại là trong núi chim bay cá nhảy lân trùng hổ báo từ, thuộc về thấp kém nhất sinh linh. Nhưng Dương Nghị Vân lại là nghiêm túc đối đãi, không có chút nào chiết khấu. Càng không có khinh thường này đó là chim bay cá nhảy hoặc là tiểu yêu tu mà xem nhẹ. Ngược lại đúng là nhân thứ, hắn giảng giải thập phần thong thả, cùng tinh tế, làm chúng nó có thể đi nghe hiểu. Một đạo bắt đầu bài giảng, thời gian như mũi tên. 10 năm chợt lóe rồi biến mất, theo hắn giảng đạo gia tăng, ở bốn phía 10 đại đạo thụ cùng liễu xanh, bất lão nước suối hình thành vầng sáng càng ngày càng sáng. Chiếu khắp đi ra ngoài mấy vạn mễ. Sở hữu bốn phía thần linh tất cả đều tầm bổ tới rồi. Không nghiêng không lệch, mà Dương Nghị Vân cũng phát hiện, theo chính mình giảng đạo chuyển rời, chính hắn cũng là được lợi, tâm cảnh thượng càng thêm như nước thanh triệt yên lặng, bất chi bất giác chung hắn cảnh giới ở mơ hồ tăng lên. Cái thứ nhất 10 năm qua đi, cái thứ hai 10 năm bắt đầu, cái thứ ba 10 năm tiếp tục. Rốt cuộc có tu yêu đột phá. 30 năm giảng đạo đình chỉ. Cái thứ nhất đột phá cư nhiên là hoa đốm xà. Ở một tiếng ầm vang lúc sau, hoa đốm xà tu vi đột phá tới rồi thần quân cấp bậc, toàn thân thần quang lấp lánh lại là hóa hình làm người. Dương Nghị Vân dừng lại. Hắn cũng giảng không sai biệt lắm. Nhìn hoa đốm xà hóa thành đã thiếu niên,
Dương Nghị Vân nở nụ cười, lòng có thành tựu. Ngay sau đó lại có nổ vang vang lên. Liên tiếp 9 đạo thần quang lập lòe. Biểu thị lại có 9 tiểu yêu tu đột phá bắt đầu hóa hình làm người. Chờ bọn họ tất cả đều hóa hình lúc sau, Dương Nghị Vân tuy rằng mỉm cười, lại là cũng có như vậy một ít xấu hổ, vội vàng đem ánh mắt rời đi, bởi vì trong đó có 3 cái nữ tử. Hóa hình lúc sau là xích quả quả bộ dáng. Hắn ho khan một tiếng nhắc nhở nói, ngươi chờ đã hóa hình làm người, từ đây lúc sau liền hoàn toàn thoát ly thú tính, nhân vi vạn tộc linh trưởng, cần hiểu lễ nghĩa liêm sỉ chi đạo, mau mau mặc xong quần áo. Ta chờ cần tuân sư phụ dạy bảo. 10 cái yêu tu cùng kêu lên trả lời, đối với Dương Nghị Vân dập đầu, theo sau lại là đem từng người túi ra hóa thành quần áo mặc ở trên người, lúc này mới quy quy củ củ đứng ở tại chỗ. Dương Nghị Vân vừa lòng gật đầu nói, đều còn tính không tồi, bất quá sư phụ liền không cần, ta đã thu quan môn đệ tử, không ở thu đồ đệ, ngươi chờ cùng ta chi gian xem như cơ duyên, cũng là ngươi chờ tự thân tạo hóa, hết thảy tùy duyên đó là, không cần xưng hô sư phụ. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, cũng chỉ là như hắn lời nói, thuận tiện giúp một chút này đó sinh linh. Kia, đa tạ thần trường, lại là hoa đốm xà biến thành thiếu niên, hô Dương Nghị Vân thần lớn lên xưng hô. Cũng minh bạch bọn họ còn chưa đủ tư cách làm Dương Nghị Vân thu đồ đệ. Nhưng cũng không dám cưỡng cầu, tóm lại đây là giáo hóa tri ân, bọn họ đều sẽ ghi khắc. Ngươi chờ tùy ý đi, Dương Nghị Vân cười cười nói. Trừ bỏ hoa đốm xà 10 cái, mặt khác sinh linh cũng là vô cùng cảm tạ, đối Dương Nghị Vân thăm viếng cảm ơn. Đều tan đi đi, nhớ lấy tu luyện cho tốt, chớ có hành tà ác việc, nếu là làm bổn tọa chỉ hiểu, ngươi chờ tương lai hành ác, định đem ngươi chờ tu vi thu hồi tới. Dương Nghị Vân phất tay làm chúng sinh linh tan đi, hắn giảng đạo xong, nên làm đều làm, cũng không nghĩ làm này đó sinh linh quấy rầy. Mấy vạn sinh linh, tuy có không tha, nhưng Dương Nghị Vân hạ lệnh trục khách, lại cũng không dám đãi tại chỗ quấy rầy Dương Nghị Vân. Lãnh đi hết sức hoa đốm xà lại là nhỏ giọng hỏi, xin hỏi thần trường tên họ là gì? Ta chờ cũng hảo nhớ trong lòng, hôm nay giáo hóa tri ân, lại là không dám quên, cũng thỉnh thần trường cho ta chờ một cái niệm tưởng. Ta chờ đều là trong núi chim bay cá nhảy, lại cũng là minh mang chúng sinh trung thấp nhất quả nhiên tồn tại. Nếu là không có thần trường giáo hóa tri ân, cũng không có hôm nay chi tạo hóa, cũng có khả năng tùy thời chết đi, thần trường tri ân không dám quên. Dương Nghị Vân nhìn hoa đốm xà, lại là không nghĩ tới này hoa đốm xà nhưng thật ra cái minh lý lẽ tiểu yêu, có lẽ tương lai cũng có thể nên trò chống, ngẫm lại cũng lý giải bọn họ, rồi sau đó mở miệng nói, ngô nãi thần giới phi thăng sơn vân môn chi chủ Dương Nghị Vân. Không cầu các ngươi nhớ kỹ, chỉ hy vọng ngươi chờ hảo hảo tu luyện, tương lai thành công chớ có hành ác sự, cũng chớ có dùng bổn tọa danh hào đi trêu chọc thị phi, nếu không định không nhẹ tha, đi thôi. Cần tuân thần trường dạy bảo, ta chờ trăm triệu không dám. Hoa đốm xà cầm đầu, một đám tan đi. Trong nháy mắt mấy vạn chim bay cá nhảy, sơn cảnh quỷ quái biến mất ở mênh mang núi lớn chung. Dương Nghị Vân nhìn bọn họ rời đi, lại cũng cảm thán. Chính mình một ngày kia sẽ cùng một đám tầm thường chim bay cá nhảy hòa mình. Hơn nữa cho bọn hắn truyền đạo, ngẫm lại đảo cũng có hứng thú. Theo sau Dương Nghị Vân duỗi ra tay, liễu xanh thần thụ xuất hiện ở lòng bàn tay bên trong, hắn đối liễu xanh thần thụ những năm gần đây thông qua giảng đạo cũng là có cảm, hiểu biết tới rồi liễu xanh thần thụ trong vòng có trời đất khác, hoặc là nói có một cổ cường đại vô cùng lực lượng tồn tại. Lúc này lại là tưởng hảo hảo nghiên cứu vừa lật. Vì thế một khắc phiên tu hành bắt đầu. Hắn khoanh chân ở cự thạch thượng, lòng bàn tay là liễu xanh thần thụ, nhắm mắt lại đi cảm thụ liễu xanh thần thụ trong vòng kia cổ lực lượng cường đại. Hắn yêu cầu khống chế, hoặc là nói phát hiện như thế nào đi sử dụng này cây ra đời với hỗn độn bẩm sinh linh căn. Thời gian từng ngày từng tháng một năm lại một năm nữa sói mòn. Dương Nghị Vân như vậy một tòa lại là vài thập niên. Bất quá hắn thu hoạch lại là rất lớn, dần dần hiểu biết liễu xanh thần thụ chi dùng. Một ngày nào đó phía chân trời lại là một tiếng tiếng sấm vang lên. Một chút đánh gãy hắn, làm hắn bừng tỉnh lại đây. Dương Nghị Vân mở hai mắt thu hồi liễu xanh thần thụ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chi gian phía chân trời nơi xa sấm sét ầm ầm, toàn bộ núi non đều bị mây đen bao phủ. Cường đại thần thức phóng xuất ra đi, lại là phát hiện núi non nhiều mà mưa to, phong lôi, hồng thủy, lóe băng, núi lửa bạo. Là thiên địa tự nhiên hiện tượng. Cũng không có cái gì yêu vật quấy phá. Thiên nhiên lực lượng bùng nổ, cuốn tịch ở các nơi. Có sinh linh ở thiên tai dưới thê thảm mà chết mệnh.
thật sự là thiên đạo bất nhân lấy vạn vật vì sô cẩu. Dương Nghị Vân đem hết thảy xem ở trong mắt, lại là có cảm mà phát. Ở Dương Nghị Vân thần thức trong vòng, hắn nhìn đến toàn bộ núi non rất xa địa phương. Thiên nhiên lực lượng, ở bất luận cái gì một giới đều tồn tại, bao vây thần giới, ở thần giới thậm chí sẽ càng thêm mãnh liệt, đây là thiên thể vận chuyển tự nhiên chi đạo, ai cũng vô pháp thay đổi. Đương nhiên tránh né thiên tai lại là có thể thông qua tự thân nỗ lực mà làm được. Tỷ như bước vào tu hành là có thể làm được, cũng hoặc là nói làm được thương tổn thấp nhất. Thiên tai dưới, có tu hành trong người sinh linh tự nhiên có thể tránh né một vài, nhưng là những cái đó không có tu hành bình thường sinh linh đã có thể trực tiếp tao ương. Đương nhiên, cho dù có tu hành, cũng đến xem cao thấp mới là, tu vi yếu kém sinh linh, làm theo vẫn là bị lan đến. Dương Nghị Vân thần thức trong vòng, hắn thấy được rất nhiều địa phương xuất hiện thiên nhiên điên đảo giống nhau lực phá hoại. Thiên lôi cuồn cuộn dưới rừng rậm cháy, thiêu chết rất nhiều sinh linh, núi đất sạt lở dưới mai táng rất nhiều tẩu thú gia tộc. Hồng thủy dưới, càng là tử thương tảng lớn. Hắn nhìn đến nghe được bất lực kêu rên. Thực thê thảm. Cứ việc là một ít chim bay cá nhảy, sơn tinh chi quái, nhưng kia cũng là sống sờ sờ sinh linh. Trừ bỏ thiên tai còn có luật rừng dưới tàn khốc đấu tranh, cường đại sinh linh vồ mồi nhỏ yếu sinh linh, ở mênh mang núi lớn không có lúc nào là ở trình diễn. Này đó cảnh tượng, kỳ thật đặt ở ngày thường, Dương Nghị Vân rõ ràng đều là phi thường bình thường, mỗi ngày mỗi năm có lẽ đều ở phát sinh cùng loại sự. Nhưng duy độc hắn giờ phút này xem ra, lại là trong lòng dao động thật lớn. Có cảm mà phát thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cẩu. Này trong đó Dương Nghị Vân thấy được rất nhiều quen thuộc sinh linh, là này vài thập niên ở hắn bên người nghe qua nói chim bay cá nhảy, hiện giờ lại là đều phát ra bất lực kêu rên. Thiên tai dưới cứ việc bọn họ có một ít đạo hạnh tu vi, nhưng như cũ vô lực đối kháng. Nhất rõ ràng chính là hoa đốm xà, cư nhiên bị một đạo lôi điện trực tiếp phách chặt đứt cái đuôi, rồi sau đó bị hồng thủy hướng đi, ở trong nước không ngừng giãy giụa. Dương Nghị Vân cho rằng hoa đốm xà sẽ vứt bỏ, nhưng lại phát hiện, đi qua hơn nửa canh giờ, hoa đốm xà ở đoạn đuôi dưới tình huống, ở hồng thủy đánh sâu vào hạ, như cũ ra sức giãy giụa, không có một cái từ bỏ, liều mạng tưởng cập bờ. Nhưng không có thể thành công. Một cái nho nhỏ xà yêu, bộc phát ra cầu sinh ý chí ở Dương Nghị Vân trong mắt so nhân loại đều cường, hắn thực quật cường. Còn có rất nhiều như hoa đốm xà bực này ở thiên nhiên lực lượng dưới, không buông tay mà cầu sinh sinh linh. Nhưng, Dương Nghị Vân rõ ràng hơn, như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ giải quyết kỳ thật đều giống nhau, cuối cùng đều khó thoát vừa chết. Đương nhiên càng có rất nhiều tử vong. Mấy vạn sinh linh ở tử vong, đầu đương trong đó chính là những cái đó không có mở ra linh trí bình thường sinh linh, ở thiên nhiên lực lượng đánh sâu vào dưới, trực tiếp liền phải mệnh, cuối cùng chúng nó phát ra chính là tuyệt vọng kêu rên hơi thở. Có oán niệm tận trời. Này sợi oán niệm Dương Nghị Vân rõ ràng cảm nhận được. Hắn đã chịu cảm nhiễm, nội tâm cũng đi theo dao động. Cũng thấy được vô số sinh linh sở bộc phát ra cảm động. Như chim sào trong vòng. Một đôi đại điểu ở ngọn lửa cuốn tịch chung, đem tổ chim trong vòng ba viên trứng chim gắt gao bảo hộ tại thân hạ, chính mình còn lại là bị hoàn toàn thiêu thành cho tàn, nhưng lại như cũ không có rời đi tổ chim, toàn ra tất cả đều bị thiêu thành cho tàn. Hồng thủy dưới huyệt động nội chuột đất liều mạng đem cuối cùng một cái hài tử ngậm lên bờ, nhưng chính mình lại bị hồng thủy hướng đi. Cùng loại cảnh tượng ở mênh mang núi non các nơi trình diễn. Dương Nghị Vân ở bất chi bất giác chung rơi lệ đầy mặt. Hắn cảm nhận được tận trời oán khí, tuyệt vọng, nhưng cũng có đại ái. Giờ khắc này Dương Nghị Vân nội tâm kịch liệt. Phi thân dựng lên tới rồi núi non trên không, toàn thân thần quang đại tác phẩm, oanh một chút nhộn nhạo mở ra. Thần lực dưới, cửu thiên tiếng sấm tan đi, rừng rậm lửa lớn tắt, hồng thủy trung sinh linh bay lên ngạn, sơn thể dưới bị mai táng còn hoặc là sinh linh cứu ra. Hết thảy tại đây một khắc kết thúc. Hắn đang ở phía chân trời nhìn phía dưới vạn vật sinh linh. Nội tâm lại là không bình tĩnh. Vô số sinh linh đối với hắn cúng bái, phát ra trăm ngàn vạn loại giống lên một tiếng, chúng nó ở cảm ơn. Hoa đốm xà đoạn đuôi tu vi lùi lại, quỳ dạp trên mặt đất, nhìn phía chân trời Dương Nghị Vân, lại là đầu chạm đất thật sâu thăm viếng, trong mắt nước mắt cuồn cuộn, vốn tưởng rằng sẽ chết, nhưng lại là thần trường cứu hắn. Ở núi lớn trung tu hành hàng ngàn hàng vạn năm, chưa từng có người quan tâm quá bọn họ này đó thấp nhất tầng sinh linh sinh tử. Nhưng hiện tại lại là có. Thần trường vạn thánh. Hoa đốm xà gào giống ra một tiếng nhân ngôn. Này một tiếng qua đi,
dẫn phát rồi phản ứng dây chuyền, mênh mang núi non một tiếng tiếp theo một tiếng thanh âm vang lên, hóa hình có tu vi giả miệng phun nhân ngôn cảm kích, tầm thường tiểu yêu tu còn lại là dùng hết chính mình cuồng loạn gầm rú, biểu đạt đối Dương Nghị Vân cảm tạ. Thanh chấn cửu thiên, như sấm sét cuồn cuộn. Thanh thế to lớn, trước nay chưa từng có. Dương Nghị Vân huyền phù ở không, nghe cảm thụ được, hắn đột nhiên như là thông suốt giống nhau, vẫn luôn bối rối hắn, lập đạo thống trung tâm phương hướng có. Ở trong lòng hắn giờ phút này nghĩ đến, vân môn về sau đạo thống trung tâm phương hướng, đó là bao hàm toàn diện. Hoặc là nói giáo dục không phân nòi giống bốn chữ đủ rồi. Con kiến còn sống tạm bợ, huống chi này đó đều là sống sờ sờ sinh linh, chúng nó thần ở thần giới, liền càng không nên tao ngộ thiên tai, bọn họ cũng có cầu sinh dục vọng, cũng có đại ái tồn tại. Núi non chung rừng rậm, cũng đúng là có này đó vạn vật sinh linh do đó làm trong thiên địa thượng thế giới có sinh cơ, có sắc thái. Bọn họ vận mệnh không nên như thế, bọn họ cũng nên có thích hợp tu luyện hoàn cảnh, có phương pháp có người chỉ đạo đi tránh né thiên tai, đi cầu càng tốt sinh linh tiến giai chi lộ. Thiên địa bất nhân, hắn liền đại thiên mà đi. Giờ khắc này Dương Nghị Vân đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rất nhiều sự. Lập đạo chi ngôn, ở hắn xem ra hẳn là giáo dục không phân nòi giống. Làm thế gian vạn vật sinh linh đều được lợi, hắn lý niệm đó là thế giới nhất thể, vạn vật cùng tồn tại vận mệnh thể cộng đồng. Chính như tu la tộc xâm lấn thần giới, lan đến sẽ là toàn bộ thế giới, đến lúc đó trong tam giới vạn vật đều đem sẽ thu được ảnh hưởng, không có ai có thể thoát được. Chỉ có cho nên vạn tộc vạn vật nhất thể mới là duy nhất. Hắn đột nhiên nghĩ tới địa cầu phi thường nổi danh lập thế cách ngôn, hoành cử bốn câu, vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học. Vì muôn đời khai thái bình. Vì Bắc Tống đại gia Trương Tái danh ngôn, đương đại triết học gia Phùng Hữu Lan đem này gọi hoành cử bốn câu. Bởi vì này ngôn giản ý hoành, vẫn luôn bị mọi người tán dương không suy. Nhưng là Dương Nghị Vân hiện tại cho rằng, đồng dạng áp dụng thần giới. Đương nhiên chỉ cần hơi chút cải biến một chút, không thay đổi thành, vì thiên địa lập tâm, vì sinh linh lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn giới khai thái bình, liền có thể trở thành hắn lập đạo thống trung tâm. Kỳ thật cẩn thận tưởng tượng, hắn một đường đi tới, mượn dùng rất nhiều đều là yêu tộc, này cùng hắn vẫn luôn thủ vững lý niệm là tương đồng. Nếu khí linh tinh la nói qua đạo tổ Hồng Quân việc, kia hắn liền không đến lựa chọn, một câu vì thiên địa lập tâm, liền chú định hắn tương lai sẽ nghịch thiên mà đi. Hoặc là nói hắn chỉ cần định ra này lập đạo thống trung tâm tư tưởng, liền chú định với thiên địa đối lập. Nhưng hắn quyết định, liền vì này đó vạn vật sinh linh xuất đầu thì đã sao? Nhân sinh trên đời luôn có chút sự, lại yêu cầu đi giao tranh, chỉ cần hắn cho rằng là đúng, liền có đi đua ý nghĩa. Hôm nay nhìn thấy nghe thấy, hắn cho rằng chính là chính mình yêu cầu đi đua, cũng là cho rằng là đúng, mặc kệ là này đó tầm thường sinh linh, hắn bên người tiểu phượng hoàng từ cái nào lại không phải ở vạn tộc trong vòng, đều là yêu cầu hắn đi bảo hộ đối tượng. Hiện tại xác định lập đạo thống trung tâm, chỉ là đem phạm vi mở rộng mà thôi. Ngô đem với phi thăng núi non phương đông đỉnh, lập đạo thống, ngươi chờ cần phải đi trước không? Dương Nghị Vân nhìn phía dưới số lấy trăm vạn kế sinh linh ra tiếng dò hỏi. Nếu đụng phải, vậy đưa Phật đưa đến Tây. Trong lòng cái kia đại đạo đã xác định, Dương Nghị Vân sẽ kiên định đi xuống đi. Này đó sinh linh chung, chỉ cần là nguyện ý, hắn đều sẽ đưa đi vân môn. Đương nhiên như thế nào lựa chọn, hắn sẽ không cưỡng cầu. Kết quả còn lại là có 9 vạn sinh linh nguyện ý đi trước, này đó sinh linh chung đại đa số là vài thập niên trước nghe qua Dương Nghị Vân giảng đạo sinh linh, đa số đều mở ra linh trí. Dư lại tuyệt đại đối số, kỳ thật càng có rất nhiều bình thường sinh linh, linh trí cũng chưa mở ra, nhiều nhất xem như có điểm linh tính mà thôi. Này đó sinh linh lại là lựa chọn lưu lại nơi này, rốt cuộc nơi này là chúng nó ra đời địa phương. Dương Nghị Vân không cưỡng cầu, nhưng lãnh đi thời điểm. Đem hắn giảng đạo hồ nước nơi, bày ra tụ linh đại trận cải tạo một lần, hơn nữa để lại một bộ thích hợp yêu tộc tu luyện phun ra nuốt vào công pháp khác vào lúc trước cự thạch thượng, như thế cũng coi như là ở chỗ này cấp này đó sinh linh để lại một cái tương đối an toàn hoàn cảnh. Làm Dương Nghị Vân ngoài ý muốn chính là hoa đốm xà, lựa chọn để lại. Như thế làm Dương Nghị Vân có điểm ngoài ý muốn, Dương Nghị Vân đáp xuống hỏi hoa đốm xà nói, vì sao không theo ta đi? Thần trường ta tưởng lưu lại. Nơi này là nhà của ta, cũng có rất nhiều bằng hữu ở chỗ này, ta đi rồi chúng nó không ai chiếu cố, sẽ chết. Hoa đốm xà cắt đứt cái đuôi, cảnh giới đại ngã về tới thiên thần cảnh, cũng duy trì không được hình người,
hơn phân nửa tiệt thân mình miễn cưỡng đứng lên tới miệng phun nhân ngôn nói chuyện. Ngươi đến lúc đó là cái có đảm đương, cũng thế, ta trợ ngươi giúp một tay, có thể bảo hộ nhiều ít xem chính ngươi, có thể có cái gì tạo hóa, cũng ở chỗ chính ngươi, nhưng chỉ cần kiên trì, ta tin tưởng một ngày kia ngươi sẽ xưng là này một mảnh núi non trung cường giả. Dương Nghị Vân nói chuyện chi gian, nói chỉ dẫn một giọt bất lão nước suối phi dương hoa đốm xà. Há mồm nuốt vào Dương Nghị Vân nói chuyện. Hoa đốm xà đối Dương Nghị Vân là vô điều kiện tín nhiệm, trực tiếp một ngụm nuốt vào một giọt bất lão nước suối. Tức khắc hoa đốm xà toàn thân thần quang đại tác phẩm, sinh cơ vô hạn mà sinh, đoạn đuôi ra bắt đầu một chút sinh trưởng ra hoàn toàn mới cái đuôi, toàn thân hơi thở cũng dần dần cường đại lên, lại là thực mau khôi phục phía trước cảnh giới. Nhìn đến hoa đốm xà bắt đầu rồi tiến giai lúc sau, Dương Nghị Vân yên lòng, ngay sau đó hắn vung tay lên cuốn lên 9 vạn sinh linh sáng lập không gian thông đạo, một bước bước vào đi, lại là không chút do dự rời đi. Tính tính thời gian khoảng cách 100 năm thời gian cũng mau tới rồi. Trọng điểm là hắn đã được đến muốn. Lập đạo chi ngôn có. Cũng là thời điểm trở về, chuẩn bị khởi động lại thiên đình, lập đạo thống. Chỉ chớp mắt không gian thông đạo biến mất không gian. Mà hoa đốm xà ở sau đó không lâu, hoàn thành tiến hóa, hóa thành thiếu niên, đối với Dương Nghị Vân biến mất địa phương, ba quỳ chín lạy, thành kính vô cùng. Chỉ có hoa đốm xà chính mình rõ ràng, Dương Nghị Vân cho hắn kiểu gì thật lớn tạo hóa, nguyên bản hắn biết loài rắn trung bình thường nhất huyết mạch, nhưng hiện tại lại là cũng huyết mạch đâu chỉ tiến giai tam đẳng. Tu vi khôi phục không nói, đoạn đuôi một lần nữa dài quá ra tới, ngày sau tiền đồ không thể hạn lượng. Đối với hoa đốm xà tới nói, Dương Nghị Vân giờ phút này tại nội tâm là hắn vô cùng thành kính cuồng nhiệt tín ngưỡng. Mà hầu hạ, hoa đốm xà cũng thật là xưng là này phiến núi non vương giả, lấy Dương Nghị Vân giảng đạo hồ nước vì trung tâm, thành này phiến núi non tu luyện thánh địa, hoa đốm xà chính là vương giả. Hắn ở Dương Nghị Vân giảng đạo cự thạch thượng, thân thủ điêu khắc ra Dương Nghị Vân tượng đá, ngày ngày thăm viếng, trở thành thánh thần, đã ghi khắc Dương Nghị Vân đối hắn đối sở hữu sinh hoạt tại đây phiến núi non sinh linh trợ giúp cùng ân cứu mạng. Đương nhiên đây đều là lời phía sau, dù sao Dương Nghị Vân ở chỗ này nhiều cho cốt phấn chính là. Nói Dương Nghị Vân mang theo 9 vạn giá thấp sinh linh ngay sau đó trực tiếp về tới Vân Môn. Lúc sau tìm tới thỏ ra bọn họ thương nghị, Vân Môn rơi dụng bên ngoài môn nhân đệ tử cũng đều toàn bộ trở về. Chỉ chờ Dương Nghị Vân trở về, khoảng cách định ra 100 năm thời gian còn kém 3 năm nhiều. Nhưng Dương Nghị Vân không chuẩn bị đợi. Thỏ ra hỏi, hiểu rõ. Dương Nghị Vân cười gật đầu, hắn biết thỏ ra hỏi chính là cái gì, đơn giản là lập đạo chi ngôn. Chuyện này hiện tại ở hắn trong đầu thực rõ ràng. Kế tiếp chính là khởi động lại thiên đình. Dương Nghị Vân hỏi thỏ ra nói, xác nhập 7 đại thánh địa khởi động lại thiên đình yêu cầu như thế nào làm? Chỉ cần ngươi đem 7 đại thánh cảnh cùng thánh thiên cung điện thả ra hợp nhất liền có thể, đương nhiên cái này xác nhập quá trình yêu cầu pháp lực duy trì, cũng yêu cầu thời gian. Ta kiến nghị là làm sở hữu hợp đạo cấp bậc vân môn thần linh tham dự tiến vào, cùng nhau trợ ngươi xác nhập, thời gian này có lẽ sẽ mau một chút ngàn năm trong vòng nhưng hoàn thành. Thỏ ra nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, vậy như vậy làm đi, đúng rồi ta muốn đem vân môn thần cảnh cũng đều xác nhập ở bên nhau, nhưng có cái gì ảnh hưởng? Sẽ không, chúng ta đi vân môn ở ngoài phía chân trời thả ra 7 đại thần cảnh quay chung quanh vân môn thần cảnh là được. Thỏ ra nói. Vậy bắt đầu đi. Dương Nghị Vân gật đầu. Ngay sau đó thanh âm vang vọng toàn bộ vân môn thần cảnh nói, hôm nay ta dục khởi động lại mở ra thời đại thiên đình, lập hoàn toàn mới đạo thống, vì ta vân môn lập vĩnh hằng căn cơ, sở hữu vân môn đệ tử môn nhân, vạn vật sinh linh cộng đồng chứng kiến, hiện tại hợp đạo cấp bậc thần linh toàn bộ theo ta đi thiên ngoại, trợ ta giúp một tay. Toàn bộ vân môn người tất cả đều nghe được Dương Nghị Vân nói chuyện, đại gia còn đều kỳ quái. Chúng ta 100 năm trước muốn cho mọi người tất cả đều trở về, cũng không biết chuyện gì. Nhưng thánh chủ triệu hồi, tự nhiên không có ai dám không nghe theo, không ngã 100 năm thời gian mấy chục vạn vân môn đệ tử tất cả đều về tới vân môn thần cảnh. Hôm nay mới biết được, muốn khởi động lại cái gì thiên đình. Lập cái gì đạo thống. Tuy rằng còn không hiểu là cái gì, nhưng mọi người đều nghe được ra tới, này có thể là vân môn thật lớn biến cách bắt đầu. Cư nhiên muốn cho sở hữu hợp đạo cấp bậc cường giả ra tay hỗ trợ. Chỉ cần điểm này liền đủ để thuyết minh vấn đề. Rất nhiều vân môn đệ tử đều nghị luận sôi nổi, mang theo hưng phấn chi ý. Từ 33 thiên điện một trận chiến lúc sau, toàn bộ vân môn sĩ khí ở toàn bộ thần giới đều đạt tới đỉnh,
Vân môn đệ tử đi ra ngoài, mang theo một cổ kiêu ngạo chi khí. Hôm nay thánh chủ lại nói cái gì thiên đình cùng đạo thống, nghe tới càng thêm cao lớn thượng, mọi người đều chờ mong vô cùng. Ngay sau đó liền nhìn đến thánh chủ Dương Nghị Vân hóa thành một đạo hồng hà bay vùn vụt đi ra ngoài, thẳng đến phía chân trời. Lúc sau là thỏ ra, linh một, màu thần nương nương. Tiểu Phượng Hoàng, Điêu Nhi, Nghé Con, Vân Lôi Thú, Hầu Đậu Đậu, Cá Trạch Từ Từ. Cuối cùng Mai Tỷ cùng Thu Nhi, Tuyết Hương chờ, một đạo tiếp theo một đạo thần quang bay ra vân môn thẳng vào phía chân trời phía trên. 10 đến 20 danh vân môn hợp đạo cường giả, huyền phù ở thần giới cửu thiên, phía dưới là vân môn thần cảnh. Dương Nghị Vân đối với mọi người gật đầu ý bảo chuẩn bị lúc sau, hắn trong lòng vừa động, đôi tay múa may mà động, ầm ầm ầm. Một tiếng tiếp theo một tiếng nổ vang vang lên, lại là liên tiếp 8 đạo thần quang từ trên người hắn lập lòe mà ra. Hóa thành 8 đại đoàn hỗn độn mây mù. Đúng là 7 đại thánh cảnh cùng thánh thiên điện. Quan trọng hợp ở bên nhau, đó là thánh thiên đình. Hôm nay Dương Nghị Vân chuẩn bị khởi động lại thiên đình. 7 đại thánh cảnh cùng thánh thiên điện hiện lên mà ra sau, quay chung quanh ở vân môn thần cảnh chung quanh, mà thánh thiên điện còn lại là ở trung tâm. Dương Nghị Vân liền huyền phù ở thánh thiên điện trên không. Thỏ ra đám người ở 7 đại thánh ngoại cảnh vây. Chuẩn bị trợ Dương Nghị Vân giúp một tay. Dương Nghị Vân hét lớn một tiếng, bỗng nhiên thúc giục toàn thân thần linh bao phủ ở 7 đại thánh cảnh cùng thánh thiên điện phía trên, tức khắc thần quang đại tác phẩm. Thánh thiên điện làm trung tâm tản mát ra 7 đạo thần lực, nhanh chóng mà đi, vòng cổ ở 7 đại thánh cảnh phía trên. Thật xa nhìn lại, giống như là một đóa nở rộ hoa mai giống nhau, trông rất đẹp mắt. Nhưng là giờ khắc này Dương Nghị Vân cũng cảm nhận được, trong cơ thể pháp lực như tiết hồng giống nhau chút ra mà ra. Thiên tâm tại đây một khắc cũng tốc ký lập lòe lên, hắn thông qua thiên tâm ở ngay lúc này có thể cảm nhận được, 7 đại thánh cảnh cùng thánh thiên điện ở vô hình chung có liên hệ, hơn nữa đang ở lẫn nhau dung hợp. 7 đại thánh cảnh bản thân chính là 7 cái độc lập thế giới, mỗi một cái đều là thần cảnh cấp bậc, nếu là dung hợp về một, bên kia là thiên đình. Sẽ là so thần cảnh càng vì cao giai thánh cảnh thế giới. Ý nghĩa phi phàm. Khai thiên thời đại thánh thiên đế lấy đại pháp lực đem thánh thiên đình tách ra sau mới bảo lưu lại xuống dưới, vẫn luôn đều từ tinh la bàn cờ bảo hộ. Hiện tại lại là tới rồi khởi động lại thiên đình thời điểm. Dương Nghị Vân bắt đầu sau, ở bên ngoài thỏ ra cùng linh nhất đẳng người cũng bắt đầu pháp lực, bọn họ đều rõ ràng chỉ bằng Dương Nghị Vân một người lực lượng là không đủ. Dương Nghị Vân muốn chủ tính trung toàn cục dung hợp, không có ngoại giới lực lượng trợ giúp, Dương Nghị Vân pháp lực sẽ bị rút cạn. Vì thế thỏ ra đám người bắt đầu động thủ. Oanh! Rầm rập! Một đạo tiếp theo một đạo thần quang pháp lực, thúc đẩy ở 7 đại thánh biên cảnh thượng. Đại gia vây thành một vòng, như thế hợp mọi người chi lực, lại là cấp Dương Nghị Vân giảm bớt rất nhiều áp lực, ít nhất hắn pháp lực không có ngay từ đầu như tiết hồng giống nhau như vậy điên cuồng. Rốt cuộc Dương Nghị Vân tặng khẩu khí. Hắn hiện tại tọa trấn trung tâm, thao tác thiên tâm đi lôi kéo 7 đại thánh cảnh dần dần lẫn nhau dung hợp. Thật xa nhìn lại là 7 cái quang đoàn lẫn nhau xem ra tương dung, hướng về nhất trung tâm không ngừng tới gần. Cái này quá trình thỏ ra nói phải kể tới 100 năm thậm chí 1000 năm lâu. Dương Nghị Vân cũng cảm thấy dựa theo cái này tốc độ đi xuống, nhanh nhất cũng muốn 300 năm mới có thể hoàn thành. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn rõ ràng hắn hiện tại tương dung sẽ là một cái dạng gì thế giới. Không chút nào khoa trương nói, đến lúc đó sẽ là một phương chi giới. Một cái vô hạn tiếp cận thế giới vô biên thế giới. Một cái siêu việt thần cảnh thế giới thánh cảnh cấp bậc thế giới. Càng là sẽ có đại đạo khí vận xuất hiện thế giới, loại sự tình này sốt ruột là không được, 7 đại thánh cảnh cùng thánh thiên điện tương dung, thậm chí giản yếu kiêm dung rất vân môn thần cảnh thế giới, này cũng không phải đùa giỡn, một cái vô ý đều khả năng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Yêu cầu hắn độ cao tập trung tinh thần đi thao tác. Mà bên ngoài thỏ ra cùng linh một màu thần nương nương tiểu phượng hoàng đám người cũng tiến vào trạng thái, làm tốt liên tục tư thái. Như lúc này gian từng ngày sói mòn. Vân môn chúng đệ tử cũng từ thần cảnh ra tới, thấy được phía chân trời phía trên tình huống, lúc này bọn họ cũng đều minh bạch lại đây, Dương Nghị Vân cùng thỏ ra đám người tựa hồ ở làm một kiện thiên đại chuyện này. Tuy rằng bọn họ không rõ cái gì là thiên đình. Mà khi nhìn đến cảm nhận được phía chân trời 7 đại thánh cảnh mỗi một cái đều chút nào không kém gì vân môn thần cảnh giới loại này cấp bậc thế giới sau, cũng là đảo hút khí lạnh. Đoán được Dương Nghị Vân phải làm chính là xác nhập một cái đại thế giới ra tới,
mà cái này hoàn toàn mới thế giới, khả năng chính là hắn nói qua thiên đình. Như thế, mọi người nội tâm đều sôi trào lên. Lúc sau Huyền cùng trời cao tà đám người thương nghị, lấy Vân Môn vì trung tâm, sở hữu thiên đạo cấp bậc thần linh tất cả đều đi ra ngoài, phạm vi vạn dặm trong vòng tuyệt đối không cho phép có bất luận cái gì sinh linh tới gần, do đó quấy rầy đến Dương Nghị Vân bọn họ. Mà dư lại Vân Môn đệ tử, còn có một cái tính một cái mặc kệ tu vi cao thấp, ở phạm vi trăm dặm quay chung quanh thành một vòng tròn, hình thành đạo thứ hai phòng ngự. Cứ việc tu vi nhược, nhưng bọn hắn cũng nghĩ ra một phần lực. Cuối cùng còn lại là toàn bộ Vân Môn 3-40 vạn lớn nhỏ thần linh tất cả đều tham dự tiến vào. Bọn họ cũng muốn gặp chứng, một cái hoàn toàn mới thiên đình ra đời. Chính cái gọi là đồng lòng hợp lực làm đại sự, nói chính là Vân Môn hiện tại. Dương Nghị Vân tự nhiên cũng thấy được đại gia tham dự, hắn cũng vui mừng, kế tiếp thời gian, hắn toàn thân tâm đầu nhập, thúc giục thiên tâm dẫn đường dung hợp. Chỉ chớp mắt trăm năm qua đi, Dương Nghị Vân đám người hoàn thành chín thành. Tốc độ so với hắn đoán trước muốn mau. Tiếp tục. Lại quá 20 năm. Oanh. Ong. Toàn bộ thiên địa vì này chấn động, phát ra một tiếng nặng nề thanh. Dương Nghị Vân trong lòng đại hỉ, bảy đại thánh cảnh cùng thánh thiên điện cùng với Vân Môn thần cảnh rốt cuộc vòng cổ ở cùng nhau. Lúc này hắn trong lòng vừa động bay vọt mà xuống, tiến vào thánh thiên trong điện, cuối cùng một bước dung hợp muốn ở thánh thiên điện hoàn thành. Bởi vì thánh thiên điện là thiên đình trung tâm. Ong ong, toàn bộ thế giới mây mù quay cuồng, kịch liệt rung chuyển. Dương Nghị Vân tiến vào thánh thiên sau điện, ở thánh thiên trong điện, vung tay lên trong lòng bàn tay pháp lực quay cuồng, thúc giục bất lão tuyển chi lực, thúc giục 10 đại đạo thụ chi lực. Bỗng nhiên đối với trong đại điện một trưởng chụp được. Thiên đình cho ta hợp. Ầm vang. Một trưởng rơi xuống, toàn bộ đại điện mặt đất kim quang vạn đạo dựng lên, lại là một cái khắc văn trận pháp bày biện ra tới. Đây là hắn rất sớm liền biết đến mấu chốt, cái này khắc văn trận pháp đó là thánh thiên đình căn cơ, chỉ có kích hoạt cái này trận pháp, mới có thể đem bảy đại thánh cảnh thế giới hoàn chỉnh dung hợp với thánh thiên điện liên tiếp ở bên nhau. Ngay sau đó Dương Nghị Vân giữa mày bước ra một giọt tinh huyết nhỏ giọt ở trận pháp trung tâm mắt trận. Như thế mới xem như hoàn thành cuối cùng một bước, làm hắn cùng hoàn toàn mới ra đời thiên đình thế giới nếu vì nhất thể, trưởng quản thế giới này. Tinh huyết hạ xuống nháy mắt. Thánh thiên điện kim quang vạn trượng dựng lên, trực tiếp chiếu rọi tưởng nơi xa phía chân trời mà đi, bốn phương tám hướng tất cả đều là thánh thiên điện bùng nổ kim quang. Kim quang rơi xuống địa phương, mây mù lui tán, từng mảnh đại lục xuất hiện. Thật lớn thế giới ở kim quang trung sáng lập ra tới. Hơn nữa dần dần ổn định. Dung chuyển thế giới bình tĩnh. Cuối cùng bảy đại thánh cảnh thế giới cùng Vân Môn thần cảnh thế giới, hoàn mỹ tương dung ở cùng nhau, hình thành một cái to lớn thế giới. Có bao nhiêu đại đâu? Dương Nghị Vân phun ra một ngụm chọc khí, ý niệm vừa động, toàn bộ thế giới hiện ra ở hắn trong đầu. Này một phương thế giới to lớn, thật đúng là vượt quá hắn tưởng tượng. Đã không thể nói là một phương tiểu thế giới, mà là một phen đại thế giới. Hàng tỷ xa cũng chưa đến cực hạn. Đương nhiên cũng không sai biệt lắm, hắn trong lòng nghĩ liền tính là đường kính hàng tỷ đi. Như thế to lớn cái gì cũng không thiếu, thật lớn núi non, hải dương. Sông nước hồ nước, băng sơn sa mạc từ các loại địa lý hoàn cảnh cái gì cần có đều có. Mà ở thế giới cuối hắn phát hiện là hỗn độn chi khí tràn ngập, tựa hồ hỗn độn chi khí còn ở một chút hướng ra phía ngoài khuếch tán chung. Này cũng đã nói lên, thế giới này là trưởng thành loại hình thế giới, tương lai có lẽ còn sẽ biến lớn hơn nữa. Rốt cuộc trong thiên địa năng lượng, bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có, nồng đậm trình độ còn lại là Vân Môn thần cảnh giới gấp 10 lần trở lên. Mà thánh thiên điện nơi năng lượng càng là đạt tới gấp trăm lần nông nỗi. Cả tòa thánh thiên điện giờ phút này xác thật hóa thành một tòa lộng lẫy rộng lớn thành trì, đại điện ở ngoài tất cả đều là gác mái điện phủ, cung điện thành phiến. Dương Nghị Vân trong lòng nghĩ, nếu có thiên đình, có lẽ đây là thiên đình. Hết thảy đều tốt đẹp, chỉ là thiếu sinh khí. Hắn biết đây là bởi vì không có sinh linh nguyên nhân. Vừa định triệu hoán Vân Môn mọi người tiến vào thời điểm. Lại là không nghĩ tới khí linh tinh la mở miệng nói chuyện nói, thiên đình thành hình, nhưng còn có cuối cùng một bước không hoàn thành. Dương Nghị Vân sửng sốt nói, còn có cái gì không hoàn thành? Này không phải đã hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau sao? Khí linh tinh la nói, ngươi nhìn xem phía chân trời còn kém cái gì? Dương Nghị Vân theo bản năng vừa thấy, phía chân trời phía trên hỗn độn mông mù, nhìn có chút áp lực.
Bất quá hắn biết nói đến cùng, chung quy là một phương thánh cảnh thế giới, không thể xem như chân chính thế giới, cười khổ nói, cứ như vậy đi. Phía chân trời hỗn độn cũng là không có biện pháp sự, chung quy đây là một phương thánh cảnh thế giới, không phải ngoại giới đại ngàn thần giới. Ha ha, người quá coi thường thánh thiên đình, phía chân trời hỗn độn chưa khai, đó là thiếu nhật nguyệt sao trời, mà ta đó là thánh thiên đình sao trời, thánh thiên đình khởi động lại, lão phu cũng nên quy vị, tiểu tử nhớ kỹ ta đối với ngươi nói qua nói, tiểu tâm thiên đạo hồng quân, ngày sau xem ngươi, đến nỗi thánh thiên đình nhật nguyệt nhị vị tôn giả, thời cơ chín muồi tự nhiên cũng sẽ trở về, lão phu đi cũng. Khí linh tinh la dứt lời, vèo một chút tinh la bàn cờ từ Dương Nghị Vân trong cơ thể bay đi ra ngoài, bay ra thánh thiên điện thẳng vào phía chân trời. Dương Nghị Vân cả người đại chấn, vội vàng chạy ra đại điện nhìn lại. Giờ phút này phía chân trời phía trên tinh la bàn cờ hóa thành thật lớn che trời bộ dáng, lại là bỗng nhiên nổ tung. Tức khắc hóa thành vô số bạc trắng tinh quang tản ra, treo đầy toàn bộ phía chân trời. Hóa thành vô số sao trời, nguyên bản hỗn độn phía chân trời cũng dần dần tản ra, hình thành một bộ biển sao trời mênh mông lộng lẫy cảnh tượng. Tinh la bàn cờ bổn ý như thế, Dương Nghị Vân giờ phút này lại là minh bạch lại đây, vì cái gì kêu tinh lạc bàn cờ. Nguyên lai lại là thánh thiên đình một bộ phận. Dương Nghị Vân nửa ngày lúc sau, lại là đối với phía chân trời thật sâu khom lưng. Hắn biết khí linh tinh là vĩnh viễn tiêu tán. Bàn cờ tan đi, hóa thành vô số sao trời ý nghĩa khí linh biến mất. Đây là đại quyết đoán, thành tựu lớn. Liền tính là khí linh tinh lạc trước kia là thánh thiên đình sao trời. Nhưng là hắn có tự mình ý thức lúc sau, chính là độc lập sinh mệnh thể. Nhưng hiện tại khởi động lại thiên đình, khí linh tinh la như cũ không chút do dự hóa thân vì đầy trời sao trời, loại này phụng hiến tinh thần, không phải giống nhau thần linh có thể làm được. Nhưng khí linh tinh la lại là không chút do dự đi làm, đi bổ toàn thánh thiên đình không đủ. Làm hỗn độn một mảnh hoàn toàn mới thiên đình thế giới có biển sao trời mênh mông, có sắc thái. Nội tâm chấn động, cũng là có kính nể. Cũng minh bạch vì cái gì thỏ ra cùng màu thần nương nương đều đối khí linh tinh la tôn kính có bỏ thêm. Có lẽ bọn họ đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày. Nửa ngày sau, Dương Nghị Vân nội tâm cũng ở quay cuồng. Hắn trong đầu còn nghĩ khí linh tinh la theo như lời, hỗn độn phía chân trời là bởi vì thiếu nhật nguyệt sao trời, người quá coi thường thánh thiên đình. Nhật nguyệt nhị vị tôn giả ngày sau thời cơ chín muồi sẽ tự trở về mà đến. Sao trời trở về? Nhưng là dựa theo khí linh tinh la nói, còn kém nhật nguyệt không có xuất hiện. Nói cách khác, tương lai sẽ giống như khí linh tinh la bực này nhật nguyệt xuất hiện ở thánh thiên đình thế giới phía chân trời, như thế này một phương thế giới liền sẽ nhật nguyệt sao trời tề tụ. Nếu là nói vậy, có lẽ thánh thiên đình thế giới, thật đúng là sẽ không so ngoại giới thế giới vô biên kém nhiều ít. Nghĩ như thế, Dương Nghị Vân cũng là nhìn không được hít hà một hơi. Đồng thời cũng chờ mong nhật nguyệt sao trời tề tụ kia một ngày. Thế giới này sẽ biến hóa thành bộ dáng gì? Cũng không biết nhật nguyệt sẽ là cái gì? Là người, vẫn là trí bảo. Dương Nghị Vân trong lòng thực vẫn là thực chờ mong. Trước mắt thiên đình cũng coi như là khởi động lại, xưng được với là cuồn cuộn thánh cảnh thế giới. Đầy trời sao trời dưới, toàn bộ thiên đình thế giới đều có vẻ tựa như ảo mộng, thêm thanh nồng đậm thần nguyên lực, lại là làm thế giới này nhìn tựa như ảo mộng, trông rất đẹp mắt. Dương Nghị Vân tin tưởng ngày sau vân môn đệ tử ở chỗ này tu luyện tất nhiên là làm ít công to. Hít sâu một hơi, phất tay chi gian hắn mở ra thiên đình môn hộ. Trên thực tế ở thiên đình phía nam, thật đúng là xuất hiện một tòa cao lớn sơn môn. Dương Nghị Vân trong lòng vừa động, trực tiếp tới rồi sơn môn chỗ, thấy được sơn môn tấm biển thượng cổ xưa ký hiệu, tuy rằng không quen biết, nhưng toàn bộ thế giới hắn là chúa tể, tự nhiên minh bạch này ba cái ký hiệu ý tứ. Kể trên ba cái cổ xưa ký hiệu còn lại là Nam Thiên Môn. Thật đúng là, Dương Nghị Vân phản ứng lại đây sau, nửa ngày đều tràn ngập cổ quái. Mặt khác, trừ bỏ Thánh Thiên Điện ở ngoài, phương Đông có Côn Luân Cung, phương Tây có Giao Chỉ Cung, ở Thánh Thiên Điện tả hữu hai sườn còn lại là 36 cung điện, phương Bắc có Thiên Hà, bốn phía có 10 đại Thánh Sơn từ, hết thảy cái gì cần có đều có. Xinh đẹp chính là Thiên Đình Thánh Cảnh. Hắn trong lòng vừa động đem Nam Thiên Môn ba cái ký hiệu, đổi thành đương kim thần tộc văn tự, để về sau vân môn đệ tử phân biệt. Làm xong lúc sau, vung tay lên, tức khắc Nam Thiên Môn mở ra. Xoay tròn bảy màu lốc xoáy hiện ra. Xuất hiện một cái kim sắc đại đạo nối thẳng đi ra ngoài, liên tiếp ở ngoại giới. Dương Nghị Vân nhấc chân đi bước một đi ra ngoài.
Tới rồi ngoại giới, giờ phút này hắn thấy được toàn bộ thiên đình dung hợp lúc sau toàn cảnh. Lại là một đại đoàn hỗn độn sương mù, dáng màu lập lòe, chói mắt vô cùng, tầm thường sinh linh căn bản là không thể đi nhìn thẳng, bởi vì quá mức chói mắt. Nhìn như đường kính chỉ có 9.000 mễ tầng mây hỗn độn mây mù, đó là toàn bộ thánh thiên đình toàn cảnh, đương nhiên chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nội loại lại là thật đánh thật đại thế giới. Giờ phút này huyền phù phía chân trời. Dương Nghị Vân cảm giác có điểm quá cao. Không bình dân. Nhìn ra dưới còn lại là cách mặt đất mấy vạn dặm. Trong lòng vừa động còn lại là làm cho cả thánh thiên đình đi xuống chìm. Tới rồi cách mặt đất 9.000 mễ thời điểm, Dương Nghị Vân mới cố định xuống dưới. Đương nhiên cái này cách mặt đất 9.000 mễ, là chỉ khoảng cách phi thăng sơn 9.000 mễ. Ngay sau đó hắn đôi tay huy động, trong cơ thể pháp lực chen chúc mà ra, lại là đối với phía dưới phi thăng núi non bỗng nhiên làm ra một cái bảo vệ môi trường động tác, hét lớn một tiếng, cho ta khởi. Dứt lời, phía dưới phi thăng núi non ầm 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 đại động. Toàn bộ đại địa đều bắt đầu động đất giống nhau kịch liệt đong đưa. Lại tựa toàn bộ phi thăng núi non bị Dương Nghị Vân lấy pháp lực ngạnh sinh sinh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Càng ngày càng cao, dần dần hình thành một tòa thật lớn vô cùng trụ trời ngọn núi. Không bao lâu cất cao tới rồi 9.000 mễ độ cao, toàn bộ đỉnh ở thánh thiên đỉnh phía dưới. Như thế thiên địa nhất thể. Lại là một tòa đường kính trăm dặm, cao ước 9.000 mễ trụ trời giống nhau ngọn núi, đỉnh nổi lên thánh thiên đỉnh cảnh tượng. Đứng ở đại địa thượng vân môn đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, nội tâm phi thường chấn động, trụ trời giống nhau ngọn núi thẳng vào đám mây. Ở đám mây phía trên còn lại là ngũ quang thập sắc dáng màu vạn trượng, chiếu rọi mấy vạn dặm xa phía chân trời cùng đại địa. Mọi người đều rõ ràng, ở kia đỉnh núi phía trên, đó là sau này vân môn hang ổ, hoặc là nói đó là thiên đình. Một đám đều kích động vô cùng, nhìn huyền phù ở thiên Dương Nghị Vân, ánh mắt tràn ngập sùng bái. Đương nhiên đại gia cũng càng có rất nhiều gấp không chờ nổi tưởng đi vào nhìn một cái, thánh chủ đến tột cùng cho đại gia một cái kiểu gì thế giới. Giờ phút này Dương Nghị Vân vung tay lên, lại là từ Nam Thiên Môn chiếu rọi ra một đạo kim quang, rơi thẳng với phía dưới đại địa. Một cái bể rộng chừng 90 mễ kim quang đại đạo xuất hiện. Vừa định làm vân môn đệ tử tất cả đều bước lên kim quang đại đạo, nhập thiên đình hết sức, lại là thỏ ra cùng linh một bay vào tới. Chỉ nghe thỏ ra mở miệng nói, còn có cuối cùng một bước không có làm. Dương Nghị Vân ngẩn người nói, còn có cái gì? Linh một mở miệng nói. Lập đạo thống, liên quan vận. Còn có nghĩ kỹ rồi không có, về sau thiên đình đạo thống tên gọi là gì? Thỏ ra bổ sung nói. Dương Nghị Vân gật gật đầu, đã kêu vân môn thiên đình đi, tên này từ ta mới bắt đầu đến nay ở vân, đã trở thành ta đại đạo chi lộ một bộ phận, càng là rất nhiều nhân tâm trung tinh thần tượng trưng, từ đầu đến cuối đi. Thỏ ra cùng Linh gật đầu một cái, tựa hồ cái này trả lời sớm tại đoán trước bên trong. Linh một mở miệng nói. Vậy đối đại đạo lập đạo ngôn đi. Dương Nghị Vân gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hít sâu một hơi nói, đại đạo tại thượng, hôm nay ta Dương Nghị Vân khởi động lại thiên đình, lập hạ đạo thống, vì vân môn đạo thống, vì vân môn thiên đình, đạo nghĩa nơi, vì thiên địa lập tâm, vì sinh linh lập mệnh, vì hướng thánh kế thần thông, vì vạn giới khai thái bình. Đạo thống dưới giáo dục không phân nòi giống, trợ giúp nhỏ yếu, quan ái vạn tộc vạn vật, lấy đại đạo nhất thể vì đạo tâm. Chắc chắn cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, đại đạo chứng kiến. Oanh! Dương Nghị Vân này xem như phát hạ đại chí nguyện to lớn, thiên địa đại đạo chứng kiến. Lời thề lạc bế lúc sau, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang vang vọng phía chân trời. Ngay sau đó mọi người còn lại là thấy được một đạo chín dáng màu quang từ thiên đình bùng nổ mà ra, xông thẳng phía chân trời mà đi, tựa hồ một chút xuyên thấu toàn bộ thần giới, cũng không biết chiếu rọi đi phương nào. Đại đạo khí vận xuất hiện. Thỏ ra có chút kích động nói. Là tối cao cấp bậc 9 màu khí vận trụ trời, xỏ xuyên qua thiên địa, thẳng vào hỗn độn, lại là so với mặt khác tứ đại đạo thống 5 màu khí vận trụ trời cao giai một tầng, so với năm đó thánh thiên điện thời đại 7 màu còn cao giai, cư nhiên là tối cao cấp bậc 9 sắc khí vận chi trụ. Linh một cũng phát ra cảm khái. Cái này, khí vận trụ trời đích xác thoạt nhìn, so với ta nhìn đến thần giới tứ phương khí vận trụ trời muốn lớn một chút. Dương Nghị Vân không khỏi cảm thán. Tựa hồ hắn kiếm được. 9 màu khí vận trụ trời, này đã là trong truyền thuyết tối cao khí vận trụ trời, hơn nữa là nối thẳng hỗn độn khí vận, người biết nói mặt khác tứ đại đạo thống khí vận trụ trời, cũng chỉ là khí vận thông thiên. Linh vừa nói.
Thông hỗn độn cùng thông thiên có cái gì khác nhau? Dương Nghị Vân buồn bực nói. Linh Một mở miệng giải thích, khí linh tinh la hẳn là cho ngươi nói qua một ít việc đi. Nhắc tới khí linh tinh la, Dương Nghị Vân vẫn là có chút cảm khái, gật gật đầu nói, hắn hóa thành thiên đình sao trời. Lúc này Dương Nghị Vân cũng biết khác nhau. Quả nhiên chỉ nghe Linh vừa nói, thiên thể thế giới cường đại sinh linh toàn ra đời hỗn độn, cho nên hỗn độn cấp bậc tối cao, mà đạo tổ Hồng Quân hóa thân thiên đạo, trưởng quản tam giới thiên đạo vận chuyển, cho nên hỗn độn dưới đó là thiên đạo, cũng cho nên chín màu khí vận trụ trời tối cao, xuống dưới mới là bảy màu cùng năm màu khí vận trụ trời, nhưng lại thông hướng đình chỉ ở thiên đạo cấp bậc. Trước kia Thánh Thiên Đế thời đại Thánh Thiên Đình còn lại là bảy màu khí vận trụ trời, nhưng thông hướng chỉ ở thiên đạo cấp bậc, cũng không có thông hướng hỗn độn. Một cái khác phương diện tới giảng, hiện giờ Vân Môn Thiên Đình, nào đó trình độ thượng, khí vận là siêu việt thiên đạo quản hạt, nói cách khác Vân Môn Thiên Đình tương lai tiềm lực rất lớn. Mặt sau có chút lời nói Linh Một tuy rằng nói được mịt mờ, nhưng là Dương Nghị Vân lại là minh bạch hắn ý tứ, mặc kệ là khí linh tinh la vẫn là Linh Một thỏ ra mấy cái, bọn họ tựa hồ đều biết thiên đạo Hồng Quân việc. Ngẫm lại cũng là, Thánh Thiên Đế về phía trước rút kiếm, cũng đã nói lên Linh Một cùng thỏ ra những người này đều đi theo Thánh Thiên Đế nghịch thiên. Đây là một đám kẻ điên, nhưng đồng thời cũng là một đám có dũng khí người. Thiên đạo bất công, bọn họ nghịch thiên. Hiện tại con đường này tới rồi trên người mình. Cứ việc Dương Nghị Vân không nghĩ thừa nhận, nhưng trong lòng lại là đã tiếp nhận rồi sự thật. Mặt khác trong xương cốt hắn cũng không thừa nhận thiên đạo bất công cách làm. Người đạo tổ Hồng Quân tương đương là hái được bàn cổ phụ thần quả đào, mạnh mẽ hóa thân vì thiên đạo, thế cho nên thiên đạo 50 mà 49 thiếu thứ nhất, đúng là tàn khuyết này thứ nhất, làm thiên đạo vận chuyển không viên mãn, yêu cầu không ngừng đi khởi xướng vô lượng kiếp mà làm thiên đạo vận chuyển viên mãn. Kể từ đó là đối thế gian vạn vật bất công, cũng cho nên Thánh Thiên Điện nghịch thiên. Cái này lý niệm kỳ thật Dương Nghị Vân cũng tán thành. Chỉ là lúc ấy khí linh tinh la đối hắn nói lên thời điểm, hắn ngoài miệng không thừa nhận mà thôi, nhưng là trong lòng cam chịu. Về sau hắn phải đi lộ, cũng là nghịch thiên chi lực. Nhưng không dám minh nói ra. Đây cũng là hắn phía trước lập đạo thống chi ngôn thời điểm, thể nói chính là đại đạo, mà không phải thiên đạo. Giờ phút này Vân Môn Thiên Đình đạo thống thành lập lúc sau, khí vận trụ trời xuất hiện, còn lại là xuất hiện chín màu khí vận trụ trời, nối thẳng hỗn độn, trở thành tối cao cấp bậc khí vận trụ trời, cũng từ sườn biên thuyết minh, ngày sau hắn là có thể thông hỗn độn, siêu việt thiên đạo cái này cấp bậc. Đây là chuyện tốt. Nghịch thiên mà đi, chính là muốn siêu việt thiên đạo Hồng Quân mới là nghịch thiên. Này bước đầu tiên căn cơ xem như thành công. Thỏ ra mang theo cảm thán nói. Ngươi lập hạ cái này đại chí nguyện to lớn chính là đủ đại, giáo dục không phân nòi giống, là tưởng về sau bất luận cái gì sinh linh đều nhưng như mây môn đạo thống đi. Dương Nghị Vân gật gật đầu nói, lần này đi ra ngoài một chuyến, ta thấy được thần giới tầng chót nhất sinh linh cực khổ, ta trong lý tưởng thế giới, không nên là tầng dưới chót sinh linh liền phải là con kiến, bất luận cái gì sinh linh đều hẳn là có quyền lực đi cầu sinh tồn, cầu lớn hơn nữa càng cao đại đạo, mà không phải cá lớn nuốt cá bé liền phải thành pháo hôi. Ta xử lý giải thế giới, hẳn là thiên thể đại đồng thế giới, thần giới nên là vạn vật vạn tộc cùng tồn tại cộng trường sinh cộng vĩnh hằng thế giới, mỗi một cái tươi sống sinh linh mặc kệ đắt rẻ sang hèn đều hẳn là có hướng về phía trước nỗ lực cơ hội, đều hẳn là có hy vọng. Cho nên ta Vân Môn đạo thống về sau đó là giáo dục không phân nòi giống, mặc kệ là nhân tộc yêu tộc các tộc chỉ cần nhận đồng chúng ta đạo thống, đều nhưng như mây môn đạo thống tu luyện, nếu thiên đạo bất nhân ta đây liền vì thiên địa lập tâm, vì sinh linh lập mệnh. Nhỏ yếu giả chúng ta Vân Môn tới bảo hộ, vì hướng thánh kế thần thông, xuyên bọn họ đại đạo phương pháp thần thông chi thuật, làm cho bọn họ có tự bảo vệ mình năng lực, vì vạn giới khai thái bình, vì sở hữu thế giới vô biên tiểu thiên thế giới khai một cái thái bình tốt đẹp thế giới. Đó là ta Vân Môn đạo thống về sau trung tâm. Ầm vang. Dương Nghị Vân này một phen nói đi ra ngoài, trên chín tầng trời tiếng sấm kinh thiên dựng lên. Thỏ ra cùng Linh vẻ mặt sắc đều có chút khó coi. Thiên chỉ hiểu. Thỏ ra lẩm bẩm tự nói. Biết lại như thế nào, chuyện sớm hay muộn, nghịch thiên, chúng ta lại không phải chưa làm qua. Linh nhíu lại đôi mắt nhìn phía chân trời nói. Không tồi, nếu làm, liền làm, ta tin tưởng thiên đế nhưng nghịch thiên, sẽ dẫn đường thế giới này đi hướng chân chính quang minh. Thỏ ra giờ khắc này cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Dương Nghị Vân lời tuy nhiên nói xong, nhưng bị cả đời này sấm sét cũng cấp khiếp sợ. Hắn nguyên thần đều có chút run rẩy. Cùng những người khác bất đồng,
hắn thể hội càng rõ ràng. Này một tiếng sấm sét đến từ thiên đạo, khoác ở khí vận trụ trời thượng, hắn cái này chủ nhân tràn đầy thể hội. Thiên uy khó dò. Nhìn Dương Nghị Vân sắc mặt khó coi, Linh vừa ra thanh an ủi nói, thiên đế không cần lo lắng, hắn Hồng Quân là thiên đạo, không phải có thể tự mình ra tay đối phó chúng ta, lại nói ngươi nhìn xem khí vận trụ trời không hề có bị hao tổn, đây là nối thẳng hỗn độn chỗ tốt, hắn còn không động đậy. Không đúng, khí vận trụ trời tựa hồ không xong, cần thiết nếu muốn biện pháp trấn áp khí vận, nếu không sẽ có phiền toái. Linh một mở miệng nói. Dương Nghị Vân trong lòng căng thẳng nói, khí vận không xong, như thế nào trấn áp? Liên tính không có này một đạo thiên lôi quấy nhiễu, khí vận cũng nên trấn áp, nếu không chịu ngoại giới ảnh hưởng, về sau sẽ có khí vận không xong tình huống xuất hiện, đến lúc đó khí vận trụ trời tán loạn, toàn bộ vân môn đạo thống thiên đình cũng tất nhiên sẽ vận số hao hết, cuối cùng tan thành mây khói. Mà ngoại giới ảnh hưởng, tất nhiên là thiên đạo ý chí dưới, rất nhiều thế lực tấn công vân môn, cướp lấy vân môn khí vận, cho nên cần thiết trấn áp khí vận mới được. Đến nỗi như thế nào trấn áp, đơn giản nhất trực tiếp biện pháp này đây đỉnh cấp chí bảo trấn áp khí vận, có lẽ trên người của ngươi kia kiện hỗn độn chung liền có thể. Linh vừa thấy hướng Dương Nghị Vân nói. Hỗn độn chung, Dương Nghị Vân nhìn về phía Linh Một. Linh Một mở miệng nói, không tồi, trấn áp trấn chờ cường đại khí vận cần thiết cường đại hơn chí bảo, hỗn độn chung ra đời với hỗn độn, đương có thể trấn áp chín màu khí vận trụ trời, bảo đảm trời cao thiên đình khí vận trường tồn. Một khi đã như vậy, vậy dùng hỗn độn chung trấn áp đi. Dương Nghị Vân tuy rằng không tha cái này chí bảo, nhưng vì vân môn khí vận, hắn cũng chỉ có thể lấy ra hỗn độn chung tới. Đông. Hỗn độn chung xuất hiện ở Dương Nghị Vân bàn tay. Như thế nào làm? Dương Nghị Vân hỏi. Linh vừa nói, trực tiếp đem hỗn độn chung trí đặt ở Thánh Thiên Điện cái kia đại trận có thể. Trước kia Thánh Thiên Đình trấn áp khí vận chính là dùng Thánh Thiên Điện đại trận, nhưng hiện tại không đủ, gia nhập hỗn độn chung có thể có thêm vào. Cũng đủ, hơn nữa cũng là có chỗ lợi, hỗn độn chung trấn áp khí vận dị năng gia tăng trời cao thiên đình lực phòng ngự, liền tính là thánh thiên đế trên đời cũng đừng nghĩ phá thiên đình. Hảo Dương Nghị Vân gật đầu, đối với phía dưới Nam Thiên Môn đem hỗn độn chung bỏ xuống đi, đi. Đông. Hỗn độn chung hóa thành một đạo kim quang, ngay sau đó thẳng vào Thánh Thiên Điện hạ xuống đại trận trong vòng. Thịch thịch thịch. Một tiếng tiếp theo một tiếng chuông vang lên. Ở Dương Nghị Vân trong óc. Hỗn độn chung dần dần dung nhập vào Thánh Thiên Điện đại trận chung. Chín thanh tiếng chuông lúc sau, bên ngoài chín màu khí vận trụ trời kim quang lập lòe, lại là thấy được ở khí vận trụ trời trong vòng xuất hiện một ngụm kim sắc đại chung hư ảnh hiện lên. Đúng là hỗn độn chung trấn áp khí vận thành công. Giờ khắc này Dương Nghị Vân đều rõ ràng cảm nhận được, chín màu khí vận trụ trời ổn định xuống dưới, dày nặng vô cùng, làm hắn trong lòng an ổn. Cùng thời gian, thần giới tứ phương tứ đại đạo thống trong vòng, lại là có bốn cái tối cao tồn tại, bỗng nhiên mở hai mắt một đám nhìn về phía chân trời, thấy được thần giới trung tâm kia một đạo nối thẳng hỗn độn chín màu khí vận trụ trời. Hừ, trẻ con, lá gan không nhỏ, trung tâm đạo thống, giáo dục không phân nòi giống, thật lớn khẩu khí, người tới, phái người đi xem, trung tâm đạo thống xuất hiện, như thế nào có thể không chúc mừng. Lại là ở vào thần giới phương Đông Thái Thanh đạo thống. Đương đại đạo chủ lại là tự mình ra tiếng phân phó, làm người đi chúc mừng, nhưng cái này chúc mừng, cũng không phải là chân chính đi chúc mừng, mà là đi đá bãi. Quay cuồng tường vân trung xuất hiện một người thắng, đối mặt đạo chủ, cung kính mở miệng nói, đạo chủ chính là muốn ta ra tay. Quay cuồng tầng mây trông được không đến Thái Thanh đạo chủ thân ảnh, chỉ nghe thanh âm như sấm sét vang lên, không cần, kia Dương Nghị Vân tiểu nhi cũng không biết là gì lai lịch. Lại là có thể lập đạo thống xuất hiện nối thẳng hỗn độn khí vận trụ trời, thiết làm thần giới 10 đại gia tộc chung cửu lê lão tổ đi thôi, cửu lê lão tổ chính là thánh nhân một tầng tu vi, đi thăm thăm hư thật có thể, ta yêu cầu biết Dương Nghị Vân lai lịch, năm đó thánh thiên đế cùng kia tu la vương một trận chiến ngã xuống. So sánh với không đơn giản như vậy, làm cửu lê lão tổ đi xem, kia Dương Nghị Vân chính là thánh thiên đế trên đời. Cần tuân đạo chủ pháp chỉ. Cùng lúc đó, mặt khác tam đại đạo thống. Như Huyền Hoàng đạo thống, Thiên Lôi đạo thống, Âm Dương đạo thống, Tam Đại đạo thống cũng phân biệt phái ra người đi trước, tứ đại đạo thống cơ bản đều giống nhau, đối với thần giới xuất hiện trung tâm đạo thống cũng không biết chi tiết, phái ra người đi tìm hiểu,